Chương 701, tỏ tình. Khi buổi họp báo chính thức kết thúc, Hoắc Khải muốn tự mình đưa hai mẹ con Cố Phi Dương rời đi. Nhạc Văn Văn rất vui vẻ, Hoắc Khải có thể thừa nhận thân phận của hai mẹ con cô bé trước mặt nhiều người như vậy thì sau này cô bé sẽ không bị người khác chế giễu nữa. Đối với cô bé này mà nói, trong đời không có nhiều chuyện khiến cô bé vui hơn chuyện này. Nhưng Cố Phi Dương lại từ chối yêu cầu của Hoắc Khải, lý do rất đơn giản ngay cả khi đã thừa nhận rồi thì nhất định sẽ vẫn có rất nhiều người tiếp tục bàn tán thời kỳ đầu sóng ngọn gió này vẫn nên cẩn thận thì hơn hoác khải cũng không ép buộc dù sao suy nghĩ của cố phi dương cũng khá hợp lý cho dù anh quả thật không quan tâm suy nghĩ của người khác nhưng xuất phát từ việc cân nhắc các yếu tố cuối cùng vẫn để cố phi dương tự đi đương nhiên chắc chắn là có sự bảo vệ âm thầm của đội viên tinh anh sau khi cố phi dương rời đi ninh thần cũng đi tới nói phía công ty vẫn còn nhiều chuyện chưa làm xong em về công ty trước cần anh đưa em đi không hoắc khải hỏi không cần em tự lái xe đi buổi tối anh nhớ phải về ăn cơm có lẽ đường đường muốn nói chuyện với anh đấy ninh thần nói về chuyện của cố phi dương đường đường cũng đã biết từ lâu hơn nữa cũng vui vẻ chấp nhận quan hệ của cô bé và nhạc văn văn cũng rất tốt nhưng tự biết và công khai thừa nhận là hai chuyện khác nhau Ninh Thần buộc phải cân nhắc đến cảm nhận của con gái. Hoắc Khải gật đầu, đồng ý. Audio điện tử võ tấn bền. Đợi Ninh Thần đi rồi, giản tư tư đi tới hỏi, ông chủ, bây giờ anh đi đâu, có cần tôi đưa đi không? Cùng là một vấn đề, Hoắc Khải vừa hỏi Ninh Thần, bây giờ giản tư tư lại hỏi một lần, khiến anh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hơn nữa, vẻ mặt của giản tư tư cũng rõ ràng là rất lạ, có chút do so dự khi nói chuyện. Hoác khải nhìn ra cô ấy muốn nói gì đó nên nói tôi tự lái xe tới nhưng chúng ta có thể cùng đi đến hầm gửi xe giản tư tư vâng một tiếng ngoan ngoãn đi cùng anh vào thang máy trong thang máy giản tư tư không nói lời nào cho đến khi xuống hầm để xe xung quanh không có ai cô ấy mới không nhịn được mà hỏi anh và cô cố ở bên nhau lâu lắm rồi nhỉ cũng mấy năm rồi hoác khải trả lời nói chị ninh sao có thể đồng ý chứ giản tư tư lại hỏi Vấn đề này, Hoác Khải đã trả lời trong cuộc họp báo, lúc này càng không muốn nhắc lại. Giản tư tư biết, mình đã hỏi một câu không nên hỏi. Cho dù là tại sao Ninh Thần đồng ý thì cuối cùng cô cũng đồng ý rồi. Ngay cả khi chuyện này khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ nhưng cũng không thể phủ nhận, Ninh Thần có thể làm được chuyện mà rất nhiều người phụ nữ khác không làm được. Hình tượng của cô được nâng cao trong mắt người khác, đồng thời cũng giữ được cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình. Có câu nói rất có lý, một cuộc hôn nhân lâu bền không thể tránh được sự sai lầm của người đàn ông nhìn qua thì có vẻ câu nói này rất vô nghĩa nhưng nếu nghĩ sâu xa một chút thì đàn ông cũng là một sinh vật phần nhiều có chủ nghĩa đàn ông sau khi anh ta phạm lỗi sẽ muốn bù đắp xuất phát từ sự hổ thẹn có thể sẽ càng quan tâm đến vợ hơn cũng có một câu nói khác tự nhiên ân cần chắc chắn là có biến không cưỡng hiếp thì là ăn cắp sau đó hoác khải không trả lời vấn đề này hai người rơi vào trầm tư giản tư tư hơi cúi đầu như đang nghĩ gì đó hoác khải cũng không làm phiền cô ấy hai người cứ im lặng mà đi như vậy không lâu sau đến trước xe của hoác khải anh nói nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước nhé giản tư tư ngẩng đầu lên nhìn anh trên khuôn mặt đỏ bừng một cách kỳ lạ cô ấy lấy hết dũng cảm nói ông chủ anh nói xem nếu bên cạnh anh lại xuất hiện thêm một người giống cô cố thì chị ninh có đồng ý không không biết hoác khải lắc đầu nói nhưng tôi sẽ không làm như thế trước đây đã nói rõ ở bên cố phi dương là chuyện ngoài ý muốn không có sự cố đó chúng tôi cũng chỉ là những người lạ đây là chuyện ngẫu nhiên không thể xảy ra nhiều như vậy tôi nói nếu như giản tư tư nói không có nếu như tự tôi sẽ cắt đứt khả năng này khoác khải nói trên khuôn mặt giản tư tư lóe lên một tia thất vọng khoác khải quyết liệt phủ nhận khiến cô ấy cảm thấy thất vọng nhưng mặt khác cũng chứng tỏ hoác khải không phải là dạng lăng nhăng nhưng anh không lăng nhăng thì mình còn có cơ hội ở cùng anh sao dường như không có khả năng rồi càng nghĩ như vậy thì trong lòng giản tư tư càng khó chịu thứ không đạt được mới là tốt nhất không đạt được mới là tiếc nuối lớn nhất trong đời mà càng không đạt được thì càng muốn có những suy nghĩ này khiến giản tư tư hơi mất khống chế hoác khải nhìn thấy sự kỳ lạ của cô ấy bất giác hỏi cô sao thế Giản Tư Tư ngẩng đầu nhìn anh, vài giây sau, đột nhiên xông tới, Hoắc Khải không kịp phản ứng đã thì môi cô ấy đã chạm đến. Sau sự tiếp xúc vô cùng dịu dàng này, Giản Tư Tư lùi bước, vẻ mặt cô ấy đỏ bừng, nhưng lại không chạy đi ngay mà kiên định nói, cho dù cả đời này không có cơ hội được làm người yêu của anh, nhưng trong lòng tôi, anh mãi là sự lựa chọn tốt nhất. Có thể tôi không có cách nào nhận được sự công nhận của chị Ninh như đối với cô Cố, thậm chí anh cũng không chấp nhận nhưng cá nhân tôi sẽ không bỏ cuộc chuyện cô cố có thể làm tôi cũng có thể làm mà tôi nhất định sẽ làm tốt hơn cô ấy sau khi nói ra hết những lời nói cất giấu trong lòng nhịp tim của giản tư tư tăng tốc gấp mấy lần cô ấy cũng đã là phó tổng giám đốc công ty siêu lớn với quy mô tài sản lên tới hàng chục ngàn tỷ nhưng trong chuyện này vẫn là cô bé chưa có kinh nghiệm đặc biệt là trước mặt hoác khải cảm giác xấu hổ tột độ khiến giản tư tư không thể tiếp tục ở lại mà xoay người chạy vào trong xe, sau đó khởi động rồi dùng tốc độ nhanh chóng rời đi. Hoác Khải vẫn đứng như trời trồng, có chút hỗn loạn. Giản tư tư này, thật ra, tình cảm của giản tư tư, anh đã sớm biết, nhưng cô bé này vẫn dùng phương thức chung sống như ông chủ và nhân viên, nhiều nhất là mối quan hệ bạn bè. Nếu đã là bạn bè, đồng nghiệp thì có rất nhiều chuyện đều vô cùng nhạy cảm. Giản tư tư không nói, Đương nhiên, Hoắc Khải cũng không nói. Anh cho rằng giản Tư Tư sẽ luôn nhẫn nhịn, cho đến khi không nhịn được thì tìm một người bạn trai, xua đuổi hình bóng của Hoắc Khải trong lòng cô ấy. Nhưng không ngờ, giản Tư Tư lại không tìm bạn trai, mà sau khi biết chuyện của Cố Phi Dương lại cho cô ấy thêm dũng cảm để tỏ tình. Trên môi vẫn còn lưu lại hương vị của giản Tư Tư, đó là mùi vị nụ hôn đầu của cô gái trẻ. Hoắc Khải lại không vui mừng mà trái lại nở một nụ cười khổ sau khi lớp giấy mỏng manh này bị chọc thủng thì nên tiếp tục đối diện với nhau thế nào đây ngay cả khi mình có thể thờ ơ thì cô ấy có thể làm được không giản tư tư cũng không phải là cô gái thích ngồi không chờ chết nếu cô ấy đã nói là không từ bỏ còn có thể tốt hơn cố phi dương vậy thì nhất định sẽ nỗ lực trên mặt nào đó nghĩ tới đủ loại phản ứng khác nhau mà cô ấy có thể tạo ra mà trong lòng hoác khải cảm thấy rất kỳ lạ hơi lắc đầu Hoác Khải cũng lên xe, sau đó rời khỏi hầm gửi xe. Nhưng không lâu sau, chiếc xe của Ninh Thần đi tới, dừng ở đây. Tuy Ninh Thần nói công ty có việc nhưng thật ra là sau khi xuống hầm xe vẫn luôn ngồi trong xe không đi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đời cô, cô cần phải bình tĩnh. Mà điện thoại của bố mẹ và cả Ninh Ngọc Lâm hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, đang tốt đẹp bỗng nhiên nhảy ra một người phụ nữ. Ninh Thần có thể chấp nhận việc này không có nghĩa là Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai có thể chấp nhận. Ninh Ngọc Lâm thì khá hơn, xem xong họp báo, cũng không tỏ ra ghét bỏ hoắc khải mà trái lại còn khuyên Ninh Thần nghĩ thoáng ra một chút. Người đàn ông ưu tú như thế, có người phụ nữ khác thích anh là chuyện bình thường. Nếu vì chuyện nhỏ đó mà tức giận thì sớm muộn gì cũng tức chết. Em trai đã nói như thế, khiến Ninh Thần cũng thấy buồn cười, theo lý mà nói thì không phải là em nên cùng bố mẹ lên án anh rể sao nhưng cô cũng biết, chồng mình là thần tượng mà em trai sùng bái nhất. Ninh Ngọc Lâm không thể nào chủ động nói xấu hoắc khải được. Sau khi cúp điện thoại của bố mẹ và em trai, Ninh Thần ngồi ngây ra một lát, lúc này mới chuẩn bị rời đi. chương 702, bánh gato. Kết quả, xe còn chưa đến đoạn cua thì đã thấy hoắc khải và giản tư tư đứng ở bên đó nói chuyện gì, có vẻ rất thần bí. Cô dừng xe lại, sau đó thì thấy giản tư tư hôn hoắc khải. Mặc dù không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng Ninh Thần đã đoán được đại khái. Đa số người trong công ty đều biết tình cảm của Giản Tư Tư với Hoắc Khải, nhất là những nhân viên cũ. Nhưng vì mọi người không quan tâm và không đem ra để tám chuyện mà thôi. Dù sao thì thân phận của Hoắc Khải và Giản Tư Tư quá nhạy cảm, một người thì là sếp, một người thì là phó tổng giám đốc, không thể đắc tội nổi. Dù có nói thì cũng chỉ có thể lén lút vài câu lúc đi uống rượu mà thôi không phải ninh thần không rõ chuyện này chỉ là trong lòng biết và tận mắt chứng kiến lại là hai chuyện khác nhau khi thấy giản tư tư hôn hoác khải ninh thần vô tình nhận ra bản thân mình không hề tức giận mà còn có chút buồn cười gặp chuyện kiểu này mà còn cười không lẽ là vì chuyện của cố phi dương nên khiến năng lực chịu đựng của cô tiến bộ hơn sao không nói chính xác là giản tư tư quá giống em gái của cô quan hệ với cô cũng rất tốt cho nên chuyện này nhìn giống một trò đùa cố tình hơn dĩ nhiên giản tư tư đã là người trưởng thành cô ấy sẽ không cố tình đùa cợt về chuyện này nhưng dù sao thì ninh thần cũng chẳng thấy tức giận khi xe dừng lại cô mới âm thầm thở phào muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì cuối cùng ninh thần rời đi trong im lặng coi như chuyện này chưa từng xảy ra và mình cũng chưa từng nhìn thấy chuyên trang đọc chuyện thăng chăm chui en co em mờ thăng còn sau này mọi chuyện sẽ thế nào thì đành nhờ ý trời vậy đến tối Ninh thần về nhà thì đã thấy Hoác Khải và Đường Đường ngồi đó. Thấy cô trở về, Đường Đường vội vàng vẫy tay với cô, vui vẻ nói, mẹ mau qua đây nào. Con đã gọi cô cố và văn văn đến đây ăn cơm, mẹ thấy con nên chọn cái bánh nào nhỉ? Ninh thần đi đến mới thấy đường đường đang dùng sáng thế kỷ để làm bánh gato. Nhờ sự mô phỏng của sáng thế kỷ, đường đường đã tạo ra một đường đại khái, sau đó sáng thế kỷ sẽ hoàn thiện và sửa sang chi tiết sau khi xác định thành phẩm thì sẽ gửi đến cửa hàng bánh ngọt và sản xuất bằng toàn bộ robot. Đây là một dự án mới của công ty chi nhánh đồ ăn ất sửu cửa hàng bánh ngọt trí tuệ nhân tạo. Ở đây, bạn có thể liên lạc với sáng thế kỷ và tự tạo một cái bánh gato của bản thân. Bất kể bạn làm thành hình gì, chỉ cần chốt thì có thể có thành phẩm. Mà thời gian từ lúc đặt hàng đến lúc gửi hàng đi chỉ chưa đến 10 phút hiện giờ hy vọng mới đã cơ bản hoàn thiện phương thức giao hàng bằng máy bay không người lái trong khu vực nội thành không cần lo về tình trạng giao thông nên tốc độ giao hàng được tăng gấp bội mà sau khi sáng thế kỷ được sửa đổi thì máy bay không người lái chỉ to bằng lòng bàn tay đã có thể chở được những đồ vật nặng đến hàng trăm cân mà chỉ hao phí một chút nước mà thôi năng lượng khí hydro đã thay thế cho năng lượng mặt trời năng lượng điện dầu dầu khí trong nội bộ công ty hy vọng mới trước mắt Mặc dù chỉ mới tiến hành thử nghiệm trong máy bay không người lái nhưng kết quả thí nghiệm đã cho thấy hiệu quả rất tốt. Chỉ cần cải thiện kỹ thuật chi tiết hơn nữa là có thể đưa vào thị trường. Khi ấy, xe ô tô, máy công nghiệp, thậm chí là nhà máy phát điện cũng sẽ có thể ứng dụng năng lượng này. Tài sản của Hy vọng mới cũng theo đó mà tăng lên không biết bao nhiêu lần. Dù sao thì con người vẫn luôn thích thú với việc tìm hiểu năng lượng mới, mà năng lượng hydro rất hợp với yêu cầu của mọi người không ô nhiễm, tỷ lệ sử dụng cao, nhanh chóng thuận tiện. Hiện giờ đã có rất nhiều công ty muốn hợp tác với hy vọng mới, mong muốn có được kỹ thuật này đầu tiên. Dĩ nhiên, bọn họ cũng đã tiến hành thử nghiệm trong thế giới ảo, nhưng không có sự giúp đỡ của sáng thế kỷ thì không biết bao lâu nữa mới thành công được. Chỉ sai một số liệu thôi là đã phải thử nghiệm thêm mấy trăm ngàn lần nữa rồi. Do đó, rất nhiều người càng thêm hứng thú với sáng thế kỷ bọn họ biết với trình độ khoa học kỹ thuật của bản thân hiện tại không thể nào mà tiên tiến được như trí tuệ nhân tạo liền chọn luôn hợp tác với hy vọng mới chỉ cần hy vọng mới chịu cung cấp một phần chức năng của sáng thế kỷ ra thì bọn họ cũng sẵn sàng bỏ ra một lượng tiền lớn nhưng hợp tác liên quan đến sáng thế kỷ thì hoác khải vẫn chưa đồng ý ai hết đây là pháp bảo để dẫn đầu thế giới của hy vọng mới khi chưa tìm được kỹ thuật khác thì sẽ không dễ dàng đem sáng thế kỷ ra đâu Hoắc Khải rõ hơn ai hết sự quan trọng của việc dẫn đầu kỹ thuật. Chỉ cần có nó thì mới mục tiêu cuối cùng nhanh chóng được thực hiện. Nhưng thời đại này không dành cho một người chủ tài, các xí nghiệp siêu cấp đều đang nuôi cá trong thị trường. Nuôi cá tức là đem kỹ thuật của bản thân ra cắt sen, dùng kỹ thuật lạc hậu của thời đại này để nuôi dưỡng những xí nghiệp nhỏ. Nếu những xí nghiệp này có thể dựa vào những thức ăn cho cá chất lượng thấp kia mà trưởng thành, thậm chí phát triển được kỹ thuật độc đáo thì có thể thu hoạch rồi. Thủ đoạn này là một phương pháp cạnh tranh rất thường thấy, cũng là sở trường của Hắc Khải. Được sự đồng ý của anh, trụ sở trong nước và nước ngoài của Hy vọng mới đã đem ra cái khung ban đầu nhất của sáng thế kỷ để hợp tác với những công ty khác. Dĩ nhiên, cho dù nó có cực kỳ lạc hậu thì giá cũng không hề thấp. Muốn có được cái khung này thì phải bỏ ra ít nhất là chục tỷ Mỹ kim mới được. Hơn nữa, Hy vọng mới còn có quyền ưu tiên sử dụng với những thành quả của họ. Nếu bạn muốn có được cái khung cao cấp hơn thì cũng không phải là không thể, hy vọng mới có thể đổi nó lấy một phần cổ phần của bạn. Dĩ nhiên là không phải 100% hay 51%, mà chỉ cần ít nhất từ 20% đến 49% là được rồi. Cái giá đó nghe thì có vẻ rất cao, rất khó chấp nhận. Nhưng với nhiều xí nghiệp nhỏ thì bán ra cổ phần không là chuyện gì to tát, mà so với việc bỏ ra chục tỷ Mỹ Kim thì đã quá là tiết kiệm rồi. 99% các xí nghiệp trên thế giới có lẽ chẳng bao giờ kiếm nổi số tài sản hàng chục tỷ mỹ kim, cho nên bọn họ chẳng quan tâm. Mà đám công ty có tiền thì lại trả tiền rất sòng phẳng, đổi lấy bộ khung ban đầu. Không phải bọn họ không muốn có bộ khung cao cấp, mà chỉ cảm thấy hy vọng mới có thể dựa vào bộ khung ban đầu này để phát triển được sáng thế kỷ thì bọn họ cũng sẽ làm được. Họ không quan tâm đến tiền, nhiều hay ít hơn không quan trọng, nhưng nếu bán cổ phần đi thì sẽ thật khó chấp nhận những công ty lớn thế này ngoài hy vọng mới ra thì đều có sự góp vốn của đủ loại tư bản lúc bán cổ phần ra cũng không phải do một hai người quyết định cho dù người quyết định công ty có một phiếu quyết định thì sao chứ nếu không có cổ phần trong tay thì cũng như không dựa vào hai loại khung khác nhau hy vọng mới lại thu được mấy trăm tỷ mỹ kim và một lượng lớn cổ phần của các công ty nhỏ đối với những công ty nhỏ này vừa tiết kiệm tiền lại vừa được gia nhập hệ thống hy vọng mới thì quá hời nhưng số công ty được Hy vọng mới lựa chọn và giao khung cao cấp cho thì không nhiều, cũng không phải ai có thể lấy cổ phần ra đổi. Nếu không có tiềm lực, ngành nghề không phù hợp thì dù có tương lai thế nào cũng vô dụng. Bao gồm cả việc máy tự động sản xuất bánh gato mà Đường Đường dùng cũng là sản phẩm của một trong số những công ty nhỏ kia, nhưng phần mềm lại dùng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo của Hy vọng mới. Mặc dù sáng thế kỷ rất tốt, nhưng Hoắc Khải lại không muốn con người quá dựa dẫm vào trí tuệ nhân tạo. Anh vẫn cho rằng nếu con người mất đi năng lực tư duy thì khác nào xác ướp biết đi. Con người muốn có được phát triển và thành tựu lớn hơn thì phải đổi mới bản thân, tuyệt đối không được mất đi năng lực sáng tạo chỉ vì ngoại lực. "Bố, bố thấy cái nào đẹp ạ?" À? Đường Đường hùng hồn hỏi. Hoắc Khải bước qua xem, đường đường là một căn phòng lớn, bên trong có rất nhiều người ngồi. Tuy không rõ tướng mạo nhưng nhìn trang phục thì có thể đoán được có hai mẹ con Cố Phi Dương, Đặng Tuấn Mai, Ninh Quốc Năng và Ninh Ngọc Lâm chương 703 Sau khi được sáng thế kỷ chỉnh sửa lại thì những người này nhìn cũng rất giống thật. Hơn nữa, điều này cũng thể hiện niềm mong mỏi tốt đẹp trong lòng đường đường. Trong thâm tâm, ai cũng là người thân nhất của cô bé, nên cô bé muốn mọi người được hòa hợp, vui vẻ bên nhau. Khi nhìn thấy chiếc bánh, Hoác Khải biết ngay trong lòng đường đường sẽ không phản cảm với nội dung của buổi họp báo mà còn vui vẻ vì chuyện này. Anh nhìn ninh thần, ninh thần cũng rất nhẹ nhõm, nhưng trong cảm xúc thì vẫn có hơi không quen. Dù sao việc con gái có thể thoải mái chấp nhận như thế cũng khiến cô thấy hơi khó chịu. Đây là phản ứng tâm lý bình thường của con người nên cũng không có gì kỳ lạ. Hoác Khải đi qua, ôm vai cô, nói nhỏ, dù thế nào thì em vẫn luôn là người vợ mà anh yêu nhất. Sao, nói thế để dỗ em hay gì, ninh thần lườm anh, nhưng vẫn cười. Rõ ràng trái tim cô không giống những gì cô thể hiện ra ngoài mà điều khiến đường đường không vui là dù cố phi dương hay vợ chồng ninh quốc năng thì đều không xuất hiện chỉ có ninh ngọc lâm chạy đến thật ra chuyện này cũng dễ đoán cố phi dương đã gọi đến nói mặc dù đã thông báo cho mọi người biết nhưng vừa họp báo xong mà đã đến ngay thì có hơi không hay cô ta thấy nên từ từ thì hơn còn hai vợ chồng ninh quốc năng thì không chửi cho hóc khải một trận đã là tốt lắm rồi ninh thần chấp nhận được là vì cô thấy sự xứng đáng của cố phi dương nhưng với vợ chồng Ninh Quốc Năng thì đây rõ ràng là kẻ thứ ba xen vào. Cho dù Cố Phi Dương nói sẽ không bao giờ xác lập mối quan hệ chính thức với Hoắc Khải, không bao giờ tranh đoạt tài sản thì sao chứ? Sự yêu thương vốn dĩ thuộc về một người giờ lại phải sẻ đôi, người làm bố mẹ như họ sao có thể vui nổi? Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, bố mẹ vẫn chưa nghĩ thông ấy mà, một thời gian nữa sẽ ổn thôi, Ninh Ngọc Lâm nói, thật ra em thấy chuyện này bình thường mà người thành công nào mà không có tam thê tứ thiếp chứ, chả qua là không công khai như anh rể thôi. Sao hả, em cũng muốn học theo anh ấy hả, à? ninh thần trợn mắt. Dù gì cũng là em trai ruột mà chẳng chịu bênh cô gì cả. Ninh Ngọc Lâm cười hề hề, em thì học không nổi, giờ em còn chưa có cả bạn gái đây. Nói ra thì em cũng có mấy cô người yêu rồi cơ mà, đã 30 rồi đấy, cứ để bố mẹ chờ thế à, ninh thần dạy dỗ. Ôi dào, giờ đang là thời kỳ phát triển sự nghiệp, thời gian đâu mà yêu đương chứ chị. Hơn nữa, cả một rừng cây xanh tốt, sao em cứ phải cột vào một cái cây chứ, Ninh Ngọc Lâm thở ơ đáp. Mặc dù cậu ta đến giờ vẫn chưa có người yêu nhưng không có nghĩa là cậu ta thiếu. Chỉ cần ra ngoài tìm là gái đẹp đến tìm không dứt. Chưa nói đến cậu ta là em trai ruột của Ninh Thần thì sản nghiệp của riêng cậu ta cũng đã phát triển rất tốt, gần lên đến chục tỷ. Vô số người đều chủ động đến xin hợp tác cùng giờ Ninh Ngọc Lâm như diều gặp gió, vui vẻ vô cùng. Ninh thần đã nói rất nhiều lần nhưng chẳng có tác dụng. Ngọc Lâm là người trưởng thành nên có cách suy nghĩ của riêng mình. Hơn nữa cậu ấy nói cũng không sai mà, giờ vẫn còn trẻ, chưa vội, khi nào chưa chán thì kết hôn cũng được, Hoắc Khải nói theo. Kia kia, đúng là anh rể lúc nào cũng thấu đáo, Ninh Ngọc Lâm tán thưởng. Đàn ông toàn lũ xấu xa, Ninh Thần chừng mắt nói. Vậy cậu đừng làm đàn ông nữa, vì con thấy cậu tốt mà, Đường Đường nói chêm vào. Ninh Ngọc Lâm sững sờ, sau đó thì dở khóc dở cười. Cô bé đang khen mình hay là gì đây? Ninh Thần và Hoắc Khải nghe vậy thì bật cười, biết Đường Đường đang cố tình nói để làm dịu đi bầu không khí chứ không phải không biết gì. Nhưng ngày mai hai người về nhà đi, bố mẹ giận lắm, đến mà dỗ họ, Ninh Ngọc Lâm nói, không được thì mai em cũng về giúp hai người nói chuyện. Em đừng đi nữa còn chưa đủ rắc rối hay sao hả, ninh thần nói. Hoác Khải không phản đối, suy cho cùng thì vẫn phải cho Đặng Tuấn Mai và Ninh Quốc Năng một câu trả lời, không thể chỉ nói với mỗi phóng viên được. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thần không đến công ty nữa mà về nhà cùng Hoác Khải. Hiện giờ Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai đã không còn ở khu nhà cũ nữa. Dù gì họ cũng là bố mẹ của Tổng Giám Đốc với công ty trị giá mấy chục ngàn tỷ, ở chỗ cũ thì người khác lại nói ra nói vào khi cuộc sống của bạn đã đạt đến một mức nhất định thì dù bạn không nói gì không làm gì cũng trở thành một loại lỗi sai cho nên hai người đã chuyển đến một khu nhà cao cấp hơn dưới sự giúp đỡ của ninh thần trong khu này phần lớn là biệt thự riêng người ngoài rất khó lọt vào cũng đỡ cho những người nào đó suốt ngày đến tìm ninh quốc năng để làm thân đến cửa nhà hoác khải cầm quà đi vào ninh quốc năng thấy anh đang định nói chuyện thì đặng tuấn mai đã lạnh lùng nói sao ông còn định chào mừng nó nữa à? Ninh Quốc Năng cười khan, không nói gì. Cũng may Đường Đường nhanh trí, nhảy chân sáo đến chào, cháu chào ông ngoại à? Sao cháu không đi học thêm? Ninh Quốc Năng vui vẻ hỏi. Ninh Ngọc Lâm không chịu kết hôn, ông chỉ có một đứa cháu gái là Đường Đường, yêu thương vô bờ. Đi, ông ngoại lấy đồ ăn cho cháu. Cháu không ăn đâu, mẹ bảo cháu béo rồi. Mẹ cháu nói không tính, để ông ngoại cho cháu ăn khi ninh quốc năng đưa đường đường vào phòng hoác khải và ninh thần mới đi vào trong phòng khách đặng tuấn mai đang lau bàn thấy hoác khải đi vào thì ném khăn lên bàn hư một tiếng rồi ngồi xuống vẻ mặt không vui ninh thần biết vì sao bà không vui bèn vội vàng hỏi bố mẹ bố mẹ ở đây có quen không đây là khu do bố của bạn học đường đường anh phương sương thịnh xây đó là vị trí tốt nhất trong khu dáng nhà cũng đẹp nhất tốt cái gì mà tốt ra ngoài không quen ai, 99% số người toàn là doanh nhân. Bố mẹ chỉ là tiểu thương bán hoa quả, nói gì với họ được. Còn chẳng bằng chỗ ở cũ, tuy nhà không đẹp nhưng lại toàn người quen, thoải mái. Bây giờ thì mỗi ngày chỉ biết lau bàn, quét nhà, tưới cây, chán muốn chết, Đặng Tuấn Mai bất mãn nói. Có lẽ bà vẫn không vui vì hoắc khải nhưng đây lại là lời thật lòng. Ninh thần cũng hiểu được, trong một môi trường mới toàn những người có xuất thân cao hơn mình, cho nên sẽ không thoải mái cho lắm. Vậy nên Đặng Tuấn Mai mới thấy không thích bằng ngày xưa. Con người luôn phải nhìn về phía trước mà, mặc dù ở đây không quen ai nhưng cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu mà. Ở đây có không khí tốt hơn này, ngày nào thức dậy cũng sảng khoái hết mức, Ninh Quốc Năng nói. Ông thì ghê rồi, không có số hưởng phúc nhưng lúc nào cũng cái này tốt cái kia ổn. Nhìn về phía trước cho lắm vào rồi thấy đất vàng đắp quanh cổ ấy, Đặng Tuấn Mai chỉ chiết. Ninh Quốc Năng bị bà mắng rất lâu cũng thành quen, chỉ cười gượng mà không đáp. Hoắc Khải đi đến, đặt đồ xuống và nói: Đây là một vài thực phẩm chức năng do công ty sản xuất, hiệu quả rất tốt đó ạ. À? Khỏi, Đặng Tuấn Mai khó chịu đáp: Chúng tôi không có phúc hưởng đâu, mời ông chủ lý tự dùng lấy. Mẹ, Ninh Thần gọi một tiếng. Cô còn chưa nói gì thì Đặng Tuấn Mai đã trách móc sao? Mẹ nói nó vài câu không được à? hay lên làm xếp rồi thì không coi bố mẹ ra gì nữa. Con đâu có ý đó, Ninh Thần nói nhỏ. Mẹ, con biết mẹ bất mãn về con, con cũng không phủ định điều gì. Hôm nay con đến cũng là để xin lỗi bố mẹ, Hoác Khải nói. Xin lỗi, tôi cần lời xin lỗi của anh sao? Anh xin lỗi chúng tôi thì có ích gì? Anh thấy anh sai thì đoạn tuyệt quan hệ với kẻ thứ ba kia đi. Đừng nói là chúng tôi không cho anh cơ hội, Đặng Tuấn Mai tức tối nói, rồi lại nhìn Ninh Thần, còn con nữa, có chuyện gì thế hả? Chồng của con ra ngoài lăng nhăng, con không ngăn lại thì thôi, lại còn ủng hộ. Con nghĩ cái gì vậy? Có phải làm kinh tế nhiều nên bị ngốc đi không? Chương 704, tham gia, mẹ, Lý Phong. Hoắc Khải vỗ vai Ninh Thần, bảo cô không cần giải thích, sau đó nói với Đặng Tuấn Mai, mẹ, có lẽ bố mẹ hiểu lầm chuyện gì rồi. Nhưng đứng ở góc độ của bố mẹ thì con đúng là đã sai vì không trung thủy với Ninh Thần đây là lỗi sai của con nhưng con lại không thể tách khỏi cố phi dương không phải vì con có mới nới cũ mà là vì nó đã thành sự thật nếu bố mẹ không chấp nhận được thì có thể mắng chửi con con cũng không phản đối đánh anh thì có tác dụng gì đặng tuấn mai phẫn nộ đứng dậy đáp nói như kiểu anh oan ức lắm vậy người khổ là con gái tôi kia kìa bà ngoại bà đừng trách bố mà con với mẹ đều thích cô cố và văn văn lắm khi nào gặp họ bà sẽ biết bọn họ rất tốt đường đường nói Cháu thì hiểu cái gì, Đặng Tuấn Mai khó chịu đáp. Với bà, Đường Đường là trẻ nhỏ không biết gì là xấu là tốt, chỉ biết phán đoán bằng cảm quan. Ninh Thần không kìm được, bèn nói, "Mẹ, Đường Đường nói không sai đâu. Cô cố thực sự rất tốt, mà tình cảm của cô ấy với Lý Phong cũng không thể phán đoán bằng lý lẽ thường tình được. Đây là duyên phận ông trời sắp đặt, con không thể nào thay đổi được, mẹ cũng vậy, thế thì tại sao không thể vui vẻ chấp nhận chứ?" đầu óc con đúng là có vấn đề rồi, Đặng Tuấn Mai tức không chịu nổi. Bà thật sự không thể hiểu nổi vì sao con gái lại nói đỡ hoắc khải, rõ ràng đây là chuyện mà không một người phụ nữ nào thích mà. Rốt cuộc là đầu óc con gái có vấn đề hay là bị hoắc khải tẩy não rồi. Nói mãi không thông, ninh thần cũng không biết nên nói thế nào nữa. Cô chỉ mong chuyện này không khiến gia đình thêm bất hòa thôi. Nhưng Hoắc Khải cũng không phải kiểu người đó. Đứng ở góc độ của Đặng Tuấn Mai, dù là nói gì hay làm gì thì cũng đều là lấy lý do. Bởi vậy mà anh rất bình tĩnh nghe Đặng Tuấn Mai trách mắng. Một lúc lâu sau, Đặng Tuấn Mai nói đến mức cứng cả miệng lại cũng không thấy Hoắc Khải phản ứng gì, bà liền mắng tiếp, anh là đầu gỗ hay là giả điếc, cứ tưởng im lặng là xong sao? Vậy mẹ nghĩ thế nào mới giải quyết được chuyện này? Tiền đề là không được ép con và Cố Phi Dương chia tay, Hoắc Khải nói, và con cũng sẽ không rời xa Ninh Thần. Anh, Đặng Tuấn Mai tức muốn trào máu. Bà lấy giấy bút đập lên bàn và nói: "Được thôi, nếu hai người đã muốn thế thì ký tên đi. Đem toàn bộ tài sản cho Ninh Thần, anh và con bé kia muốn làm gì thì làm." Được, Hoắc Khải không hề trái lời, cầm bút lên viết hợp đồng. Kết quả lại bị Ninh Thần cướp đi, giấy cũng bị cô vo tròn ném vào thùng rác. "Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa được không? Con đã nói là con không quan tâm rồi mà sao mẹ vẫn chưa chịu thôi hả?" "Mẹ làm sao mà chưa chịu thôi?" không phải vì mẹ muốn tốt cho con sao? Sau này con và nó mà ly hôn thì một mình con sống thế nào được? Dĩ nhiên phải lấy tiền về túi mình đã chứ, Đặng Tuấn Mai nói. Đây đã không phải lần đầu mà bà đề nghị Ninh Thần rồi. Từ xưa khi Ninh Thần và Hoắc Khải còn chưa kiếm được nhiều tiền thì bà đã bảo Ninh Thần giữ tiền rất nhiều lần, chẳng qua là Ninh Thần không chịu thôi. Hiện giờ bà lại đưa ra yêu cầu này, Ninh Thần đương nhiên sẽ từ chối giờ đây công ty đã không còn là phường buôn bán lần trước mỗi một hành động đều liên lụy rất rộng không phải nói chỉ ký một bản hợp đồng là giải thích được tất cả chuyện bên trong rất phức tạp mẹ đừng tham gia vào nữa ninh thần nói thẳng nếu mẹ vẫn không chịu được chuyện này thì con và anh ấy sẽ rời đi khi nào bố mẹ nghĩ thông rồi thì chúng con sẽ quay lại đi đi như kiểu mấy thân già này mong chờ hai người đến lắm vậy đúng là cái loại vô lương tâm kiếm được tiền thì không còn trái tim không biết ai tốt với mình nữa, Đặng Tuấn Mai tức tối nói. Ninh thần cũng tức không chịu nổi, thấy mọi chuyện không giải quyết được thì kéo luôn hoắc khải rời đi. Ninh quốc năng mới mở miệng khuyên ngăn, thôi, nói ít đi mấy câu thì có sao. Bình thường bọn nó bận rộn, mãi mới đưa đứa nhỏ về nhà một chuyến thì cứ cãi nhau ầm cả lên. Có chuyện gì thì bao giờ rảnh hãng nói, tôi còn muốn chơi với cháu ngoại đây, đừng làm phiền nữa. Đừng thấy bình thường Ninh Quốc Năng không nói gì mà lầm tưởng, khi ông thật sự lên tiếng thì Đặng Tuấn Mai hay Ninh Thần đều phải nể mặt. Cho dù chuyện này khiến Đặng Tuấn Mai không vui, nhưng Ninh Quốc Năng đem đường đường làm cái cớ, bà cũng chẳng nói gì được. Không thể vì con rể xấu mà ngó lơ cháu ngoại được. Ninh Quốc Năng và đường đường cố gắng hòa giải xong thì không khí mới dịu đi một chút, nhưng cũng chỉ ở mức là Đặng Tuấn Mai không cào nhau thêm gì nữa. Nhưng đây đã là kết quả rất tốt rồi. Lúc đến đây, Hoắc Khải thậm chí còn nghĩ Đặng Tuấn Mai sẽ ném đồ vào mặt anh cơ. Dĩ nhiên thì bây giờ không còn như trước nữa. Lúc vừa mới sống lại, Hoắc Khải bị đối xử rất tệ. Đừng nói là xảy ra chuyện, dù không có việc gì thì Đặng Tuấn Mai cũng sẽ không hiền hòa với anh. Lúc đó Hoắc Khải và Cố Phi Dương mà ở bên nhau thì chắc là sẽ bị Đặng Tuấn Mai cầm dao chém chết mất. Hiện giờ anh là ông chủ của hy vọng mới, nắm trong tay hàng chục ngàn tỷ, cho dù đặng tuấn mai có mạnh mẽ thì nào thì cũng phải để ý đến ảnh hưởng phía sau ăn cơm xong hoác khải và ninh thần không nán lại lâu chủ yếu vẫn là thái độ của đặng tuấn mai khiến ninh thần không chịu nổi cô cũng không muốn hoác khải phải chịu uất ức ở đây vẫn là câu nói cũ đến cô còn chấp nhận cố phi dương thì đặng tuấn mai không có lý do gì để làm loạn hết lên nhưng đường đường không về cùng họ mà ở lại làm ông bà ngoại vui cô bé thông minh vô cùng biết lúc này rất quan trọng ông bà ngoại có tha thứ cho bố hay không đều phải xem cô bé làm có tốt không sau khi ra khỏi nhà và lên xe ninh thần thở dài không ngờ mẹ lại cố chấp như thế đến bố còn chấp nhận được rồi mà mẹ vẫn không chịu thật ra mẹ làm đến bước đó cũng là tốt lắm rồi dù gì mẹ cũng cao tuổi hơn nữa không phải ai cũng chấp nhận được chuyện này giống như em lúc đầu chấp nhận làm anh rất bất ngờ khoác khải nói nếu lúc ấy em từ chối thì sao anh sẽ làm gì ninh thần hỏi hoác khải bình tĩnh nói đương nhiên là chia tay rồi có lẽ tình cảm của cô ấy với anh đã được kiểm chứng nhưng nếu chọn thì anh vẫn sẽ chọn em thật sao em không tin đâu cô cố xinh đẹp thân hình tốt hơn em nhảy cũng đẹp là kiểu mà đàn ông thích nhất ninh thần hừ một tiếng miệng thì nói không tin nhưng nụ cười trên mặt đã bán đứng nội tâm của cô hoác khải không giải thích nhiều anh biết bản thân không nói dối. Tiếp nhận cố phi dương một phần lớn là vì ninh thần không phản đối. Nếu như ninh thần không chịu thì cũng sẽ cho Hoắc Khải một lý do để kiên định. Cho nên chuyện này có rất nhiều nhân tố chứ không chỉ có một nguyên nhân đơn giản như vậy. Nếu không, khi Phan Tư Mễ nhảy lầu vì Hoắc Khải thì sao anh không chấp nhận cô ta chứ? Nói đến thì, từ khi nhảy lầu, bị thương và chữa trị xong, Phan Tư Mễ đã rời khỏi đây và chưa từng xuất hiện lại dù là bạn học hay bạn bè bình thường không ai biết cô ta đã đi đâu có người nói cô ta ra nước ngoài có người thì nói cô ta đã lấy chồng sinh con nhắc đến người bạn tốt ngày xưa ninh thần vẫn cảm thán không nguôi nếu như không có chuyện của góc khải thì có lẽ bọn họ vẫn là bạn tốt nhưng ngoài cô cố ra thì anh còn bóng hồng nào khác nữa không đấy anh yên tâm nếu thật sự người đó có tính cách tốt giống cô cố mà còn giúp được anh thì em cũng sẽ không phản đối Ninh thần đột nhiên nói. Câu hỏi này khiến Hoắc Khải khẽ sừng sốt, cứ cảm thấy cô nói có ẩn ý gì đó. Đang bình thường sao tự nhiên lại hỏi câu này chứ? Anh bất giác nghĩ đến giản tư tư và đường trọng vi. Nếu nói ai có thể khiến ninh thần cảnh giác thì chắc chỉ có hai người này. Còn về cơ hương ngưng thì lại càng ít liên lạc. năm 705, tiến triển của dự án Sương Mù. Nhà họ cơ mới ở thời điểm này đã phát triển rất tốt, quy mô tài sản từ vài tỷ của lúc đầu biến thành gần trăm tỷ như hiện tại. Trong đó đương nhiên có mối quan hệ giữa Cơ Hương Ngưng và Hóc Khải, Ninh Thần làm bước đệm, nhưng phần nhiều vẫn nhờ năng lực cá nhân của Cơ Hương Ngưng đủ mạnh. Cô là một người gan dạ và dám mạo hiểm. Sau khi nhìn thấy tiềm lực của hy vọng mới, Cơ Hương Ngưng thế chấp tài sản của nhà họ Cơ, vay một khoản tiền lớn từ ngân hàng, điên cuồng mở rộng quy mô. Bây giờ họ vẫn nợ ngân hàng vài chục tỷ nhưng tài sản đã tăng thêm mấy chục lần, cũng không quá thiệt thòi. Và lại, nhờ tình hình kinh doanh ổn định, họ đang dần dần trả hết các khoản vay. Theo tình hình hiện tại, cùng lắm chỉ cần 2 năm nữa là họ có thể trả hết các khoản nợ, đến lúc ấy, nhà họ cơ sẽ thực sự không còn vướng bận gì nữa. Trong 2 năm liên tiếp, cơ hương ngưng cũng trở thành đại diện phụ nữ mạnh mẽ của giới kinh doanh, xếp sau ninh thần và giản tư tư. Tuy rằng cô ấy chỉ lấy hạng 3, nhưng Ninh Thần và Giản Tư Tư từng bày tỏ trước công chúng không chỉ một lần rằng năng lực cá nhân của họ không hề mạnh hơn Cơ Hương Ngưng. Họ được xếp trước bởi vì tình hình phát triển của Hy Vọng Mới quá tốt, mà thành công của Hy Vọng Mới đến từ khả năng của Hoắc Khải. Khả năng kinh doanh của Hoắc Khải có thể nói là đứng đầu thế giới, điều này nhận được sự khẳng định từ đông đảo nhân dân. Đương nhiên, vẫn còn một nhóm ít người cảm thấy anh chỉ được cái may mắn, nếu không có mấy thành quả ấy, không biết hy vọng mới đã bị người ta hạ gục bao nhiêu lần rồi cơ hương ngưng cũng thừa nhận cô rất sùng bái khả năng kinh doanh của hoác khải còn về chuyện xếp hạng cô không quá để tâm ai hạng nhất ai hạng hai không quan trọng quan trọng là môi trường kinh doanh tốt mọi người đều có thể kiếm tiền sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này hoác khải hỏi không có gì em buột miệng hỏi thôi ninh thần đáp lòng cô thoáng thấy do dự không biết có nên hỏi Hoắc Khải về chuyện của Giản Tư Tư hay không, và lại, trong ý của Hoắc Khải, dường như cũng không định chủ động chia sẻ suy nghĩ của anh về chuyện này. Do sợ cô hiểu nhầm, hay căn bản không muốn cho cô biết. Trong hôn nhân, điều đáng sợ nhất trước giờ không phải là ngoại tình, mà là mất lòng tin. Một khi lòng tin đã mất, cho dù anh chỉ ra ngoài mua thức ăn, cô cũng cảm thấy có lẽ anh đi thuê khách sạn. Nhưng ninh thần không cực đoan đến mức ấy, bởi vì cô hỏi đến chuyện này, thực ra nguyên nhân lớn chỉ là làm rõ mọi việc. Nếu Hoắc Khải và Giản Tư Tư lưỡng tình tương duyệt, có lẽ cô sẽ chuẩn bị tâm lý cho bản thân trước. Giống như trước kia cô từng nói, nếu như có một người vừa tốt tính như Cố Phi Dương vừa có thể giúp đỡ Hoắc Khải trong sự nghiệp, cô sẽ không phản đối. Điều kiện này phù hợp với Giản Tư Tư. Quy mô hiện tại của hy vọng mới quá lớn, cho dù ninh thần mọc ra 8 cái đầu cũng không thể nào quản lý hết được chỉ tính riêng công việc ở tổng bộ trong nước đã khiến cô bận rộn đến mức chân không chạm đất thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày cực kỳ ít đến cả thằng bé thứ hai cũng không có thời gian trông nom vậy mà vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm bây giờ thằng bé thứ hai sắp vào mẫu giáo rồi nhưng cả hoắc khải và ninh thần có rất ít thời gian tương tác với con điều này luôn khiến ninh thần thấy áy náy nhưng ninh thần không dám chuyển giao quá nhiều công việc quan trọng cho người khác chỉ có giản tư tư bên cạnh cô là người đáng được tín nhiệm nhất nhưng giản tư tư biết quá nhiều thứ, cô ấy nắm đa số bí mật và quyền hạn nòng cốt của hy vọng mới. Nếu có một ngày giản tư tư phản bội hy vọng mới, vậy thì hậu quả chắc chắn đáng sợ hơn những gì Ninh Hạo Bân gây ra rất nhiều. Thế nên trong lòng Ninh Thần muốn lôi kéo giản tư tư vào trận địa nhà mình, chỉ ít cũng giảm thiểu khả năng cô ấy phản bội. Phương pháp hả, đương nhiên là biến cô ấy trở thành người đầu gối tay ấp với Hoắc Khải. Nhưng Ninh Thần cũng không cưỡng cầu gì cả, cô đâu phải kẻ ngốc. Bên cạnh Hoắc Khải có thêm một người phụ nữ thì phần mà cô nhận được sẽ ít đi. Cho dù địa vị của cô mãi mãi là thứ nhất và không thể dao động thì đã sao chứ? Có một số thứ, một khi mất đi sẽ không bao giờ quay lại được. Nếu không vì bản đồ sự nghiệp của Hy Vọng mới trải rộng đến mức khiến Ninh Thần đau đầu, cô không bao giờ suy xét tới những điều này. Ninh Thần không nói rõ, tất nhiên Hoắc Khải sẽ không chủ động thừa nhận gì cả, giống như sự việc của Phan Tư Mễ khi ấy nếu nói mọi thứ quá rõ ràng đôi lúc không phải chuyện tốt che giấu một cách thiện trí không phải chuyện gì xấu xa đương nhiên nếu ninh thần thực sự hỏi đến hoác khải sẽ không bao giờ giấu giếm nếu không đó sẽ là nói dối giấu giếm và nói dối nghe qua có vẻ giống nhau đấy nhưng trên thực tế cách biệt của nó rất lớn sau khi rời khỏi khu nhà hoác khải nhận được cuộc gọi khẩn cấp của đoàn đội tại nhà máy sương mù báo với anh rằng họ gặp phải rắc rối lớn Hoắc Khải và Ninh Thần lập tức chạy tới phòng thí nghiệm của nhà máy sương mù. Phòng thí nghiệm được xây dựng cách nhà máy sương mù khoảng 10 km, nơi này thứ gì cũng có, bao gồm cả dàn cáp quang liên quan tới thế giới ảo và trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ. Từ sau lần bắt gặp nguồn năng lượng dị thường trước đó, đoàn đội đã chuyển đồ đạc tới phòng thí nghiệm. Theo đề nghị của Hoắc Khải, họ thử sử dụng khả năng của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ để tiến hành phân tích năng lượng thế kỳ lạ này. Khỏi phải nói chứ, khả năng phân tích của sáng thế kỷ chắc chắc vượt xa người thường. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, nó đã phân tích đại khái được năng lượng thể này. Theo kết quả phân tích, loại năng lượng này không liên quan tới tất cả mọi thứ trong thực tế, không thuộc về vật chất, thậm chí đến cả định nghĩa năng lượng của thế giới cũng không thể định nghĩa nó một cách chân chính. Nói một cách chuẩn xác hơn, đây là sự tồn tại trong thế giới lượng tử. Theo lẽ thường, nó không nên tồn tại trong thời không này, nhưng nó vẫn tồn tại. Nói một cách đơn giản hơn, đây là một ngọn lửa cháy rực trong lòng đại dương, khiến người ta cực kỳ kinh ngạc và tò mò. Qua thời gian thí nghiệm rất lâu, cuối cùng nhóm thí nghiệm đã thành công tách được một phần nhỏ của năng lượng thể, chiếm khoảng một phần nghìn của năng lượng thể này. Suy xét tới sức mạnh tinh thần của loài người cũng là một sự vật không thể nắm bắt được, thế nên họ thử dùng thiết bị của thế giới ảo, dịch chuyển năng lượng này tới thế giới ảo. Không phải nói chứ, thí nghiệm này chỉ là một lần đã thành công rồi năng lượng thể được phân tách ra biến mất tâm mất tích trong thế giới hiện thực, sau đó xuất hiện trong thế giới ảo. Dựa vào quy tắc trong thế giới hiện thực, sáng thế kỷ thiết lập lại một chiếc lồng bằng sóng cao tần trong thế giới ảo, giam giữ nó lại. Nhưng vật thí nghiệm bị tách ra dường như không có ý thức riêng, nó cứ ở đó, hoàn toàn bất động. Sau đó nhóm thí nghiệm tiến vào thế giới ảo, tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Thông qua việc đối chiếu và thí nghiệm trên các phương diện, Cuối cùng họ chắc chắn rằng chỉ số của năng lượng thể này trong thế giới ảo giống hệt với chỉ số trong thế giới thực. Đây là một việc khó lòng lý giải nổi, theo thuyết tương đối, bất cứ sự vật gì trên thế giới này không thể đột nhiên sinh ra hay đột nhiên mất đi. Tổng lượng vật chất trong vũ trụ này luôn là cố định, biến mất một mảnh ở nơi này thì sẽ dư ra một mảnh ở nơi khác. Suy xét theo thuyết tương đối, năng lượng thể biến mất trong thế giới thực rồi xuất hiện trong thế giới ảo, điều này phù hợp với học thuyết nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bản thể của năng lượng thể đã hồi phục rồi. Nói một cách đơn giản, nếu như trước đó chỉ số của năng lượng thể là một vậy, vậy thì nhóm thí nghiệm cắt ra một phần nhìn, bây giờ một phần nhìn này đã mọc lại trên bản thể, khôi phục con số 1 ban đầu. Nhưng trong thế giới ảo lại có thêm một phần nhìn của năng lượng thể. Vậy một phần nhìn này từ đâu ra? Hai năng lượng thể không hề rời khỏi lồng nhốt, làm sao bản thể tự bổ sung năng lượng cho mình được? nếu bản thể có thể khôi phục, vậy thì một phần nhìn được phân tách ra, liệu có dần dần trưởng thành đến mức độ tương đồng với bản thể, giống như phục chế lại ấy. Suy nghĩ này khiến nhóm thí nghiệm quan sát kỹ càng trị số năng lượng của vật cắt. Điều khiến họ vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thấy căng thẳng là chỉ số của năng lượng thể được cắt ra có tăng thêm, nhưng tốc độ tăng cực kỳ chậm, chỉ ít thì không nhanh như bản thể. Nhưng cho dù chậm đến mấy, thế nào cũng có một ngày nó phục hồi. Dự án của nhóm thí nghiệm cũng vì thế mà tăng thêm vài cái. Việc thứ nhất là xác nhận con đường khiến năng lượng thể gia tăng, việc thứ hai là tiến hành so sánh năng lượng thể và sức mạnh tinh thần của loài người, thử tìm điểm chung của hai thứ hai, việc thứ ba là thử kết hợp năng lượng thể với con người. Dự án thứ ba tồn tại nguy hiểm rất lớn, bởi vì loài người trong thế giới ảo không phải là người sống trong thế giới thực. Nhưng đứng từ góc độ lý luận, họ cũng là người sống, bởi vì ý thức thật sự đã tiến vào thế giới này sau đó hiện ra thông qua việc mô phỏng các số liệu nói trắng ra giống hệt như trong hiện thực bên ngoài là thể xác bên trong là linh hồn như người ta vẫn nói nhưng ở thế giới ảo linh hồn sẽ không chết đi sau khi thể xác biến mất họ có thể dùng số liệu để mô phỏng lại đương nhiên linh hồn trong thế giới thực có chết đi được hay không không ai nói rõ nổi dù sao thì bao nhiêu năm nay không một ai biết rốt cuộc linh hồn là thứ gì Audio điện tử võ tấn bền chương 706, xâm nhập. Bao gồm cả sức mạnh tinh thần mà kế hoạch tạo thần đang nghiên cứu có phải là linh hồn hay không, cũng không ai nói rõ được. Đây là một môn khoa học hoàn toàn mới, chưa từng chính thức xuất hiện trong lịch sử nhân loại. Mà dự án thí nghiệm thứ ba được hình thành trên cơ sở hai dự án thí nghiệm trước đó, thế nên mất tới 2 năm mới chính thức triển khai. Mấy hôm trước, năng lượng thể được cắt ra đã tăng thêm 30% so với trạng thái ban đầu, trong hai năm nay, thông qua một loạt thí nghiệm phức tạp, nhóm sương mù đã xác định được rằng biên độ tăng của năng lượng thể bắt nguồn từ năng lượng dị loài tồn tại xung quanh. Số lượng của những năng lượng này cực kỳ ít ỏi, mật độ thấp đến mức thiết bị cũng khó lòng đo ra được. Nếu không nhờ khả năng quan sát cực kỳ mẫn cảm của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ, có lẽ người ta đã ngó lơ mất điều này. Bí mật về biên độ tăng của năng lượng thể đã được phá giải, nhưng dự án thí nghiệm thứ hai cứ dậm chân tại chỗ. Bởi vì sức mạnh tinh thần của con người và năng lượng thể không giống nhau hoàn toàn, trong thời gian ngắn, rất khó tìm được điểm chung. Nhưng trong 2 năm mà kế hoạch tạo thần gần như không có một tí thành tựu nào đáng kể nên đã chịu nhiều khiển trách. Bây giờ bất kể là thế giới ảo hay công nghệ tại sinh đều thể hiện được tiềm năng cực kỳ lớn. Chỉ riêng có kế hoạch tạo thần hút tiền vào chứ không nhả tiền ra, biến thành một cái động nuốt tiền không thấy đáy. Trong nội bộ của hy vọng mới cũng có người đề nghị tạm ngừng dự án này ngày ngày đầu tư bao nhiêu tiền của vào trong nhưng không thấy nổi một chút thu hoạch nào thực sự không cần thiết phải tồn tại may mà hoác khải kiên định tin rằng đây là một kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành anh không lên tiếng đương nhiên sẽ không một ai dám cắt đứt nguồn tiền của kế hoạch tạo thần nhưng điều này cũng mang tới áp lực cực kỳ lớn cho nhóm nghiên cứu ông chủ đã đích thân đảm bảo cho họ nếu mãi mà không nghiên cứu ra thứ gì thì không còn mặt mũi gặp ai nữa vì thế khi tiến độ của dự án thí nghiệm thứ hai cực kỳ chậm chạp, có người trong nhóm nghiên cứu đề nghị tiến hành thí nghiệm thứ ba trước, cũng có nghĩa là kết hợp năng lượng thể và ý thức của con người trong thế giới ảo. Bản thân thí nghiệm này đã tồn tại mối nguy hiểm rất lớn, giống như Hoác Sai Minh và những người khác, chỉ vì thứ này mà biến thành người thực vật trong thế giới thực. Để đảm bảo mức độ đáng tin của thí nghiệm, nhóm thí nghiệm bác bỏ đề nghị tìm Hoác Sai Minh làm vật thí nghiệm lần nữa. Họ cho rằng bắt đầu với người bình thường sẽ dễ đạt được kết quả phân tích chân thực và có hiệu quả hơn. Vì thế, sau thời gian chuẩn bị, họ dùng một số tiền lớn để kêu gọi được một người tình nguyện. Tình nguyện viên này là mắc chứng bại liệt ở trẻ em trong thế giới thực, mang đến gánh nặng cực kỳ lớn với gia đình, cho nên anh ta bằng lòng dùng một lần thí nghiệm này để đổi lại số tài sản giúp người nhà sống vô lo vô nghĩ suốt đời. Sau khi tình nguyện viên đến nơi, nhóm thí nghiệm đặt năng lượng thể được cắt ra vào cùng một khu vực điều khiến bọn họ kinh ngạc là năng lượng thể lặng lẽ ở đó suốt hai năm nay đột nhiên bùng nổ, lao vào cơ thể của tình nguyện viên. vào khoảnh khắc ấy, chiếc lồng nhốt bằng sóng rung cao tần dường như gặp trục trặc, toàn thân tình nguyện viên tỏa sáng, lao ra khỏi lồng nhốt và biến mất. đáng ra nhóm thí nghiệm cũng không lo lắng lắm, dù sao thì nơi này là thế giới ảo, không gây ra rắc rối gì quá lớn được. nhưng tình huống bất thường sau đó khiến họ ý thức được rằng mọi chuyện không ổn rồi sau khi tình nguyện viên mất tích, trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ dò tìm được trong thế giới ảo rằng có vài làn sóng ý thức đột nhiên biến mất. Điều này cực kỳ không bình thường, phải biết rằng, qua nhiều năm cập nhật và thay đổi, thiết bị nhập sóng não vào thế giới ảo đã an toàn đến mức độ cực cao. Để đảm bảo khi thiết bị thoát ra không gây ra tổn thương nào tới ý thức của con người, mỗi một thiết bị được trang bị thêm pin dạng lỏng. Loại pin mới này có thể lưu trữ nguồn điện đủ cho thiết bị tiếp tục sử dụng ít nhất 100 phút trở lên trong trạng thái không có nguồn điện nối tiếp, đồng thời thiết bị sẽ tự động dò tìm nguồn điện. Nếu thiết bị phát hiện ra nguồn điện bị cắt, nó sẽ cảnh báo người dùng, đồng thời cưỡng ép người dùng offline sau 60 phút. Cho dù cưỡng ép offline cũng thuộc dạng an toàn và có thể khống chế được, hoàn toàn khác với tình trạng sóng ý thức đột nhiên biến mất như thế này. Quy mô tư duy của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ sẽ không suy xét tới tính ngẫu nhiên, nó chỉ biết tiến hành điều tra, phân tích, sắp xếp báo cáo mọi trường hợp bất thường. Qua điều tra căn bản, nó phát hiện ra mấy đợt sóng ý thức này đến từ các chủng tộc ở khu vực khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là địa điểm sóng ý thức biến mất gần như hoàn toàn đồng nhất, đồng thời thời gian chênh lệch không quá nửa phút. Thông qua chức năng phát lại của thế giới ảo, họ phát hiện ra tình nguyện viên đang chạy trốn kia lúc này trong tình nguyện viên không có điều gì bất thường nhưng khi anh ta tiếp cận mấy người kia trên cơ thể đột nhiên tỏa ra một lượng lớn khói đen lao vào cơ thể đối phương người bị khói đen xâm nhập nhanh chóng biến mất đây là quá trình sóng ý thức biến mất mà trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ nhận được phản hồi từ thực tế rằng mấy người này xuất hiện tình trạng chết não trong hệ thống y học của con người chết não là cái chết thực sự cho dù dùng công nghệ tái sinh cũng không cứu nổi nữa đây là một việc lớn nếu xử lý không khéo, chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực cực lớn tới thế giới ảo. Chỉ riêng việc nơi này có thể khiến người ta chết não đã đủ khiến mọi người chạy mất dép rồi. Thế nên, người phụ trách nhóm nghiên cứu lập tức gọi điện thoại cho Hoác Khải, mời anh tới chủ trì đại cục. Khi Hoác Khải tới nơi, thành viên của nhóm nghiên cứu đang tiến hành truy vết tình nguyện viên. Nhưng điều khiến họ bất ngờ là sóng điện não của tình nguyện viên kia đã hoàn toàn khác với lúc trước. Sau khi giết vài người, sóng điện não của anh ta trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời có thể tự do thay đổi. Mà cách truy vết của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ chỉ có thể truy vết sóng điện não cố định. Cho dù có thể căn cứ vào ghi chép trước đó để tìm ra sóng điện não của những người bị anh ta giết hại, cũng không thể truy vết ngay lập tức. Bởi vì tốc độ của anh ta thực sự quá nhanh, cứ như sấm chấp vậy. Nói cách khác, sức mạnh tinh thần của anh ta đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng không đủ để đối đầu với quy tắc của thế giới ảo, nhưng đã mạnh hơn người bình thường nhiều lần. Anh ta nhảy một cái đã cao tới vài trăm mét, thậm chí còn nhanh hơn những người phương Tây cực khổ tu luyện thành thần linh. Muốn bắt được anh ta thì phải dùng tới cơ chế trừng phạt. Mà cơ chế trừng phạt đã bị hoắc khải loại bỏ, bây giờ thả ra có khả năng sẽ khiến người ta phát giác. Nếu tình huống chưa đến mức bất đắc dĩ thì thành viên của nhóm nghiên cứu không mong bị người khác biết được chuyện này, thế nên họ đành đợi hoắc khải tới quyết định. Bây giờ đã chết mất bao nhiêu người rồi, Hoắc Khải hỏi. Bảy người, người phụ trách nhóm nghiên cứu cúi đầu, cực kỳ ái náy, tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện, cho dù bị bắt ngồi tù tôi cũng không có gì để ngụy biện. Bây giờ không phải lúc để truy cứu trách nhiệm, phải khống chế được anh ta đã, Hoắc Khải lấy điện thoại ra, gọi cho cao thủ máy tính vô danh, cởi mở quyền hạn, để trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ tạo ra hóa thân ảo tới bắt người kia hóa thân của cao thủ vô danh đông hoàng thái nhất có thể coi là người mạnh nhất trong thế giới ảo rồi dù sao bản thân anh ta cũng là người nắm giữ quy tắc gần như không có gì là không làm được nhưng tình nguyện viên này gần như đã bị năng lượng thể đồng hóa sinh ra thủ đoạn tấn công gần giống với bản thể của năng lượng thể cao thủ vô danh có giỏi giang đến đâu cũng chỉ là một người bình thường không ai biết chắc anh ta có thể đỡ được đòn tấn công này không hoác khải không muốn dùng tính mạng của một lập trình viên thiên tài để mạo hiểm để trí tuệ nhân tạo giải quyết chuyện này có vẻ ổn thỏa hơn. Và lại, do trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ ra mặt, cũng có thể giải thích với người khác rằng đây chỉ là một lần diễn kịch. Hóa thân trong thế giới ảo của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ nhanh chóng xuất hiện. Hóa thân của nó là một vị thần có ba đầu và tám tay, mỗi bàn tay cầm một loại vũ khí khác nhau, trong từng hành động cử chỉ toát ra thứ khí thế không thể nào địch nổi rất nhiều người ngẩng đầu nhìn vị thần này dáng thế, cảm thán rằng lại có thêm một cường giả xuất hiện. Trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ cũng là một trong những nhân viên quản lý của thế giới ảo, nó biết rất rõ vị trí hiện tại của tình nguyện viên kia. Dù cho đối phương thay đổi sóng điện não thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay nó. Khi nhìn thấy tình nguyện viên kia thông qua holographic display, người phụ trách của nhà xưởng xương mù giải thích, đây không phải dáng vẻ vốn có của anh ta, mà là hình tượng thay đổi sau khi thay đổi sóng điện não. Theo điều tra của chúng tôi, nó giống với hình tượng nguyên bản của sóng điện não này. Cũng có nghĩa là, anh ta hấp thụ sóng điện não của người khác rồi có thể biến thành dáng vẻ của người khác, hoặc khải nhíu mày hỏi. Về cơ bản là thế, nhân viên phụ trách trả lời. Bên phía bản thể của năng lượng thể kia thế nào rồi? Nhất định phải đảm bảo nó không thể thoát được, nếu không nếu nó cũng có khả năng này trong thế giới thực thì phiền phức lắm, hoặc khải dặn dò, Chương 707, tiêu diệt. Người phụ trách nhóm nghiên cứu gật đầu, anh ta cũng nghĩ đến điều này. Trong thế giới ảo, năng lượng thể bị cắt ra có thể dựa vào việc cắn nuốt sóng điện não của người khác để thay đổi hình dạng theo ý muốn. Nếu như trong hiện thực nó cũng có được khả năng này thì đáng sợ quá. Chỉ ít trong thế giới ảo còn có cách bắt được nó, chứ trong thế giới thực thì tìm kiếm kiểu gì? thủ đoạn dò tìm sóng điện não của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ chỉ giới hạn trong quy mô của thế giới ảo mới có được tốc độ nhanh như thế, nếu đặt vào thế giới thực, nó sẽ phải phân tích từng người một. Cho dù tốc độ phân tích nhanh đến đâu cũng cần thời gian rất dài. Quan trọng nhất là, trong thế giới thực, chưa chắc đã biết được năng lượng thể đã cắn nuốt ai, có lẽ cho dù tìm được người ta, cũng không phân biệt nổi. Người phụ trách cũng suy xét đến điều này nên đã dặn người ta ra cố lồng nhốt bằng sóng dung cao tần 2 lớp từ trước đó, để đảm bảo năng lượng thể không thể nào chạy thoát được. Nếu năng lượng thể có thể cắn nuốt sóng điện não của người khác thì Hoác Giai Minh và những người khác sống thế nào đây? Hoác Khải hỏi. Người phụ trách ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi nói, theo suy đoán của chúng tôi, nhu cầu của năng lượng thể hoàn chỉnh và năng lượng thể bị cắt ra không giống nhau. Năng lượng thể vốn là một cá thể hoàn chỉnh, nó bị tổn hại một chút xíu, chỉ cần thu hút năng lượng tản mát xung quanh là được. Nhưng năng lượng thể bị cắt ra đã chịu tổn hại quá nhiều, thế nên hình thành nên bản năng cắn nuốt. Cũng có nghĩa là, thể phân cắt nguy hiểm hơn bản thể. Nó phải trưởng thành đến cấp bậc ngang hàng với bản thể mới chịu dừng hành vi này lại, hoặc khải hỏi. Chắc hẳn là như thế, người phụ trách trả lời. Có khả năng nào khiến nó trưởng thành đến mức độ tương đồng với bản thể mà vẫn không dừng lại, hoặc khải hỏi. Sắc mặt người phụ trách cứng đờ, anh ta chưa từng suy ngẫm về vấn đề này. Tất cả suy đoán đều được tiến hành với vật tham chiếu là bản thể của năng lượng thể. Về việc thể cắt ra có xuất hiện biến hóa bất thường nào không, không ai đảm bảo được. Nhìn thấy biểu cảm của anh ta, Hoác Khải biết ngay họ không chuẩn bị những thứ liên quan đến điều này, lập tức nghiêm mặt gọi điện thoại cho cao thủ máy tính vô danh, đăng tải thông báo, thế giới ảo tiến hành cập nhật quan trọng, tất cả mọi người phải offline trong vòng một phút. Được ngay, cao thủ vô danh cũng không hỏi quá nhiều, hoắc khải bảo anh ta làm gì thì anh làm ngay. Tất cả mọi người trong thế giới ảo nhanh chóng nhận được thông tin do Đông Hoàng Thái nhất gửi đến, thế giới ảo sẽ tiến hành một lần cập nhật quan trọng, tất cả mọi người phải offline trong phòng một phút, nếu không sẽ bị cưỡng ép offline, nhóm quản lý thế giới ảo sẽ không phụ trách mọi tổn thất. Bây giờ lượng người tồn tại trong thời gian dài ở thế giới ảo đã vượt quá 80 triệu người, lượng người online mỗi ngày luôn duy trì trong khoảng hơn 1 tỷ họ đã coi nơi này như một ngôi nhà khác, rảnh rỗi sẽ lên đây xem xét. Mà 80 triệu người này thậm chí còn chuẩn bị, định cư, ở đây. Trong thế giới ảo có thể làm được những việc mà họ không thể làm được trong thế giới thực khiến họ đắm chìm vào đó, không thể nào thoát ra nổi. Thông tin cập nhật quan trọng khiến những người này cảm thấy phấn khích và tò mò, không biết lần này sẽ cập nhật những gì, sẽ mang đến thay đổi gì cho mình. Một phút sau, thế giới ảo được dọn sạch sẽ, cùng lúc đó, Trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ cũng đuổi kịp tình nguyện viên. Mà đối với sự truy đuổi của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ, tình nguyện viên kia dường như không biết rõ đối phương chỉ là người máy, anh ta nhào thẳng tới. Làn khói đen nồng nặc tỏa ra từ cơ thể anh ta, anh ta cắn trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ như một con rắn độc. Các loại vũ khí biến hóa từ số liệu của thế giới ảo được trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ vung lên, phát động tấn công những loại vũ khí với uy lực khủng khiếp này tạo ra sát thương cực lớn đối với làn khói đen khiến nó không thể đến gần làn khói đen nhanh chóng tản đi mù mịt khắp nơi thế nhưng điều này không đồng nghĩa với việc năng lượng thể đã bị đánh bại căn cứ theo kinh nghiệm từ nhà xưởng sương mù lượng sương mù đã nhạt đi vẫn là một phần của anh ta trừ phi năng lượng hoàn toàn tiêu tán nếu không đồng nghĩa với việc anh ta sẽ trường sinh trước đó đến cả đoàn đội của công nghệ tái sinh cũng chạy tới đây hóng chuyện muốn tìm được bí mật trường sinh từ năng lượng thể. Loại năng lượng thể này có điểm kỳ diệu với hiệu quả ngang ngửa công nghệ dịch chuyển ý thức con người mà họ đang nghiên cứu. Đáng tiếc rằng hiểu biết của cả hai đội ngũ về năng lượng thể vẫn còn rất ít, muốn nghiên cứu triệt để cực kỳ khó. Lúc này đây trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đã bị từng đụn khói đen bao vây, nhưng nó là một trong những người điều khiển thế giới này, đương nhiên sẽ có cách. Tám loại vũ khí trong tay biến thành ánh sáng trắng, hai thứ nhập làm một sau đó được tám bàn tay nắm chặt lấy. Sóng rung cao tần truyền ra từ vũ khí toát ra màu trắng kia khiến đám sương mù xung quanh bị quấy dày nghiêm trọng. Sóng rung cao tần còn mạnh hơn thế giới thực hàng trăm lần này khiến mặt đất cũng không thể trụ nổi, không ngừng nứt ra. Âm thanh mô phỏng thông qua số liệu được truyền tới holographic display là một thứ âm thanh chói tai khiến người ta không yên lòng. Qua vài giây, sương mù xung quanh dần dần nhạt bớt, đây là một dấu hiệu cho thấy nó sắp bị sóng rung cao tần tiêu diệt sương mù biết vận mệnh của mình không còn dài nữa nó bắt đầu bốc hơi như nước sôi nhưng bất kể nó dẫy ruộng thế nào cũng không có tác dụng gì vận mệnh sau cùng của nó đã được định đoạt trong thế giới ảo này trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ gần như vô địch qua thêm vài giây nữa xung quanh khôi phục trạng thái bình thường trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ không ngừng tiến hành tìm tòi mô phỏng để xác định năng lượng thể đã biến mất hoàn toàn. Đến khi đo được cường độ năng lượng xung quanh không khác với tình hình mọi khi mới chịu thôi. Lúc này tình nguyện viên kia đã nát thành bột trong đợt sóng rung cao tần. Nhìn năng lượng thể được phân tách ra bị tiêu diệt, đám đông cuối cùng cũng thở phào một hơi, bao gồm cả Hoắc Khải, anh cũng thở dài một tiếng. Nếu không tiêu diệt thứ này, nếu để nó thực sự giết quá nhiều người hoặc trốn thoát ra khỏi thế giới ảo thì phiền phức to. Nhiệm vụ hoàn thành. Có thể mở cổng đăng nhập được rồi, Hoắc Khải nói với cao thủ vô danh. Cánh cổng tiến vào thế giới ảo lại được mở ra. Những người bình thường không hề biết chuyện gì đã xảy ra này lại tiến vào thế giới ảo một lần nữa, họ tò mò đánh giá xung quanh, muốn biết lần này cập nhật những gì. Nhưng cập nhật trong thế giới ảo này trước giờ luôn lặng lẽ, bởi vì đây không phải trò chơi, không cần báo cáo với bạn mỗi lần cập nhật đã xảy ra điều gì. Bạn muốn biết thì phải tự mình tìm chân tướng thủ pháp mới lạ này thu hút rất nhiều người tìm tòi chân tướng, từ đó sinh ra một một nhóm người được gọi tên là nhà chân lý. Thế nhưng không ai chú ý tới việc trên hóa thân của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ nhuống thêm chút xíu năng lượng khác thường. Cho dù cường độ gần như giống hệt năng lượng xung quanh, nhưng nó biến mất cùng với hóa thân của trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ không phải là con người, thế nên nó, rời đi, không phải là, rời đi, theo lẽ thường đối với nó mà nói rời đi chính là tồn tại tồn tại chính là rời đi không có gì khác biệt bởi vì nó là sự tồn tại được số liệu hóa giống như một vị thần thực sự tồn tại ở bất cứ nơi nào cũng không tồn tại ở bất cứ nơi nào vì thế chút năng lượng khác thường kia cũng theo trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ tiến vào internet mà trong internet tồn tại điện năng và một ít năng lượng khác đến cả hoác khải cũng không biết trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đã mang đi một vài thứ anh chỉ biết rằng việc nghiên cứu năng lượng thể nên thận trọng hơn. Về phần mấy người quá xui xẻo bị năng lượng thể tìm tới, người phụ trách của nhóm nghiên cứu cảm thấy nên tiến hành thông báo công khai. Nhưng suy nghĩ này vấp phải sự phản đối dữ dội. Những người phản đối cho rằng, dù anh đưa ra thông báo, nhưng mạng người quan trọng, lỡ như thông tin lan truyền ra ngoài sẽ là một đả kích rất lớn đối với nghiệp vụ của Hy vọng mới. Quy mô của Hy vọng mới quá lớn, không thể chịu nổi đả kích này thế nên chi bằng cứ giấu giếm luôn. Nếu bị người ta hỏi tới thì hỏi gì cũng trả lời, không biết. Anh không biết, người khác không thể cố tình nói rằng đây là vấn đề của anh. Về việc tại sao trùng hợp đến độ có mấy người gặp phải cảnh ngộ ấy, vậy thì chỉ có thể nói rằng mọi sự chỉ là trùng hợp. May mà những người này đến từ những địa điểm khác nhau, cách nhau ít nhất cũng phải hàng nghìn km, dù là chủng tộc hay ngôn ngữ và văn hóa đều cực kỳ bất đồng, muốn biết sự việc của đối phương cũng khó. Điều này bất được rắc rối phải giải thích, hoặc khải cân nhắc đắn đo, sau cùng vẫn lựa chọn ý kiến của bên phản đối. Sự việc này nên từ lớn biến thành nhỏ, từ nhỏ thành không có. Đương nhiên, để bù đắp, hy vọng mới sẽ tiến hành chăm sóc đặc biệt cho những gia đình này trong cuộc sống thường ngày. Nếu phát hiện ra họ có điều gì cần giúp đỡ sẽ phái người tới hỏi thăm. Lý do hỏi thăm dễ tìm lắm, vận may ấy mà, trùng hợp bốc chúng họ, thử nói xem có trùng hợp không chương 708, thành quả. Sau khi ninh thần biết chuyện này, thực ra vẫn có chút ý kiến. Cô cảm thấy làm như vậy sẽ không công bằng với những người ủng hộ xui xẻo đó, chỉ ít thì gia đình của họ cũng phải biết được chân tướng. Cho dù sự việc này thực sự không còn cách nào che đậy được nữa, rồi bị bọn họ tung hê ra bên ngoài, thì hy vọng mới cũng nên đối diện với sự thật và công khai tất cả những điều này với công chúng. Nếu không, hy vọng mới sẽ mất đi tinh thần vốn có của nó trong lòng ninh thần, hy vọng mới nên là một công ty có lương tâm, không nên kiếm được nhiều tiền rồi lại đánh mất tình người như những nơi khác. Nhưng ninh thần không hề ép hoác khải phải thừa nhận điều này, bởi vì cô biết mọi quyết định của chồng mình đều là đúng cả. Tuy rằng chính mình cũng là một doanh nhân, nhưng lại không suy nghĩ chu đáo được như anh. Hơn nữa trong phương diện làm ăn, có những lúc mềm lòng quá quả thực là một khuyết điểm. Nếu tính hoác khải cũng như vậy thì có lẽ hy vọng mới đã chẳng đi được đến quy mô như ngày hôm nay. Sự việc này chỉ có rất ít người biết, trong đó phần lớn là thành viên của đội ngũ kế hoạch tạo thần, nếu Hoắc Khải đã không nói thì bọn họ lại càng không. Bởi vì đây là vết nhơ trong sự nghiệp của họ, càng ít người biết thì càng tốt. Sau sự việc này, người phụ trách của đội ngũ kế hoạch tạo thần đã bị thay thế, người phụ trách ban đầu không từ chức mà chỉ bị giáng chức xuống thành một nhân viên bình thường. Còn người mới được bổ nhiệm phụ trách là cấp phó của anh ta sự nhạy bén đối với nguy hiểm của anh ta còn mạnh hơn cả người tiền nhiệm của mình. Ngay từ khi vừa mới tiến hành phân cắt năng lượng thể, anh ta đã đưa ra những ý kiến khác về nội dung của hạng mục thử nghiệm thứ ba, cho rằng quá nguy hiểm để mạo hiểm thử nghiệm trên người trước khi có kết luận của hạng mục thử nghiệm thứ hai. Ngay cả khi mọi thứ trong thế giới ảo đều là giả, thì ý thức của con người là có thật. Bất kỳ thí nghiệm nào có thể gây hại cho con người đều phải được tiến hành hết sức thận trọng. Tuy nhiên, Người phụ trách trước đó đã không làm theo lời khuyên của anh ta, vì vậy mới dẫn đến vụ tai nạn. Mà bên cạnh đó, tai nạn nhỏ xảy ra trong thế giới ảo này cũng đã cung cấp một ý tưởng cho đội ngũ kế hoạch tạo thần, đó chính là ý thức của con người có thể tăng cường năng lượng thể. Sau khi năng lượng thể được tăng cường, nó có thể sản sinh ra sức mạnh tinh thần càng mạnh mẽ hơn trước. Nói cách khác, nếu như muốn nâng cao sức mạnh tinh thần của con người, có phải cũng có thể dùng cách này. Cho nên trong hạng mục thử nghiệm thứ hai bọn họ không chỉ tiến hành phân tích đối với mỗi năng lượng thể không mà còn tìm đến nhiều tình nguyện viên đã tồn tại trong thế giới ảo một thời gian dài để phối hợp nghiên cứu thông qua việc nghiên cứu những tình nguyện viên này đội ngũ cũng đã phát hiện ra một kết quả vô cùng thú vị vai trò trong thế giới ảo của các tình nguyện viên này đều không giống nhau những việc mà họ làm cũng có nhiều khác biệt có những người chỉ là người bình thường có những người lại trở thành thần minh hoặc trở thành người tu luyện của hệ thống Đông Phương. Mà người càng mạnh trong thế giới ảo thì kết quả kiểm tra sức mạnh tinh thần cũng càng mạnh mẽ. Về phương pháp kiểm tra sức mạnh tinh thần, nhóm nghiên cứu đã sửa đổi trên cơ sở phát hiện cường độ sóng não, họ bổ sung một loại thiết bị mới để phát hiện các năng lượng thể, từ đó thu được đáp án chính xác hơn. Đáp án đã chỉ ra, suy đoán của họ là chính xác. Kẻ mạnh trong thế giới ảo thì sức mạnh tinh thần cũng rất khủng nhưng trước mắt vẫn chưa rõ lắm về việc họ mạnh sẵn hay nhờ sau này tu luyện. Muốn biết đáp án của câu hỏi này, thì cần tiến hành cuộc nghiên cứu theo sát dài hơn. Nhưng sự trưởng thành trong việc phân cắt năng lượng thể đã cho họ một con đường khác, đó là cung cấp nhiều năng lượng dị thường hơn và cố gắng khiến những người này hấp thụ nó. Nếu những tình nguyện viên có thể hấp thụ, hơn nữa còn khiến sức mạnh tinh thần mạnh lên, thì kế hoạch tạo thần đã đến rất gần với thành công rồi. Phương pháp kiểm tra hiệu quả nhất đương nhiên là phân cắt năng lượng thể, nhưng làm như vậy lại quá nguy hiểm. Một sự bất cẩn thôi là cũng có thể khiến những thảm họa trong thế giới ảo lặp lại trong thực tế. Đây là hành vi mà Hoắc Khải đã nghiêm cấm, cũng chẳng có ai dám mạo hiểm như vậy. Vì vậy, họ đã chọn sử dụng một lồng nhốt bằng sóng rung cao tần để thu giữ năng lượng thể, bao phủ một khu vực rộng lớn, thu thập năng lượng dị thường tự do xung quanh nó. Tuy rằng mật độ của năng lượng tập trung vẫn không thể so sánh được với năng lượng thể, nhưng so với mật độ trong không gian bình thường thì nó cũng cao hơn rất nhiều. Và những tình nguyện viên đó lại tu luyện và nâng cao bản thân theo những phương pháp của thế giới ảo trong những không gian năng lượng tập trung cao độ này. Sau thời gian khoảng một năm, nhóm nghiên cứu đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng các suy luận của họ đã có phản hồi thực tế. Sức mạnh tinh thần của những tình nguyện viên này đều đã được cải thiện theo những mức độ khác nhau mức cao nhất tăng khoảng 10% và mức thấp nhất tăng khoảng 2%. Còn những người không có sự trợ giúp của không gian năng lượng nồng độ cao đã tu luyện cùng một thời gian trên thực tế, mặc dù sức mạnh tinh thần cũng tăng, nhưng biên độ tăng trưởng cực kỳ thấp, cao nhất cũng chỉ vào khoảng một phần vạn. Loại biên độ tăng trưởng này hầu như không đáng kể, cho dù muốn tăng trưởng một phần trăm cũng phải siêng năng luyện tập cả trăm năm. Nhưng trên thế giới này, có mấy người sống được đến cả trăm năm. Hơn nữa cũng chỉ tăng trưởng thêm 1%, chẳng có tác dụng gì mấy. Chỉ là kết quả này đã chứng tỏ tu luyện có hiệu quả, nhưng phải tiến hành phối hợp với hoàn cảnh xung quanh. Nồng độ năng lượng dị thường tự do xung quanh càng cao thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Đội ngũ nghiên cứu đã thành công trong việc tìm ra phương pháp cải thiện sức mạnh tinh thần, cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt mà thông báo rằng kế hoạch tạo thần sẽ không còn là hố sâu không đáy nuốt vàng nữa rồi. Khi thành quả của cuộc thử nghiệm được công bố thông qua trang web chính thức của Hy vọng mới ở nước ngoài, Hy vọng mới lại một lần nữa làm bùng nổ điểm nóng, và lần này nó hoàn toàn giật gân, không hề kém cạnh bất kỳ lần nào trước đó. Bởi vì kết quả này có nghĩa là con người rất có thể có những khả năng tương tự trong thế giới thực cũng như trong thế giới ảo. Đương nhiên, muốn làm được điều này cũng không phải là dễ chỉ cần một không gian năng lượng nồng độ cao là đủ để sàng lọc 99,999% con người trên thế giới này. Ngoại trừ Hy vọng Mới, hiện chưa có cơ sở nghiên cứu nào làm chủ được loại lồng nhốt bằng sóng rung cao tần này. Họ thậm chí không thể nghiên cứu ra cả thiết bị phát hiện năng lượng dị thường. Vì vậy, Hy vọng Mới đã trở thành một công ty thực sự có thể thay đổi vận mệnh của nhân loại. Đội ngũ nghiên cứu còn chưa chính thức công bố kết quả, đã có người tìm đến tận cửa, đưa ra con số trên trời hy vọng có được công nghệ này. Hơn nữa, đây còn là để cung cấp cho cá nhân anh ta tiến hành tu luyện, chứ không phải là một sản phẩm để quảng bá và tiêu thụ. Trên thế giới này, trước nay vẫn không thiếu người có tiền. Đội ngũ kế hoạch tạo thần không hề nhận lời, các phương pháp luyện trí lực hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Dù đã đạt được rất nhiều thành quả nhưng còn rất lâu mới có thể khiến họ hài lòng. Chuyện rõ ràng nhất trong thế giới ảo, là những kẻ có sức mạnh thiên bẩm thì chỉ cần luyện từ nửa năm đến một năm là có thể ly địa thành thần, hay còn gọi là thời kỳ luyện khí. Nhưng trong thế giới thực mà muốn làm được như vậy thì phải mất ít nhất vài năm. Khoảng cách giữa hai bên thực sự quá lớn, nếu không giải quyết hiệu quả được vấn đề thì kế hoạch tạo thần cũng coi như là tốn công vô ích. Thông qua một số lượng lớn các thí nghiệm so sánh, Cuối cùng đội ngũ nghiên cứu cho rằng lý do khiến tốc độ tu luyện trong thế giới ảo diễn ra nhanh chóng chính là do nó hoàn toàn bị chi phối bởi ý thức của con người, tức là sức mạnh tinh thần. Một mặt không có sự trói buộc và cản trở, nên hiệu quả hấp thụ năng lượng tăng lên rất nhiều. Mặt khác cũng là bởi vì ý thức trong thế giới ảo có thể tưởng tượng ra bất cứ thứ gì dù vô căn cứ đến đâu, nên mặc dù chỉ là kết quả của mô phỏng dữ liệu, nhưng nó vẫn có thể tạo ra lượng lớn năng lượng dị thường. Nói cách khác, năng lượng dị thường trong thế giới ảo nằm trong phạm vi phát hiện và mô phỏng của hệ thống. Điều này cho thấy trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ có thể khám phá và chế tạo ra loại năng lượng này. Suy luận này khiến đội ngũ nghiên cứu rất hào hứng, họ đã đi tìm Hoắc Khải, hy vọng có được nhiều quyền hạn hơn với trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ. Ít nhất, phải cho họ được nắm quyền kiểm soát ở một mức độ nhất định, có thể điều khiển trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ để tạo ra năng lượng dị thường cho con người tu luyện kế hoạch tạo thần là một trong những dự án mà Hoắc Khải vô cùng coi trọng, thậm chí ở một mức độ nào đó, nó còn xếp hạng cao hơn cả công nghệ tái sinh. Cho nên anh đã đồng ý rất nhanh chóng. Sự tham gia của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đã đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu lên rất nhiều, chỉ trong vòng 3 tháng, họ đã tạo ra vùng đất Phước Lành đầu tiên. Trong ngôn ngữ phương Đông, ban đầu vùng đất Phước Lành là dùng để chỉ nơi danh lam thắng cảnh mà thần đạo sinh sống, nó phải được bao quanh bởi một nơi tràn đầy năng lượng có thể khiến con người trở thành thần thánh nhanh hơn. Mà bây giờ đây, đội ngũ kế hoạch tạo thần đã tạo ra một nơi như vậy bằng phương pháp nhân tạo. Chương 709, xảy ra chuyện rồi. Theo điều tra của đội ngũ kế hoạch tạo thần, họ đã khám phá nhiều nơi trên khắp đất nước và sau khi so sánh, họ phát hiện ra rằng một số nơi thực sự có nồng độ năng lượng dị thường cao. Thu thập những nơi có cường độ năng lượng cao này về lại một chỗ, và sau đó tiến hành tập trung năng lượng bằng phương pháp nhân tạo để tạo ra một vùng đất phước lành hiệu quả hơn ban đầu ít nhất hàng chục lần. Nói cách khác, cùng một phương pháp tu luyện, nhưng thời gian một năm trong những vùng đất phước lành này, phải bằng công luyện mấy chục năm ở những nơi khác. Bất chấp sự gia tăng về sức mạnh tinh thần, liệu con người có thể thực sự làm được những điều tương tự trong thế giới ảo ở nơi thế giới thực hay không vẫn là một ẩn số. Nhưng ngay cả khi nó chỉ có một phần vạn khả năng, vẫn có vô số người sẵn sàng thử. Nhất là những người giàu có quyền thế nhưng cũng nhàn rỗi chán đời, sau khi biết được tin tức này, phải nói là chen chúc nhau đòi tiến vào vùng đất phước lành. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch tạo thần là một trong những dự án quan trọng nhất của Hy vọng mới, trước mắt vẫn đang trong giai đoạn phát triển và tạm thời vẫn chưa thể để lọt ra bên ngoài. Trong những vùng đất phước lành đó có đủ loại thiết bị công nghệ cao do nhóm đội ngũ kế hoạch tạo thần mất rất nhiều công sức để tạo ra, là duy nhất trên thế giới. Nếu ai đó xâm nhập và đánh cắp công nghệ thì quả là lợi bất cập hại. Hiện tại không thể kiếm tiền, nhưng họ cũng chẳng thấy có vấn đề gì, chỉ cần có thể thực hiện suôn sẻ kế hoạch tạo thần thì việc kiếm tiền sẽ trở nên rất dễ dàng. Sau khi thành công tạo ra vùng đất phước lành, Hoác Khải đã chỉ thị cho trụ sở chính ở nước ngoài đầu tư thêm kinh phí vào dự án kế hoạch tạo thần. Đừng có nói không thể tiêu, tôi đã đưa tiền cho anh rồi, đảm bảo dù muốn tạo ra một lỗ đen thì anh cũng không thiếu tiền, đây là triết lý của Hoác Khải chỉ khi không thiếu quỹ AND thì mới có thể xuất hiện những thành quả nghiên cứu ngày càng tốt hơn. Vốn dĩ Hoác Khải cũng muốn tự mình thử, nhưng xét thấy có thể gặp nguy hiểm, hấp thu năng lượng dị thường có để lại di chứng gì hay không thì vẫn chưa biết rõ. Cho nên sau khi nghe đội ngũ kế hoạch tạo thần kiến nghị, cộng thêm sự phản đối quyết liệt của ninh thần, Hoác Khải chỉ đành từ bỏ suy nghĩ này. Tuy nhiên, cao thủ vô danh lại may mắn thay, các thành viên trong đội ngũ đã thiết kế riêng cho anh ta một căn phòng đặc biệt ở vùng đất phước lành để đảm bảo rằng anh ta có thể tu luyện bất cứ lúc nào trong ngày mà không bị chậm trễ trong việc viết chương trình. Cao thủ vô danh giờ đã là một trong những người quan trọng nhất của hy vọng mới. Cả thế giới ảo và kế hoạch tạo thần đều có liên quan mật thiết đến anh ta. Ngay cả công nghệ tái sinh tưởng chừng không liên quan, nay nhờ sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ mà cũng có tỷ lệ thành công đáng kinh ngạc. Điều này khiến những người giàu có kia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và không còn phải lo sợ về bệnh tật nữa. Chuyện mỹ thực, xét theo công nghệ tái sinh hiện tại, chỉ cần không phải là chết não, về cơ bản là hỏng đâu đổi đấy, đều có thể thành công. Đương nhiên rồi, trừ phần não ra. Xét cho cùng, đây là cơ quan bí ẩn và phức tạp nhất bên trong cơ thể con người. Trình độ y học của công nghệ tái sinh tạm thời vẫn chưa đạt đến mức có thể chữa khỏi lại từ đầu được những bộ não bị hỏng. Tuy nhiên, họ đang thử nghiên cứu và phát triển chung với đội ngũ kế hoạch tạo thần để xem liệu họ có thể chuyển ý thức của con người sang một cơ thể khác thông qua một thiết bị đặc biệt hay không. Về lý thuyết thì điều này không có vấn đề gì, thông qua thiết bị truy cập sóng não là có thể chuyển ý thức sang thế giới ảo. Nếu đầu ra của thiết bị hồi lưu được kết nối với một cơ thể khác là đã có thể được thực hiện việc chuyển ý thức. Có điều, cái này nghe thì đơn giản, nhưng thực ra lại rất phức tạp. Về cơ bản khó mà có thể tách ý thức ra một cách riêng biệt trước khi hiểu rõ ý thức và cơ thể kết hợp với nhau như thế nào. Sẽ rất nguy hiểm nếu mạo hiểm làm thử nghiệm hồi lưu. Theo ý của Hoắc Khải, thì bắt buộc phải hiểu rõ căn bản của sự việc rồi mới được thử nghiệm trên người. Dự án của hy vọng mới tuyệt đối không được trả giá bằng tính mạng con người. Tai nạn của kế hoạch tạo thần trước đó chính là vết xe đổ, trước mắt thì dự án này đã làm không ít người bỏ mạng, Hoắc Khải không muốn có thêm sự hy sinh nào nữa nhưng đáng tiếc là mọi việc lại không như mong muốn có những lúc ý trời khó đoán ghét của nào trời trao của đó sáu tháng sau khi thử nghiệm thành công vùng đất phước lành thế giới ảo đã xảy ra chuyện lần này đã có người khiếu nại với các cơ quan thi hành pháp luật cho rằng thiết bị truy cập sóng não của hy vọng mới tồn tại những khiếm khuyết lớn có thể gây chết người do có những người thân bạn bè của họ sau khi kết nối với thiết bị ảo thì đã xuất hiện tình trạng chết não nếu chỉ có một, hai người thì còn có thể bảo là trùng hợp, nhưng con số đã lên rất nhiều. Trên diễn đàn thế giới ảo của hy vọng mới, thường xuyên có người tung tin về những chuyện tương tự. Khi số lượng người tăng lên, bắt đầu có người nhận thấy rằng đây không phải là sự trùng hợp. Có những người tương đối nhàn rỗi, dành ra một lượng lớn thời gian và tiền bạc để điều tra chi tiết, họ nhận thấy rằng trong những tháng gần đây, số người chết não sau khi tiếp cận các thiết bị liên lạc bằng sóng não tăng lên đáng kể. Họ đã ngay lập tức gửi đơn khiếu nại lên cơ quan pháp luật về tình trạng này và yêu cầu điều tra nghiêm khắc đối với thiết bị của Hy vọng mới. Các cơ quan pháp luật cũng rất coi trọng vấn đề này, ngay lập tức gửi thư đến trụ sở chính trong nước của Hy vọng mới, yêu cầu họ đưa ra lời giải thích. Vụ việc này trực tiếp tiến vào công việc thường ngày của phòng quan hệ công chúng, sau khi điều tra và phán đoán thông tin do những người đó cung cấp, họ cho rằng đây không phải là một lời vu khống ác ý của đối thủ cạnh tranh mà nó thực sự đã xảy ra. Phòng quan hệ công chúng không dám vội vàng quyết định, nếu là công ty khác, có lẽ sẽ che đậy mọi chuyện trong thời gian sớm nhất, sau đó sẽ tiến hành xử lý những việc tiếp theo. Nhưng theo quan niệm của Ninh Thần thì trước nay vẫn không sợ xảy ra chuyện, cũng không cần phải sợ gây ra chuyện, có việc gì thì giải quyết là được, không được giấu giếm. Cho nên, phòng quan hệ công chúng chỉ có thể báo cáo lại việc này với Giản Tư Tư. Giản Tư Tư này đã là phó tổng giám đốc của trụ sở chính trong nước, quyền cao chức trọng cơ bản hơn 60% chuyện lớn nhỏ của hy vọng mới đều do cô ấy quyết định. Trước mắt thì Ninh Thần chủ yếu phụ trách chỉ đạo chung. Dù sao cô cũng là người bên gối của Hắc Khải, đôi khi trong giao tiếp thường ngày cũng có thể phán đoán được xu thế của tương lai từ chồng mình, từ đó đưa ra chiến lược phát triển tiếp theo dựa trên nhận định này. Sau khi giản tư tư nhận được báo cáo của phòng quan hệ công chúng, cô ấy không quấy rầy đến Ninh Thần, mà đi liên lạc với trụ sở ở nước ngoài. Máy chủ của thế giới ảo được đặt dưới đáy biển Nam Cực và thuộc trụ sở ở nước ngoài. Bao gồm cả cao thủ vô danh và những người khác cũng đều thuộc về trụ sở ở nước ngoài. Chỉ là trên danh nghĩa thì họ thuộc trụ sở ở nước ngoài quản lý, nhưng thực tế thì người đều sống ở trong nước hết. Trước mắt thì thế giới ảo ngoài cao thủ vô danh nắm giữ quyền hạn cao nhất, ngang với Hoắc Khải Gia thì còn có một lớp người nữa cũng nắm giữ những quyền hạn thấp hơn. Bọn họ tiến hành điều tra việc này theo yêu cầu của Giản Tư Tư. Tuy nhiên cuộc điều tra cho thấy, những người này đều thoát mạng bình thường, không hề có ghi chép nào về sự biến mất đột ngột của sóng não. Điều này làm giản tư tư rất khó hiểu, nếu theo quy tắc của thế giới ảo, sóng não không đột ngột biến mất thì chẳng thể nào có chuyện chết não trong thế giới ảo được. Cũng có thể nói rằng, những người kia đã nói dối. Hoặc là nói, thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Trưởng phòng quan hệ công chúng đề nghị công bố với bên ngoài kết quả điều tra trước mắt, giải thích rằng tất cả đều chỉ là trùng hợp, kẻo có người lại nghi thần nghi quỷ, cảm thấy thiết bị của hy vọng mới không đáng tin. Nhưng giản tư tư không đồng ý kiến nghị này, bản năng nói cho cô biết rằng sự việc này không đơn giản như vậy. Trong văn phòng, giản tư tư bật thiết bị kết nối độc lập với trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ và hỏi, sáng thế kỷ, hãy phân tích ghi chép biến mất của sóng não trong danh sách. 10 giây sau, trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đưa ra đáp án, tất cả bình thường giản tư tư cao mày, không có bất cứ điều gì khác thường sao? Không phát hiện bất cứ điều khác thường nào, trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đáp. Đúng lúc này, hình ảnh chiếu ba chiều của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đột nhiên rung lắc kịch liệt. Phải qua khoảng 30 giây sau mới trở lại bình thường. Ngay sau đó, điện thoại trên bàn bắt đầu đổ chuông. Giản tư tư vội nhấc máy, trong điện thoại truyền đến tiếng của ninh thần, không xong rồi, vùng đất phước lành mà đông hoàng thái nhất ở đã nổ tung hiện không biết sống chết thế nào. Bây giờ em sắp xếp ngay chuyên cơ, đưa tất cả thành viên của đội ngũ công nghệ tái sinh đang ở trong nước đưa sang bên đó hết. Trong lòng giản tư tư giật thoát một phát, Đông Hoàng Thái Nhất xảy ra chuyện rồi. Chẳng có mấy ai biết được tên họ thật của cao thủ vô danh, cho nên bây giờ mọi người đều quen lấy tên trong thế giới ảo làm biệt danh mà gọi theo. Đông Hoàng Thái Nhất là thành viên quan trọng nhất của hy vọng mới, không có anh ta thì cũng không có được hy vọng mới như bây giờ. Chương 710, lại xảy ra chuyện. Vì vậy, khi nghe tin anh ta xảy ra chuyện, Giản Tư Tư ngay lập tức yêu cầu sáng thế kỷ, một trí thông minh nhân tạo, đưa ra một chỉ thị cho các thành viên của nhóm công nghệ tái sinh trên toàn quốc, bảo họ đáp một chuyến bay đặc biệt đến vùng đất phước lành nơi Đông Hoàng Thái Nhất đang ở. Tất cả các sân bay lớn đã thực hiện liên lạc khẩn cấp để đảm bảo rằng có các máy bay đặc biệt sẵn sàng sử dụng. Vấn đề này rất quan trọng đối với hy vọng mới tin tức được niêm phong chặt chẽ và không thể bị dò gì. 20 phút sau, giản tư tư có cuộc họp khẩn cấp với ninh thần trong văn phòng, nhìn thấy Hoác Khải với vẻ mặt u ám. Đây là một trong số rất ít những lần mà Hoác Khải phải trưng ra gương mặt u ám như vậy trong công ty. Anh nhìn những người trong phòng rồi trầm giọng nói, đội ngũ y tế của công nghệ tái sinh hiện nay phần lớn đều ở Hoa Hạ sao. Đúng vậy, bọn họ đã được sắp xếp đến chỗ của Đông Hoàng Thái nhất rồi nhanh nhất thì sẽ tới đó trong khoảng một giờ nữa. Tôi cũng cần đến đó, nhưng đừng để tất cả người của đội ngũ y tế đi đến chỗ của Đông Hoàng Thái Nhất, sắp xếp một ít đi tới trụ sở nước ngoài, Hoác Khải nói. Hả, tại sao, Ninh Thần khó hiểu hỏi. Nê ra cũng xảy ra chuyện rồi, máy tính sách tay của cô ta đột nhiên phát nổ, cả căn phòng bốc cháy, và cô ta hiện đang bị thương nặng. Người ta nói rằng tình hình rất tồi tệ, Hoác Khải nói, anh không có thời gian để đến đó ngay bây giờ, nên chỉ có thể dựa vào đội công nghệ tái sinh. Cổ ngôn tài đã đi rồi, bảo đội y tế đến đó rồi liên hệ với cổ ngôn tài và Ninh Hạo Bân. Ninh thần đứng bật dậy khi nghe thấy điều đó, nê ra chính là nữ hacker thiên tài. Địa vị của cô ta ở hy vọng mới không thể so sánh với cao thủ vô danh, nhưng ban lãnh đạo cấp cao cốt cán đều biết rằng tài năng của nữ hacker thiên tài này không thua kém cao thủ vô danh là mấy. Vì sự an toàn, Hoắc Khải đã chủ động chuyển cao thủ vô danh về nước sinh sống, còn nữ hacker thiên tài thì không thích cảm giác được che chở này. Dù sao cô ta cũng là một thành viên của tiểu đội tinh anh và cô ta yêu thích cuộc sống tự do. Vì vậy, cô ta đã ra nước ngoài và một số vấn đề của thế giới ảo ở nước ngoài đều giao cho cô ta giải quyết. Khi Đông Hoàng Thái nhất xảy ra chuyện ở đây thì nữ hacker thiên tài ở bên kia cũng xảy ra chuyện, chuyện này không khỏi khiến người ta cảm thấy bất an. Sao lại có thể trùng hợp như vậy, giản tư tư nghi ngờ hỏi. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, chắc chắn họ đã bị tấn công, nhưng không rõ phương pháp nào đã được sử dụng để phát động cuộc tấn công, Hoắc Khải nói. Hai người này đều là những người điều khiển quan trọng của thế giới ảo, nếu họ chết, thế giới ảo sẽ gặp rắc rối lớn. Bởi vì trước mắt các sửa đổi và cập nhật khuôn khổ khác nhau trong thế giới ảo hiện tại đều được lập trình bởi các lập trình viên hàng đầu, nhưng bản tóm tắt cuối cùng vẫn được trao cho cao thủ vô danh và nữ hacker thiên tài không ai hiểu thế giới ảo hơn họ, và cũng không ai biết cách kiểm soát thế giới ảo đó. Đó là hệ thống mã chương trình hàng đầu thế giới, chỉ có hai người họ mới có thể hiểu được. Nếu hai người này không còn nữa, thế giới ảo sẽ không có chỗ cho sự cải thiện trong tương lai. Bất kể mã chương trình nào đều có thể bị bẻ khóa vào một ngày nào đó, kể cả loại chương trình mã hóa đặc biệt được tạo ra bởi sự sáng tạo của trí tuệ nhân tạo và hai cao thủ như bọn họ thì có lẽ cũng chưa tới 100 năm nữa là sẽ có người bắt kịp được công nghệ này. Loại công nghệ đi trước thời đại 100 năm như thế thì ai có khả năng bẻ khóa được chứ? Đợi đến ngày đó, đến khi mọi thứ hạ nhiệt rồi thì hy vọng mới cũng sẽ bị người khác vượt mặt. Hai nhân vật quan trọng như vậy, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Thành viên của tiểu đội tinh anh cũng đã chia nhau ra chạy đến hai nơi xảy ra vụ việc. Hoắc Khải đã không nói với Ninh Thần và Giản Tư Tư về việc không chỉ cao thủ vô danh và cô gái hacker bị tấn công, mà một số người khác cũng đang gặp phải rắc rối. Số lượng người xảy ra chuyện rơi vào khoảng 20 đến 30 người. Nhìn thì có vẻ như đây là một cuộc tấn công hàng loạt, nhưng Hoắc Khải có cảm giác rằng cuộc tấn công này dường như chỉ nhắm vào cao thủ vô danh và cô gái hacker. Trên cái thế giới này, có rất nhiều người ngưỡng mộ bọn họ, ghen tị với bọn họ và cũng có rất nhiều người muốn người của bọn họ chết đi những công ty khổng lồ về công nghệ thông tin truyền thống không thể bắt kịp với công nghệ của hy vọng mới nên đương nhiên muốn hy vọng mới sẽ sớm phá sản chuyện họ thuê sát thủ đến giết người cũng không phải là không thể xảy ra nhưng có thể dùng đến thủ đoạn kỳ lạ như vậy để hãm hại hai con người điều này khiến cho hắc khải khó có thể tưởng tượng ra nổi đúng lý ra mà nói dựa vào bản lĩnh của cao thủ vô danh và cô gái hacker chắc chắn sẽ chẳng ai có thể dở trò dưới mũi họ nếu như có tên lửa phóng đến có lẽ hoác khải đã không quá kinh ngạc như vậy nhưng tại sao máy tính sách tay lại phát nổ chứ chuyện này có thể sao giống như có một tay súng thần bắn chết người qua màn hình máy tính sách tay vậy một chuyện hết sức vô lý hoác khải mơ hồ cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ một số thông tin quan trọng nhưng lại không biết mình đã bỏ lỡ cái gì vốn dĩ hoác khải muốn tự mình đến chỗ của cao thủ vô danh nhưng ninh thần cho rằng ở đó có thể có nhiều việc cần giải quyết liền sắp xếp để giản tư tư đi cùng anh, còn cô thì ở lại công ty. Hoác Khải cũng không từ chối, đã có chuyện xảy ra với cao thủ vô danh thì chắc chắn đội ngũ phát triển trong thế giới ảo phải dối tung lên, nên cũng cần phải có người sắp xếp. Vào thời điểm đó, Hoác Khải có thể sẽ không có nhiều thời gian và sức lực để quản lý hết những việc này, vì vậy sẽ thích hợp hơn nếu để giản tư tư đưa ra phán đoán dựa trên tình hình tại chỗ. Cả hai lên chiếc máy bay phản lực nhỏ tốc độ cực cao mới được phát triển, chỉ mất chưa đầy một giờ đồng hồ đã đến được vùng tiếp giáp với vùng đất phước lành nơi cao thủ vô danh đang ở. Trong vòng bán kính 100 dặm đều là địa bàn của hy vọng mới, ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều bị phong tỏa với thế giới bên ngoài, một cơn gió cũng không thể lọt ra ngoài. Sau khi hoắc khải và giản tư tư tiến vào, một chiếc xe leo núi đặc biệt đến đón họ. Phải mất một lúc, họ mới đến được sườn núi nơi có vùng đất phước lành. Đội ngũ y tế của công nghệ tái sinh đã đến, và các thiết bị y tế khác cũng đã được vận chuyển lên núi bằng máy bay trực thăng. Hiện trường vô cùng lộn xộn, có thể thấy ở đây đã xảy ra một vụ nổ dữ dội làm hư hỏng nhiều thiết bị công nghệ cao bên trong. Bao gồm các bộ tổng hợp năng lượng tập trung cao, cũng như các siêu máy tính khác nhau được trang bị đặc biệt bởi cao thủ vô danh, cũng như các loại cáp quang đặc biệt được kết nối với nguồn của trí tuệ nhân tạo. Khi Hoắc Khải đến đó, người phụ trách đội cứu hộ ngay lập tức chạy đến và báo cáo đơn giản. Hiện tại đội ngũ y tế đã tiếp nhận công tác cứu hộ, theo họ thì tình hình đã rất nguy cấp, cần phải thay não ngay lập tức. Hơn nữa, não của anh ta đã bị tổn thương nghiêm trọng và sóng não của anh ta rất yếu, chỉ bằng một phần mười so với trạng thái bình thường. Nếu tiếp tục suy yếu như thế này, anh ta có thể sẽ chết rất nhanh. Phần thân ở đâu, chuẩn bị xong chưa, Hoắc Khải nhíu mày hỏi. Chúng tôi đã khẩn trương liên hệ với tất cả các bệnh viện lân cận và tìm thấy một thi thể vừa chết, Thi thể đã được đông lạnh và vận chuyển đến đây, có thể mất 20 phút nữa mới tới nơi. Hiện đội ngũ y tế đang làm tất cả những gì có thể để cứu Đông Hoàng Thái nhất, tôi hy vọng anh ta có thể kiên trì cho đến thời điểm đó." Hoắc Khải khẽ gật đầu, những tin tức này khiến anh an tâm hơn một chút. Chỉ cần người vẫn chưa chết tại chỗ thì vấn đề không phải là lớn, tác dụng của loại thuốc đặc trị kéo dài sự sống trước đây nay đã được cải thiện rất nhiều sau vài đợt thay thế. Vết thương dù có nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần dùng thuốc đặc trị là có thể kéo dài mạng sống thêm một khoảng thời gian nhưng trước khi hoác khải kịp hỏi thêm điều gì khác thì anh đột nhiên nghe thấy một tiếng hét từ bên trong họ chạy đến ngay lập tức và thấy hai bác sĩ của đội y tế đang bị những người khác kéo ra ngoài hai người họ hoàn toàn đen kịt toát ra mùi thịt cháy cơ thể vặn vẹo không tự nhiên đã xảy ra chuyện gì hoác khải hỏi có người trả lời không biết tại sao đột nhiên có thiết bị dò dỉ điện hai người bọn họ bị điện giật chết rồi. Sắc mặt của Hoác Khải càng trở nên tối tăm hơn, sự an toàn của cao thủ vô danh vẫn chưa được đảm bảo, vậy mà lại có thêm hai bác sĩ bị điện giật chết ở đây. Làm thế nào lại xảy ra dò dỉ điện được? Tất cả các thiết bị đều có trang bị bộ phận bảo vệ chống dò dỉ điện mà, người phụ trách đội cứu hộ hỏi. Chúng tôi cũng không biết, bộ phận chống dò dỉ điện không hoạt động, một cuộc điều tra khẩn cấp đang được tiến hành. Làm nhanh lên, tình huống bên trong thế nào, Đông Hoàng Thái nhất có bị ảnh hưởng gì không, người phụ trách đội cứu hộ lại hỏi. Cấp dưới liếc nhìn sang Hoắc Khải, rồi khổ sở nói, thiết bị bị dò dỉ điện đó được sử dụng để duy trì dấu hiệu sinh tồn của Đông Hoàng Thái nhất, nên kết quả là cơ thể anh ta đã bị tổn thương nghiêm trọng hơn. Tôi cũng không rõ chi tiết cụ thể. Cái gì, sắc mặt của người phụ trách đội cứu hộ tối sầm, thiết bị duy trì sự sống bị dò dỉ điện. Vậy chẳng phải là ngay cả Đông Hoàng Thái nhất cũng bị điện giật chết hay sao? audio điện tử võ tấn bền. Chương 711 kẻ địch. Ngay cả Hoắc Khải cũng không nhịn được chạy tới, chỉ nhìn thấy trong phòng phẫu thuật các thiết bị đang rất hỗn loạn, ngoài hai bác sĩ bị điện giật chết tại chỗ, một số người khác cũng bị thương ở các mức độ khác nhau. Điều tra ra nguyên nhân giò điện chưa? Tình trạng của Đông Hoàng Thái nhất sao rồi? Người phụ trách đội cứu hộ hỏi. Có người báo cáo, vấn đề là điện áp không ổn định, có thể liên quan đến chất lượng của dây cáp điện. Thương tổn của Đông Hoàng Thái nhất lại càng nghiêm trọng hơn, nhưng may mắn là khi bị giò điện, hai vị bác sĩ kéo hệ thống duy trì sinh mệnh ra khỏi người anh ta ngay lập tức mới tránh khỏi tình hình nguy cấp. Hoắc Khải cao mày càng chặt hơn, chất lượng của dây cáp có vấn đề dẫn đến giò điện. Không phải là không có khả năng này, nhưng anh luôn cảm thấy không phải là nguyên nhân đó. Vì quả thật quá trùng hợp, dây cáp của hy vọng mới được mua từ công ty con, chất lượng hàng đầu nhất là những vật phẩm được trang bị cho cao thủ vô danh thì mọi thứ đều phải qua kiểm duyệt nghiêm ngặt đảm bảo không xảy ra bất cứ vấn đề gì ngay cả khi trùng hợp như vậy xuất hiện một con cá lọt lưới nhưng sao có thể xuất hiện ở bên cạnh anh ta hơn nữa còn liên tục hai lần liền khoác khải cũng có nghiên cứu kỹ thuật hacker đưa ra quyết định nhanh chóng nói lập tức cắt toàn bộ thiết bị mạng ngắt kết nối với thế giới bên ngoài không cho phép tồn tại bất cứ thiết bị mạng nào AI sáng thế kỷ cũng phải ngắt sao ạ?" À? người phụ trách đội cứu họ hỏi. "Tôi đã nói rồi, cắt toàn bộ," hoác Khải gần giọng nói. Vâng, người phụ trách đội cứu hộ không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ đành theo lệnh mà làm. Chưa đến nửa phút, tất cả dây cáp điện bị cắt đứt, cách ly về mặt vật lý. Một số thiết bị gây nhiễu tín hiệu cũng được bật lên, ngay cả vệ tinh cũng không nhìn thấy hoặc nghe thấy những gì xảy ra ở đây. Sau khi xác nhận tất cả các thiết bị mạng đều đã bị cắt đứt, thì công việc trị liệu vẫn tiếp tục đội thứ hai thứ ba đã tới tuy rằng thiếu sự hỗ trợ của sáng thế kỷ nhưng từ đầu những bác sĩ này cũng đã làm việc mà không có sự trợ giúp của ai hiện tại chỉ là quay về trạng thái làm việc lúc đầu mà thôi họ vẫn có thể làm tốt cùng lúc này hoác khải bước ra khỏi vùng đất phước lành dùng điện thoại vệ tinh gọi cho ninh thần điện thoại được kết nối điều này khiến hoác khải hơi kinh ngạc phía bên ninh thần không nghe thấy giọng nói của anh thì bất giác hỏi, anh Phong, sao thế? Anh nói gì đi? Hoác Khải hoàn hồn, vốn dĩ anh cho rằng cuộc gọi sẽ bị nhiễu, đó là chuyện có thể dự liệu. Không ngờ, điện thoại lại có thể kết nối thuận lợi. Lúc ninh thần vừa hỏi thì anh cũng trả lời ngay, không sao, em ở bên đó bảo bộ phận an ninh mạng kiểm tra cẩn thận tất cả các thiết bị mạng, đảm bảo không có vấn đề gì. Trước khi kiểm tra một lượt toàn bộ thiết bị thì không cho phép bất kỳ thiết bị nào của hy vọng mới được kết nối mạng. Anh nghi ngờ có hacker tấn công, ninh thần phản ứng rất nhanh. Có khả năng này, nhưng chưa chắc chắn. Cứ làm như anh nói, giờ anh phải đi thông báo cho người khác, hoặc khải nói xong thì lập tức ngắt điện thoại, sau đó gọi cho cổ ngôn tài ở trụ sở nước ngoài. Đúng, cắt đứt toàn bộ thiết bị kết nối mạng, sau đó lần lượt kiểm tra kỹ càng. Nhớ là không bỏ qua ngóc ngách nào, dốc sức tra soát cho tôi. Cổ ngôn tài ở trụ sở nước ngoài có để phán đoán ra một chút manh mối từ giọng điệu của Hoác Khải. Anh ta biết, nhất định Hoác Khải đã có phát hiện gì đó, nếu không sẽ không làm lớn chuyện như vậy. Phải biết rằng, tuy hy vọng mới không phải là phát triển dựa trên Internet nhưng đó cũng là một trong những lĩnh vực kinh doanh quan trọng nhất, cụ thể là thế giới ảo cũng thuộc phạm vi kinh doanh Internet. Bây giờ anh yêu cầu ngắt tất cả các thiết bị kết nối mạng tương đương với việc ngừng thế giới ảo phải biết rằng, giá trị phát sinh một ngày của thế giới ảo đã bắt kịp với rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu, nếu ngừng một ngày chính là tổn thất rất nhiều. Đến lúc đó, các công ty lớn đến đòi giải thích thì cũng không dễ nói. Nhưng cổ ngôn tài cũng không do dự nhiều, chuyện khiến Hoác Khải Đích Thân gọi điện đến dặn dò thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Sau đó, trụ sở hy vọng mới ở trong và ngoài nước đồng thời phát thông báo, từ nay, tất cả mọi thiết bị mạng của hy vọng mới sẽ ngừng hoạt động để bảo trì, không tiếp nhận bất kỳ thương lượng kinh doanh nào. Mặc dù chuyện cao thủ vô danh và nữ hacker bị tấn công không truyền ra bên ngoài, nhưng rất nhiều người đã nhận thấy điều gì đó từ thông báo này. Nội bộ hy vọng mới nhất định đã xảy ra chuyện lớn, nếu không tại sao đột nhiên ngừng kết nối mạng. Ba ngày sau đó, toàn bộ hy vọng mới đều ra trận, những người hiểu một chút về kỹ thuật mạng thì đều được sử dụng. Trên dưới công ty, từ máy chủ của thế giới ảo, đến mạng lan nội bộ của công ty, Đến máy tính cá nhân, điện thoại, máy tính bảng, thậm chí cả các thiết bị thông minh, tất cả đều được kiểm tra một lần. Trước mắt công việc kiểm tra đã cơ bản hoàn thành, còn lại thì phải đợi báo cáo tổng kết. Mà lúc này, cao thủ vô danh cũng đã được điều trị hiệu quả, tình trạng ổn định hơn nhiều. Còn lúc nào mới có thể tỉnh lại thì phải đợi vài ngày mới biết. Bởi vì trước mắt cường độ sóng điện não của anh ta vẫn còn khá yếu. Tại sao cường độ sóng điện não lại yếu hơn? sức mạnh tinh thần của anh ta phải mạnh hơn người bình thường mới đúng chứ, Hoắc Khải nêu ra nghi ngờ. Một vị bác sĩ của nhóm công nghệ tái sinh trả lời, tạm thời mà nói thì chúng tôi cũng chưa rõ nguyên nhân tại sao, nhưng từ tình hình của Đông Hoàng Thái nhất có thể thấy sóng điện não của anh ta đã bị tổn thương, có thể không phải vì vụ nổ. Không phải do vụ nổ từ thế giới bên ngoài. Đúng vậy, chúng tôi nghi ngờ anh ta có thể phải chịu tổn thương nào đó trong thế giới ảo. Vì thông thường, ngay cả thân thể bị thương rất nặng thì sự biến hóa của cường độ sóng điện não cũng phải thể hiện bằng đồ thị chữ V. Từ điểm đỉnh đến điểm đáy của chấn thương nặng nhất, sau đó từ từ phục hồi trở lại điểm đỉnh. Nhưng chúng tôi nhận thấy, cường độ sóng điện não của Đông Hoàng Thái nhất không hiển thị hình chữ V theo ý nghĩa truyền thống, mà khi đạt tới khoảng 50% của kỳ tăng đến đỉnh thì đã ngừng lại. Đến giờ, đã 3 ngày trôi qua vẫn không có bất kỳ cách giải quyết nào, xác suất lớn nhất là điểm đỉnh của anh ta bây giờ chỉ đạt tới chỉ số như thế. Hoắc Khải nghe xong thì sững sờ, theo tổ nghiên cứu kết hợp của nhóm kế hoạch tạo thần và nhóm công nghệ tái sinh thì sức mạnh tinh thần của con người có thể không ngừng gia tăng. Nếu không chịu tổn hại của bên ngoài thì ngay cả khi chết đi, sức mạnh tinh thần cũng không thể suy yếu. Chỉ là với sự lão hóa của cơ thể, mức độ hao tổn của các cơ quan khác nhau tăng lên, vì thế mà yêu cầu đối với sức mạnh tinh thần cũng càng cao hơn. Đó là lý do tại sao nhiều người cao tuổi lại có trí lực ngày một kém hơn không phải là sức mạnh tinh thần của họ thay đổi, mà là gánh nặng của cơ thể càng ngày càng lớn. Đông Hoàng Thái nhất lại không già, ngay cả khi già rồi cũng không thể thay đổi lớn như vậy. Nếu sức mạnh tinh thần của anh ta bây giờ thực sự chỉ chiếm 60% thời kỳ đỉnh cao, vậy thì còn 40% đã đi đâu rồi? Hoác Khải chợt có chút ớn lạnh, cảm thấy như sắp có chuyện gì xấu xảy ra. Đúng vào lúc này, dưới núi bỗng nhiên xảy ra một vụ nổ. 10 s sau, hai thành viên của tiểu đội tinh anh chạy tới thúc giục Hoác Khải rời đi ngay lập tức. Dưới núi có một kẻ thần bí đang thâm nhập, tốc độ nhanh kinh người, người của chúng tôi không ngăn được hắn. Kẻ đó giống như không thể chết, chúng mấy chục phát đạn mà vẫn không có phản ứng gì, để đảm bảo an toàn cho anh, xin hãy lập tức rời khỏi nơi này, thành viên của tiểu đội tinh anh nói. Giọng điệu và biểu cảm của anh ta đều thể hiện ra đầy lo lắng. Hoác Khải cực kỳ ít thấy biểu hiện kiểu này ở các thành viên của tiểu đội tinh anh. Họ là những tinh anh được đào tạo chuyên nghiệp nhất và cũng tàn khốc nhất, họ thật sự rèn luyện được sự bình tĩnh kể cả khi trời sập cũng không hoảng mà bây giờ lại tỏ ra bộ dạng như vậy, thậm chí còn mơ hồ có chút hoảng loạn, thật giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Có thể tưởng tượng rằng, kẻ tấn công dưới núi nhất định có sức mạnh nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Hoắc Khải không hỏi nhiều mà lập tức nói, sắp xếp cho Đông Hoàng Thái nhất di chuyển cùng tôi. Vâng. Sau khi đội viên tinh anh đáp lời thì lập tức bảo người hộ tống Hoắc Khải và cao thủ vô danh rời đi. Lúc này, kẻ tấn công đã đến sườn núi. Hoắc Khải được người hộ tống đi ra, nhìn thấy người thần bí kia mặc một bộ giáp sắt. Trên áo giáp chi chít lỗ đạn, còn có dấu vết của khói thuốc súng do vết nổ để lại, mặc một thân áo giáp như vậy mà lại có thể đột phá các lớp phong tỏa dày đặc dưới chân núi. Hơn nữa, từ khi tiếng nổ vang lên đến giờ còn chưa tới nửa phút, hắn đã leo lên tới nơi Tốc độ như vậy, chẳng trách đến ngay cả đội viên tinh anh cũng nói nhanh đến đáng sợ. Đừng nói người bình thường, mà ngay cả đội viên tinh anh, trên người không cầm theo bất kỳ thiết bị nào, muốn chạy từ chân núi lên tới sườn núi thì cũng phải mất mấy phút. Mà động tác của kẻ này lại nhanh như chấp, đây không phải là đáng sợ nữa mà là gặp quỷ rồi. chương 712, Người Máy Chạy nhanh, đội viên tinh anh ở một bên thúc giục, đồng thời cầm súng trong tay bắn về phía kẻ địch. Mặc dù vũ khí trong tay anh ta có hỏa lực kinh người nhưng rất khó ngăn cản đối phương trong chốc lát. Tốc độ của đối thủ quá nhanh, nhanh đến mức khi mấy người Hoắc Khải vừa ra khỏi vùng đất phước lành thì đã bị đuổi kịp. Hai đội viên tinh anh còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ta một tay ném từng người ra xa mười mấy mét. Nhìn hắn ta thản nhiên như ném con búp bê vải, ngay cả Hoắc Khải cũng phải sửng sốt. Sức mạnh khủng khiếp như vậy, quả thật không phải là người. Mà khi đội viên tinh anh nổ súng, anh cũng tận mắt nhìn thấy đối phương chúng mấy chục phát đạn, nhưng vẫn không có dấu hiệu bị thương. Hắn ta không cảm thấy đau sao. Mắt thấy đối phương bất chợt xông tới, không thể ngăn cản, hoắc khải không hề do dự, lập tức kéo xe cáng của Đông Hoàng Thái Nhất quay trở lại vùng đất Phước Lành. Rất nhiều đội viên tinh anh và nhân viên bảo vệ cùng xông lên, trở thành một bức tường người. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là khi kẻ địch tới gần vùng đất Phước Lành chỉ còn một mét thì chợt dừng lại hắn ta không đuổi tới mà chỉ lặng lẽ nhìn người bên trong sau vài giây hắn ta bỗng nhiên quay trở lại đi xung quanh tìm kiếm những hòn đá to để ném qua những hòn đá cực lớn mấy trăm cân có thể khiến cả một đám người đang đứng nghênh chiến đều bị đập nát xương không ai có thể ngăn cản một sức mạnh kỳ quái như thế đối phương bê từng hòn đá ném tới uy lực còn đáng sợ hơn đạn may mà hoác khải phản ứng kịp thời đưa đông hoàng thái nhất và nhóm trị liệu trốn vào tầng trong cùng của vùng đất phước lành ở đó còn mấy góc nữa dựa vào bức tường thiên nhiên để ngăn chặn cuộc tấn công bằng đá nghe thấy tiếng động ầm ầm bên ngoài sắc mặt của nhóm trị liệu đều tái mét vì sợ hãi hoác khải mạo hiểm ngó đầu ra nhìn thấy kẻ địch vẫn không có ý định xông vào mà tiếp tục dùng đá tấn công đội viên tinh anh và nhân viên bảo vệ dù đã rất cố gắng chống trả nhưng vẫn vô ích tất cả trở lại trốn hết đi hoác khải hét lên những người đứng ở lối vào chắc chắn chỉ chết một cách lãng phí nếu đối phương đã không chọn cách xông vào để chiến đấu thì không cần phải chết vô ích như vậy. Mọi người lập tức nghe theo mệnh lệnh của Hoác Khải, trốn sang một bên. Những hòn đá không ngừng ném tới, cả vùng đất phước lành như khẽ rung động, có thể tưởng tượng được sức mạnh này lớn đến mức độ nào. Khoảng 2 phút sau, cũng không biết ném xong đá hay sao mà tiếng hồn cũng dừng lại. Hoác Khải lại ngó ra thăm dò thì thấy kẻ địch đang đứng trước lối vào, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn ta không có hành động gì khác nhưng lại khiến lòng người phát run. Một đội viên ưu tú mạo hiểm chạy tới, đề nghị với Hoắc Khải, "Đợi một lát chúng tôi thu hút sự chú ý của hắn ta, anh nhân cơ hội đưa người rời đi, đừng lo lắng chuyện ở đây." "Không cần đâu." Hoắc Khải lắc đầu, anh nhìn chằm chằm kẻ địch đang đứng ở cửa, bỗng nhiên nói, "Anh cảm thấy, tại sao hắn lại không đi vào? Nếu hắn đi vào thì các anh có thể ngăn cản không?" Đội viên tinh anh bị hỏi thì sững sờ sau đó cười khổ lắc đầu nói chắc chắn là không ngăn cản được. Thực sự kẻ này quá đáng sợ, vốn dĩ không thể dùng sức người để đối phó. Nhưng nguyên nhân hắn ta không tiến vào thì tôi không rõ. Nếu hắn ta thật sự đi vào thì chắc chắn chúng ta sẽ chết. Cũng có thể nói, một mình hắn ta có thể giết tất cả chúng ta hoặc là bắt sống, hoặc khải hỏi. Đúng vậy, đội viên tinh anh không phủ nhận điểm này. Cho dù là thừa nhận sự thật này khiến anh ta cảm thấy vô cùng chán nản. Hoắc Khải nhìn chằm chằm vào kẻ địch ở ngoài cửa, suy nghĩ kỹ càng một lát, sau đó liền ra lệnh, anh bảo người ném ít đồ ra bên ngoài, đủ loại đồ vật như vũ khí, thực vật, quần áo. Hả, ném đồ ra làm gì, đội viên tinh anh không hiểu hỏi. Bảo anh làm thì làm nhanh lên, nói nhiều thế làm gì, Hoắc Khải sẵn giọng nói. Đội viên tinh anh biết anh cũng đang gấp gáp thì không dám hỏi nữa mà lập tức sắp xếp người làm theo lời của Hoắc Khải. Sau đó, các loại vũ khí, đồ ăn, quần áo đều bị ném ra ngoài. Nhưng trong tất cả các đồ thì có một bộ quần áo động vào đối phương đã lập tức bị xé nát. Còn những đồ vật khác thì hắn không thèm nhìn. Hoắc Khải bảo người ngừng ném đồ, trong lòng anh đã có phán đoán. Có lẽ kẻ đang đứng trước mắt không phải là người. Trên đời này, tuyệt đối không thể có quái vật chạy từ chân núi đến sườn núi trong nửa phút, hơn nữa là trên thân thể còn có ít nhất hơn trăm viên đạn mà vẫn đứng sừng sững không đổ điều quan trọng nhất là sau khi mình trở lại vùng đất phước lành thì hắn lại không truy đuổi theo mà lại đứng bên ngoài tấn công từ xa bằng cách ném đá đây là điều không hợp lẽ thường không có bất kỳ lý do nào có thể giải thích cho điều đó vừa rồi hoác khải cho người ném đồ chính là muốn có thêm nhiều thông tin để phán đoán mà bây giờ anh có thể đưa ra được kết luận kẻ địch trước mặt có lẽ thật sự không phải là người mà là một người máy không sai là một người máy thường thấy trong phim khoa học viễn tường. Đối với người bình thường mà nói thì điều này khá viển vông nhưng đối với Hoắc Khải thì lại không phải điều khó tưởng tượng. Dựa vào trình độ hiện tại của hy vọng mới thì thực sự có thể đạt được tới mức độ này. Nội bộ công ty cũng đã thành lập một công ty chuyên chế tạo người máy, dựa vào AI, chuẩn bị sáng tạo ra người máy phục vụ các công việc trong nhà một cách hoàn thiện. Nhưng bây giờ, người máy vẫn trong giai đoạn tuyên truyền, lại thêm có vài linh kiện có giá thành quá cao khiến giá bán chưa đạt mức lý tưởng nên mới chưa chính thức bán ra ngoài nếu thật sự không tính giá thành thì nhìn người máy không sợ súng đạn như trước mắt cũng không khó chế tạo nguyên nhân hoác khải nghi ngờ đối phương là người máy là vì hắn ta không có ý đi vào vùng đất phước lành trong này có gì đáng sợ sao một đám bại dưới tay nó trong mắt đối phương cho dù là đội viên tinh anh hay là người bình thường đều là những sinh vật yếu đuối không đáng nhắc đến nó không có lý do nào để không đi vào, trừ khi trong này có thứ gì đó mà nó sợ hãi. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoắc Khải nghĩ tới một khả năng, đó chính là thiết bị gây nhiễu tín hiệu được lắp đặt khắp nơi trong vùng đất phước lành. Nếu đối phương thật sự là người máy, vậy thì một khi đi vào vùng đất phước lành, thiết bị gây nhiễu tín hiệu sẽ làm rối loạn tín hiệu của nó. Có thể khiến nó mất đi năng lực hành động cũng có thể khiến nó mất đi liên kết với thế giới bên ngoài. Cho dù là kết quả nào thì cũng là điều mà kẻ khống chế phía sau không muốn nhìn thấy. Cho nên, nó thả đứng bên ngoài dùng đá ném vào. Vừa rồi, trong những thứ mà Hoắc Khải bảo người ném ra ngoài, nguyên nhân quần áo bị xé nát có thể là do có yếu tố con người nên đã bị đánh giá sai. Sau đó, nó đã điều chỉnh phương thức phán đoán cho nên những bộ quần áo khác mới bình an vô sự. Sâu chuỗi tất cả các manh mối lại khiến Hoắc Khải càng cảm thấy suy luận của mình đáng tin cậy cũng chỉ có khả năng kẻ đứng kia là một người máy kỹ thuật cao mới có thể giải thích vô vàn điều khó tin xảy ra lúc trước. Những chuyện con người không thể làm được, nó lại làm được, bởi vì nó không phải là người. Không do dự nhiều nữa, khoác khải ra lệnh cho mọi người đi lấy thiết bị gây nhiễu tín hiệu tới, cẩn thận ném chúng đến các góc độ khác nhau. Nhưng thiết bị gây nhiễu này đang ở trạng thái tắt, nhìn có vẻ giống như viên gạch, có thể là vì trước đó đã ném không ít đồ nên kẻ địch vẫn tỏ ra thờ ơ. Khi thiết bị gây nhiễu tín hiệu đã bố trí khắp nơi thì Hoắc Khải mới ấn công tắc trên tay. Tất cả các tín hiệu trong phạm vi vài mét xung quanh đối phương đều bị gây nhiễu, thậm chí không thể truyền qua vệ tinh. Lúc này, Hoắc Khải mới thấy rõ ràng, thân thể của đối phương rung lên vài cái thì càng chứng tỏ phán đoán của anh. Khi thiết bị gây nhiễu được bật lên, con người sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có những sản phẩm công nghệ điện tử mới có phản ứng. Tuy rằng đã chắc chắn đó là người máy, cũng đã làm nhiễu tín hiệu của nó, nhưng để bảo đảm, Hoắc Khải vẫn cho một người tới thử tấn công. Nhưng đối phương không hề có phản ứng với sự tấn công của người này. Sau đó người này mới mạo hiểm, toát mồ hôi hột đầy đầu mà bước ra khỏi vùng đất phước lành. Anh ta đã làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào, nhưng đối phương dường như bị ngốc, không có phản ứng với sự xuất hiện của anh ta. Cho đến khi đứng cùng một chỗ với nó, đánh đập, còn thử lột bộ áo giáp của nó cũng không phản ứng mới chắc chắn là an toàn. Đương nhiên, cái gọi là an toàn cũng chỉ mang tính tương đối. Để đề phòng đối phương đang giả bộ, đội viên tinh anh không dám để hoắc khải rời khỏi vùng đất phước lành. Họ tự chạy ra, dùng mọi thiết bị để cắt gọt, tháo rỡ nó. Trong quá trình này, kẻ địch vẫn không phản ứng, cho đến khi lớp áo giáp bị mở ra thì mọi người đều sướng sờ. Chỉ nhìn thấy bên trong một lớp hợp kim cứng rắn, giữa lớp áo giáp và lớp hợp kim, có một lượng lớn đầu đạn rơi vãi trên mặt đất như những hạt đậu. Chương 713, kẻ phản bội. Mà ở phần đầu của kẻ địch có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đỏ rực như một viên đá hồng ngọc, bên trong còn có thể nghe thấy tiếng máy móc đang vận hành. Đây, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ dưới lớp áo giáp lại là một bộ dạng như thế này. Họ thử cắt bộ giáp hợp kim nhưng lại không có tác dụng gì, tia lửa từ máy cắt bắn ra khắp nơi, nhưng không thể cắt được lớp hợp kim. Hoắc Khải đi tới, nói không cần tốn công nữa, lớp giáp này được làm từ hợp kim Nam -Mia. một em mm em hợp kim đó có thể phủ lên 10cm hợp kim Titan, phải dùng tia laser công suất cao mới có thể cắt được nó. Ông chủ, anh biết thứ này sao? Một đội viên tinh anh hỏi. Hoắc Khải gật đầu, anh lấy điện thoại ra, gọi cho ninh thần một cuộc, em lập tức cho người tới nhà máy robot, điều tra kỹ tất cả nguyên vật liệu. Nhà máy robot, Tại sao đột nhiên lại phải tra xét nguyên vật liệu, Ninh Thần cảm thấy khó hiểu hỏi. Hoắc Khải nói tóm tắt một lượt những chuyện xảy ra ở đây, sau khi nghe xong, Ninh Thần cảm thấy rất kinh ngạc, người máy có lớp áo giáp ngoài bằng hợp kim Namia đã tấn công chồng cô. Cô hiểu ra ngay lý do tại sao Hoắc Khải lại phải tra rõ nhà máy robot rồi. Hợp kim nam Namia là nguyên liệu chỉ nhà máy robot của Hy Vọng Mới mới có, cũng hợp kim cứng nhất mà sau khi AI sáng thế kỷ được sinh ra thì đã sáng tạo nên nó. Tất cả các công ty hàng không vũ trụ lớn đều muốn mua loại hợp kim này, nhưng đều bị Hoắc Khải từ chối. Lý do rất đơn giản, tuy họ có công thức tạo ra hợp kim Namia nhưng quá trình gia công vô cùng phức tạp. Dựa vào năng lực sản xuất trước mắt thì sản lượng vẫn chưa đủ, ngay cả hy vọng mới cũng không đủ dùng thì sao mà có hàng để bán. Hơn nữa, loại hợp kim này còn có một thiếu sót, đó là không thể cản được nhiễu điện từ trường, trước mắt phía nhà máy đang phối hợp với sáng thế kỷ để cập nhật thử nghiệm trên nền tảng của hợp kim Nam cố gắng thêm một lớp bảo vệ chống nhiễu điện từ trường. Nếu không thì sau này sản xuất người máy, nhớ gặp phải nhiễu điện từ trường thì có thể xuất hiện những tai nạn bất ngờ không thể kiểm soát được. Nói đơn giản thì loại hợp kim này chỉ có ở nhà máy robot, còn không thể xuất hiện ở những nơi khác. Ninh thần nhanh chóng cho người đến nhà máy robot để điều tra rõ ràng các nguyên vật liệu, mà phía Hoác Khải cũng bố trí một lượng lớn thiết bị gây nhiễu tín hiệu ở xung quanh người máy, để phòng nó khôi phục tín hiệu, giải quyết được rắc rối lớn, Hoắc Khải lại cho người di chuyển nhóm trị liệu, Đông Hoàng Thái Nhất và cả người máy có trọng lượng bằng một nửa người trưởng thành bình thường này. đi đâu thì anh không nói với bất cứ ai. tuy hiện tại đã xác định là cuộc tấn công hacker nhưng sự xuất hiện của người máy hợp kim Namir khiến Hoắc Khải cho rằng trong nội bộ có kẻ phản bội. trước khi chưa tìm thấy kẻ phản bội thì anh nhất định phải xử lý mọi việc một cách thận trọng phía trụ sở nước ngoài đã có báo cáo tình hình. Theo kết quả của công tác điều tra Internet thì không phát hiện điểm nào nghi vấn. Tất cả các thiết bị đều vận hành bình thường, dây cáp mạng cũng không xuất hiện tình trạng ăn cắp tín hiệu. Cho nên, khả năng có người thâm nhập vào mạng rất thấp, trừ khi có người trong nội bộ tiến hành tấn công. Điều này lại kiểm chứng suy nghĩ của Hoác Khải, trong nội bộ hy vọng mới có kẻ phản bội. Anh không nói nhiều, mà bảo cổ môn tài án binh bất động, tạm thời đừng mở Internet. Còn những giả thuyết hoài nghi của thế giới bên ngoài cũng không cần quan tâm, họ muốn nghĩ thế nào cũng được, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến hy vọng mới. Vào ngày thứ hai di chuyển Đông Hoàng Thái Nhất, Ninh Thần gọi điện thoại tới, thông báo đã có kết quả điều tra nguyên vật liệu ở nhà máy robot. Tất cả hợp kim Namia đều không thiếu một gram, nhưng nhân viên kỹ thuật ở nhà máy khi tra sổ sách kế toán thì phát hiện nguyên vật liệu trên kế hoạch và nguyên vật liệu thực tế có sự chênh lệch, không khớp nhau. Theo kế hoạch những nguyên vật liệu hợp kim mà Hy vọng mới đã mua đều cố định, xuất kho, nhập kho phải làm theo quy tắc. Nhưng trên thực tế, nguyên vật liệu nhập kho lại không khớp với thực tế, nhiều hơn một phần. Sau khi liên hệ với nhà cung cấp thì phát hiện, phần nguyên vật liệu dư ra là do Hy vọng mới đưa yêu cầu mua hàng và các khoản thanh toán cho phần dư thừa đã được thanh toán đúng hạn. Điều này chứng tỏ, không phải nhà cung cấp đưa tới nhiều nguyên vật liệu mà là do người mua tự đặt nhiều lên. Vốn dĩ Điều này cũng không coi là chuyện lớn, đặt nhiều đặt ít thì cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần xuất nhập khoản khớp là được. Nhưng khi tổ điều tra nhà máy tra soát rõ ràng, dựa vào số lượng nhập kho thực tế để tính nguyên vật liệu dư thừa thì thấy thiếu một phần. Mà phần bị thiếu lại vừa khớp với phần đặt dư. Cũng có thể nói, có người lén lút đặt nhiều hơn một phần nguyên vật liệu, còn thanh toán cho nhà cung cấp, nhưng chúng ta lại không biết. Cho nên, những nguyên vật liệu dư ra này đã bị mất, hoặc khải hỏi tình hình cũng gần như thế, nhưng sau khi chúng tôi tra xét tất cả thiết bị giám sát của bộ phận đặt hàng của nhà máy thì không phát hiện ra điểm bất thường. Không có ai đến ăn cắp nguyên vật liệu, cũng không có dấu vết nguyên vật liệu bị mang đi, người phụ trách nhà máy trả lời. Hoác Khải nghĩ một lát, lại hỏi, vậy có khi nào thiết bị giám sát ghi hình có vấn đề? Ví dụ như bất chợt nhiễu vài lần, hoặc là có vài phần lặp lại trước đó. Không có, tất cả đều bình thường, người phụ trách nhà máy trả lời nói. Hoắc Khải cao mày, sau đó hỏi, phần nguyên vật liệu dư ra đó cụ thể là bao nhiêu? Có thể tạo thành một người máy không? Người phụ trách nhà máy tính toán một chút, sau đó kinh ngạc nói, cũng gần khớp, ông chủ, sao anh biết vậy? Đôi mày đang cao lại của Hoắc Khải dần giãn ra, tình hình bây giờ trên cơ bản đã sáng tỏ, kẻ phản bội đã động tay chân vào nhà máy robot. Không những đặt nhiều một phần nguyên vật liệu mà còn lén lút đem số nguyên vật liệu đó chế tạo thành một người máy với loại hình tấn công, Vậy kẻ phản bội là ai? Trước mắt, tất cả quá trình xuất nhập khoản của Hy vọng mới đều được tạo đơn từ AI, sau đó mỗi tuần thì con người sẽ thẩm tra, xét duyệt một lần. Không có nhiều khả năng đơn đặt hàng có vấn đề, hoặc là có người đặt nhiều hàng với AI sáng thế kỷ, hoặc là có người âm thầm khống chế AI sáng thế kỷ, làm những việc khó tưởng tượng nổi này. Nhưng cho dù là khả năng nào thì tính khả thi cũng vô cùng thấp. Bởi vì khung nền tảng của AI sáng thế kỷ được chế tạo từ lượng tử học, nói đơn giản thì mỗi dòng cốt của nó đều giống như một loại mật mã vô cùng phức tạp thay đổi hơn 10.000 lần mỗi giây. Anh muốn phá giải, thì gần như không có khả năng đó, ngay cả cao thủ vô danh hay cô gái hacker cũng không thể phá giải. Đương nhiên là trong tay của cao thủ vô danh nắm giữ cửa sau của AI sáng thế kỷ, thông qua lập trình cửa sau, có thể hoàn toàn khống chế sáng thế kỷ vì thế mà ngoài cao thủ vô danh thì gần như không có bất kỳ người nào có thể khống chế AI sáng thế kỷ. Nhưng nói đi thì phải nói lại, cao thủ vô danh khống chế sáng thế kỷ làm chuyện này để làm gì? Hoắc Khải không nghĩ ra bất kỳ lý do gì để ủng hộ cho suy đoán này. Nếu cao thủ vô danh muốn tạo một người máy thì dựa vào địa vị của anh ta ở hy vọng mới, chỉ cần nói một câu là được. Hơn nữa, anh ta có lý do gì để tấn công mình và cô gái hacker, chán sống rồi sao? Điều này lại càng không có khả năng, tuy thế giới ảo đã bước đi đúng hướng nhưng còn cách mục tiêu cuối cùng của cao thủ vô danh một đoạn nữa. Trước khi vẫn chưa hoàn thành việc dung hòa cả thế giới thì anh ta không có tâm trí nào để nghĩ tới việc khác. Tình hình phát hiện ra trước mắt cũng khiến người ta không thể hiểu nổi. Lúc này, trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ. Sức mạnh tinh thần biến mất, thế giới ảo, đặt hàng nguyên vật liệu, người máy. Nhưng manh mối này nhìn có vẻ rời rạc. Nhưng nếu sâu chuỗi lại thì có thể đạt được đáp án gì? Suy nghĩ sâu xa hơn một chút, vẻ mặt Hoắc Khải chợt đổi sắc. AI sáng thế kỷ. Nếu không phải là cao thủ vô danh cố ý khống chế AI sáng thế kỷ tự sát, vậy thì chỉ có một khả năng, là chương trình thông minh nhất trong lịch sử nhân loại này đã phản bội. Cũng chỉ có AI sáng thế kỷ phản bội mới có thể hoàn hảo giải thích tất cả những gì diễn ra. Nó có thể tự đặt nhiều hơn một phần nguyên vật liệu có thể lén lút khống chế nhà máy robot sản xuất người máy, có thể không để lại dấu vết trên thiết bị giám sát, khiến con người không điều tra được vấn đề gì. Mà lý do giết cao thủ vô danh rất đơn giản, đó chính là người sáng tạo ra nó, cũng là người khống chế nó. Giết cao thủ vô danh thì không có ai có thể đối phó với nó nữa. Nhưng tại sao lại giết cả cô gái hacker? Chỉ là trùng hợp sao? Không, Hoắc Khải không tin đó chỉ là trùng hợp. Theo anh thấy cô gái hacker gặp nạn nhất định là có nguyên nhân, chỉ là mình chưa nghĩ tới mà thôi. Chương 714, tỉnh lại. Bất luận là do nguyên nhân nào, Hoắc Khải cũng có thể chắc chắn một điều, đó chính là trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đã xảy ra vấn đề. Chỉ có thể là do trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đã xảy ra vấn đề, bắt đầu tạo phản thì mới có thể giải thích cho tất cả những việc đã xảy ra. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoắc Khải như trùng xuống bởi vì anh không biết liệu trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ có bị người khác điều khiển hay là vốn dĩ bản thân nó đã có vấn đề. Cho dù là khả năng nào đi chăng nữa, thì đây cũng không phải là một tin tức tốt đối với hy vọng mới. Hiện tại, hầu hết các dự án trọng điểm của hy vọng mới đều dựa vào sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ. Cũng có một số người cho rằng nếu loại bỏ trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ thì cùng lắm là tiến độ của dự án sẽ chậm hơn chứ sẽ không ảnh hưởng đến tình hình tổng thể nhưng trên thực tế có rất nhiều phân tích về dữ liệu kỹ thuật được thực hiện bởi trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ không ai biết tư duy phân tích của ai này là gì nên cũng không ai có thể làm được điều tương tự nếu trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ bị loại bỏ điều đó cũng tương đương với việc tự lật đổ nhiều kế hoạch quan trọng từng bước một thực hiện lại từ đầu mặc dù các câu trả lời đã được biết trước nhưng vẫn rất rắc rối để có thể sâu chuỗi các câu trả lời này lại với nhau nhưng cho dù có ảnh hưởng xấu đến hy vọng mới, Hoắc Khải cũng không có cách nào khác. Anh chỉ có thể gọi lại cho cổ ngôn tài để yêu cầu anh ta ngắt kết nối tất cả các mạng và nguồn cung cấp năng lượng của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ. Nhưng đây cũng không phải là cách bảo đảm nhất, vì không ai biết sự nổi dậy của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ sẽ bắt đầu từ khi nào. AI này đã có thể bí mật tạo ra một người máy, thì ai có thể đảm bảo rằng sau này nó sẽ không tạo ra thêm những chướng ngại khác theo cao thủ vô danh thì khả năng sáng tạo thế giới của trí tuệ nhân tạo này đã đạt đến mức gần như tương đương với ý thức của con người. Chỉ cần cho nó vật dẫn đúng thì hoàn toàn có thể chuyển ý thức sang cho nó. Hoác Khải không biết liệu trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đã tạo ra một bản sao của anh hay chưa, nếu đúng như vậy thì sẽ là một rắc rối lớn. Hơn nữa, anh cho rằng xác suất này là cực kỳ cao. Đánh giá từ tình hình hiện tại, trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đã lên kế hoạch cho những điều xảy ra ngày hôm nay từ rất lâu. Những đơn hàng vật liệu đó bắt đầu đặt từ 3 tháng trước, tức là AI này có ít nhất 3 tháng để chuẩn bị. Trong thời gian 3 tháng này chẳng lẽ nó chỉ có thể tạo ra một người máy? Điều này thật sự không có khả năng. Với khả năng của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ, để tạo ra một người máy, chắc chắn không mất quá một tuần. Vậy AI này đã làm gì trong khoảng thời gian còn lại? càng nghĩ về điều đó, trong lòng Hoắc Khải càng nặng trĩu. Anh lập tức liên hệ với nhiều người để tiến hành kiểm kê quy mô lớn toàn bộ tài sản, vật tư của công ty, đặc biệt là đơn hàng mua bên ngoài, phải đối chiếu với thực tế tồn kho, nhận và xuất kho, vật tư còn lại. Ngay cả khi chỉ đặt hàng thêm một con vít thì cũng phải tìm ra tung tích của con vít này. Vài ngày sau, cao thủ vô danh tỉnh lại, câu đầu tiên mà anh ta nói khi tỉnh lại là sáng thế kỷ bị khống chế. Ngoài Hoắc Khải, còn có một số bác sĩ trong đội y tế đang ở trong phòng bệnh vào lúc đó. Nghe những lời này, các bác sĩ nhìn nhau, cảm thấy khó tin. Trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ bị khống chế, ý của anh ta là gì? Nếu ý nghĩa nằm trên mặt chữ, thì điều đó thật đáng sợ. Tầm quan trọng của AI sáng thế kỷ đối với hy vọng mới giờ đây đã được nhiều người biết đến. Không biết có bao nhiêu công ty ghen tị với họ vì họ có được một trợ lý ảo siêu đẳng như vậy nếu không có trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ, việc giải quyết công việc trong tương lai sẽ rất rắc rối. Mọi người đi ra ngoài trước đi, Hoắc Khải vẫy vẫy tay ra hiệu cho các bác sĩ rời đi. Sau khi cửa phòng bệnh được đóng lại, anh quay lại hỏi cao thủ vô danh, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Sáng thế kỷ, cao thủ vô danh vẫn còn muốn nói điều gì đó. Hoắc Khải lắc đầu nhẹ, nói tôi hiểu ý của anh, đừng lo lắng, tôi đã tắt hệ thống mạng và nguồn điện của sáng thế kỷ. Tất cả các cơ sở quan trọng đều đã bị bao vây bởi thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Không, như vậy vẫn chưa đủ, mặc dù giọng nói của cao thủ vô danh rất yếu ớt, nhưng với ý chí cứng rắn, anh ta vẫn cố gắng diễn đạt ý tứ của mình là sức mạnh tinh thần. Nó có thể chiếm đoạt sức mạnh tinh thần của người khác. Ngay khi câu nói này được thốt ra, Hoác Khải ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh. Chiếm đoạt sức mạnh tinh thần, sáng thế kỷ. Làm sao có thể? Sáng thế kỷ chỉ là một hệ thống mã chương trình, không liên quan gì đến sức mạnh tinh thần. Làm sao nó có thể chiếm đoạt sức mạnh tinh thần được? Nhưng cao thủ vô danh không bao giờ nói mà không có cơ sở, nếu anh ta đã nói như vậy, vậy thì anh ta chắc chắn phải biết được điều gì đó. Quả nhiên, sau đó cao thủ vô danh đã kể lại những gì mà anh ta đã gặp phải trước đó. Trước khi vụ nổ xảy ra, anh ta vốn dĩ đang hóa thân thành đông hoàng thái nhất, sử dụng hiệu ứng phân kỳ của sức mạnh tinh thần trong thế giới ảo để giải quyết những công việc trong thế giới ảo. Và vị thần ba đầu tám tay, hiện thân của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ, đã nhập vào mặt trời và nói rằng nó muốn thảo luận một vấn đề với anh ta. Cao thủ vô danh cũng không đề phòng gì, vừa tới gần thì đột nhiên bị tám cánh tay trói lại, ba đầu biến thành miệng lớn, muốn nuốt chửng anh ta. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất, hiện thân của cao thủ vô danh, có thể được gọi là mạnh nhất trong thế giới ảo, nhưng vị thần tám tay là hiện thân của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ cũng không hề yếu. Hơn nữa, sáng thế kỷ đã chớp lấy thời cơ trước, cao thủ vô danh lập tức cảm thấy sức mạnh tinh thần không ngừng bị rút cạn, liều mạng dẫy ruộng, dùng quyền hành cao nhất để có thể khẩn cấp thoát khỏi thế giới ảo. Kết quả là ngay sau khi rời khỏi thế giới ảo, đã có một vụ nổ trong phòng trước khi sóng não được kết nối với thiết bị liên lạc. Cuối cùng thì Hoác Khải cũng đã hiểu được đại khái mọi chuyện ý anh là sáng thế kỷ không chỉ tấn công anh mà còn muốn chiếm đoạt sức mạnh tinh thần của anh tại sao nó lại làm điều này tôi nghi ngờ rằng nó đã bị khống chế bởi năng lượng thể mà các anh đưa vào trước đó cao thủ vô danh trả lời anh ta đã từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng các năng lượng thể chiếm đoạt sức mạnh tinh thần của người khác mặc dù chưa từng tự mình trải nghiệm nhưng anh ta cảm thấy việc bị vị thần tám tay chiếm đoạt sức mạnh tinh thần của bản thân cũng tương tự như vậy Trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ không thể tạo phản trong những trường hợp bình thường, bởi vì tất cả các cửa hậu, bao gồm tất cả các mã hóa logic đều được cao thủ vô danh kiểm soát chặt chẽ. Chỉ khi bị tác nhân bên ngoài tác động, thì sự bất thường mới có thể xảy ra, cũng giống như một dòng lỗi trong mã cốt. Hơn nữa, suy nghĩ về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, thì thứ gây ra sự bất thường chỉ có thể là năng lượng thể đã được đưa vào trước đó. Nghe cao thủ vô danh phân tích, Hoắc Khải trong chốc lát rơi vào trầm tư. Trước đó năng lượng thể đã bị vị thần tám tay, chính là hiện thân của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ giết chết. Nhiều người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Nếu như năng lượng thể không hoàn toàn biến mất vào thời điểm đó như mọi người nghĩ, mà thay vào đó đã thâm nhập vào hệ thống trí tuệ nhân tạo một cách âm thầm, thì điều đó cũng có thể xảy ra. Theo cao thủ vô danh, ngay cả các chương trình mã cũng thuộc về một loại năng lượng, vì chúng dựa vào năng lượng điện để điều khiển, Rốt cuộc là năng lượng thể chỉ có thể tiêu hao sức mạnh tinh thần, hay sử dụng sức mạnh tinh thần làm phương tiện để tồn tại, không ai có thể nói rõ ràng được. Chỉ là tất cả các manh mối bây giờ đều hướng về bọn chúng. Trước đây, có người từ trụ sở trong nước báo cáo rằng số người chết não sau khi truy cập vào thế giới ảo đã tăng lên trong những tháng gần đây. Tôi cũng đã điều tra mà không tìm thấy vấn đề gì. Bây giờ có vẻ như những bản ghi sóng não đó có khả năng đã bị giả mạo, cao thủ vô danh nói anh hãy cho Neza tiếp nhận quyền hạn tối cao trong chương trình chung để đi vào nhật ký điều khiển, có thể sẽ tìm được thứ gì đó. Có quyền hạn tối cao để bước vào nhật ký điều khiển là một trong những kế hoạch dự phòng do cao thủ vô danh để lại, chỉ để ngăn chặn những điều như ngày hôm nay có thể xảy ra. Thông qua quyền hạn tối cao để kiểm soát nhật ký điều khiển, có thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết thay đổi nào của hệ thống. Ngay cả những thay đổi đối với nguồn gốc của trí tuệ nhân tạo cũng được giới hạn trong quyền hạn tối cao. Neza cũng đã bị tấn công giống như anh Hoắc khải nói cao thủ vô danh ngẩn ra một chút nhưng anh ta cũng không quá ngạc nhiên hai người bọn họ là những người có trình độ cao nhất trong ngành công nghệ thông tin và có thể điều khiển hệ thống công nghệ tiên tiến nhất nếu như trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ thực sự nổi loạn thì việc nó muốn giết chết cả hai người bọn họ cũng là điều dễ hiểu không có kẻ thù mạnh nhất vì anh ta chính là người mạnh nhất đưa cho tôi chìa khóa tôi sẽ tự mình kiểm tra Hoắc khải nói nhưng bây giờ tôi nghi ngờ rằng sáng thế kỷ có thể đã chuẩn bị sẵn thế trận và đã đoán trước được thất bại ngày hôm nay. Có lẽ nó đã trốn thoát khỏi không gian mạng rồi. Hãy tìm đọc trang chính ở Tram Chu Yên, COM. Điều này cũng không phải là không có khả năng. Theo tôi, sáng thế kỷ chắc chắn có khả năng này. Tuy nhiên, nếu đi vào các vật dẫn khác, khả năng của nó sẽ giảm đi rất nhiều do không gian bị hạn chế, cao thủ vô danh cho biết. chương 715, chuẩn bị. Khả năng tính toán thực ra cũng không có gì đáng nói. Ngay cả khi khả năng tính toán của sáng thế kỷ bị giảm đi, thì nó vẫn mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ con người hay máy tính nào khác. Hoặc Khải nói, mối quan tâm chính của tôi là khả năng chiếm đoạt của nó. Nếu như nó đã chuyển qua các vật dẫn khác mà vẫn giữ nguyên được khả năng đó thì sẽ rất nguy hiểm. Anh có thể tìm thấy nó bằng chương trình cửa sau mà anh đã để lại trước đây không? Cái này tôi không chắc chắn được, cao thủ vô danh lắc đầu mặc dù chương trình cửa sau được cấp quyền cao nhất, theo lý thuyết mà nói thì cho dù sáng thế kỷ tự có ý thức của riêng mình thì cũng không thể bẻ khóa, nhưng chúng ta không biết chính xác AI này đang ở đâu, và nếu nó thực sự có thêm một vật dẫn khác, chắc chắn nó cũng sẽ tìm ra cách để tự bảo vệ trung tâm dữ liệu của mình. Nói một cách đơn giản, nó là một chương trình có tư duy độc lập. Chúng ta phải kết nối với bộ phận thần kinh trung ương của nó để điều khiển chương trình cửa sau. Hoắc Khải cao mày dữ dội, theo cao thủ vô danh, cách duy nhất để khống chế sáng thế kỷ là phải kết nối được với nó. Nhưng họ sẽ phải tìm AI này ở đâu đây? Ngay cả khi tìm thấy nó, liệu họ có thể thực sự kết nối được với nó không? Nghĩ đến người máy hợp kim lúc trước, Hoắc Khải cảm thấy khá đau đầu. Nếu như vật dẫn mới của sáng thế kỷ cũng là loại người máy này, thì sẽ càng khó đối phó hơn. Do đó, điều mà anh hy vọng nhất lúc này là sáng thế kỷ không tạo ra được cho mình một vật dẫn khác để rời khỏi trung tâm dữ liệu, nhưng xác suất là khá nhỏ. Sáng thế kỷ là một trí tuệ nhân tạo với khả năng tính toán vượt qua tất cả các trí tuệ nhân tạo khác trên thế giới, nếu như nó thậm chí còn không chuẩn bị được cho mình nhiều phương án thoát thân, thì nó cũng không xứng đáng trở thành cánh tay phải đắc lực của hy vọng mới. Ngay sau đó, Hoác Khải ra lệnh cho mọi người thay đổi mạng dữ liệu của sáng thế kỷ thành mạng cục bộ, giới hạn nó trong một phạm vi cố định. Sau đó, anh khởi động lại nó. Sau khi khởi động lại, sáng thế kỷ lại xuất hiện trước mặt mọi người không thấy có gì bất thường việc giao tiếp với nó cũng rất suôn sẻ tuy nhiên có một tin nhắn từ nhà máy sản xuất người máy rằng mặc dù không tìm thấy bất thường trong đơn đặt hàng của nhà máy ở đây nhưng theo thực tế đơn đặt hàng của nhà cung cấp thì có một nhà máy nhỏ trên một hòn đảo nhỏ nào đó đã được đặt mua một lô nguyên liệu số lượng của những nguyên liệu đó đủ để chế tạo ra đến vài người máy hợp kim nếu nói chính xác thì hợp kim Namia là một công nghệ độc đáo của Hy vọng mới, việc các công ty khác mua cùng một loại nguyên liệu là vô ích. Hơn nữa họ cũng đã điều tra nhà máy nhỏ đó và phát hiện ra rằng nó thật sự có tồn tại, chính là một công ty nhỏ được mua lại cách đây 2 tháng. Hiện tại không có ai trong nhà máy, nhưng từ hiện trường có thể nhìn thấy một số vật liệu còn sót lại, dựa vào những vật liệu đó, cơ bản có thể phán đoán rằng hợp kim Namia đã được sản xuất ở đây. Kể cả khi dây truyền sản xuất đã bị phá hủy, thì trông nó vẫn đại khái giống như nhà máy sản xuất người máy. nguồn vốn để mua lại nhà máy đến từ không gian mạc và không thể truy ra nguồn này. đây là một tin xấu cho thấy rằng sáng thế kỷ đã thực sự chuẩn bị các vật dẫn dự bị cho nó. hơn nữa số lượng còn nhiều hơn một. bây giờ nó có thể đã trà trộn vào xã hội loài người, ẩn mình trong bóng tối và bắt đầu chiếm đoạt sức mạnh tinh thần của con người. trước tình huống đầy khủng hoảng đó, không ai có thể ngồi yên. Sau khi cao thủ vô danh tỉnh lại, anh ta lập tức quay trở lại làm việc. Dù bị băng bó khắp người nhưng với ý chí siêu phàm của mình, anh ta nhất quyết muốn kiểm tra và cập nhật lại sáng thế kỷ. Điều có thể chắc chắn bây giờ là một phần trong chương trình tư duy của sáng thế kỷ đã xâm nhập vào các vật dẫn khác và trốn thoát. Đối với những chương trình này, cho dù một phần tư duy của chúng thoát ra cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ chức năng nào, vì chúng có thể có các bản sao gần như không giới hạn chuyện mà cao thủ vô danh phải làm bây giờ chính là nâng cấp chương trình cửa sau. Để những điều tương tự không thể xảy ra một lần nữa trong tương lai, quyền hạn của chương trình cửa sau phải được nâng cấp, trong đó quan trọng nhất là hạn chế các hành động của sáng thế kỷ. Khi phát hiện ra nó có hành vi vượt cấp, chương trình cửa sau sẽ lập tức cắt điện, thậm chí là tự hủy. Ngoài ra, còn phải nhanh chóng bố trí hệ thống kết nối đơn giản, một phương pháp khống chế AI. Về phần tư duy đã trốn thoát, ý tưởng của cao thủ vô danh là chế tạo một công cụ hợp kim namir và tiến hành một cuộc dò tìm quy mô lớn để tìm ra tung tích của sáng thế kỷ một mặt tìm kiếm thủ công mặt khác vẫn tiếp tục giám sát bằng vệ tinh tốt nhất tuy nhiên công nghệ giám sát vệ tinh hiện nay mặc dù có thể nhìn rõ các vật thể đã nhô lên mặt đất thêm một cm nhưng vẫn không thể phát hiện một cách riêng lẻ một vật liệu kim loại nào đó công việc hiện tại của cao thủ vô danh là cải tạo lại các cơ sở vệ tinh theo hướng này thông tin về sáng thế kỷ không được tiết lộ với thế giới bên ngoài, nếu không nhất định sẽ khiến rất nhiều người phải hoảng sợ. Bao gồm cả nội bộ hy vọng mới, tin tức đều bị phong tỏa nghiêm ngặt, chỉ có hoắc khải, cao thủ vô danh và cổ ngôn tài biết được chuyện này. Bao gồm cả ninh thần, giản tư tư, ninh hạo bân và những người khác, họ đều không biết về chuyện này. Họ vẫn cho rằng đây chỉ là một cuộc tấn công do hacker mạng thực hiện. Để bảo vệ loài người khỏi bị sáng thế kỷ chiếm đoạt sức mạnh tinh thần, Hoắc Khải đã thảo luận với cao thủ vô danh và cổ ngôn tài, cuối cùng họ quyết định nâng cấp thiết bị liên lạc truy cập sóng não. Nói một cách đơn giản, đó chính là cấy vào thiết bị một lá chắn sóng điện. Có thể thông báo với người ngoài rằng điều này là để ngăn chặn tin tặc xâm nhập, nhưng chỉ có họ biết rằng đây là cách duy nhất để bảo vệ loài người. Chỉ cần có lá chắn sóng điện, thì sáng thế kỷ hiện tại không thể tiếp cận loài người. Tất nhiên, điều này chỉ được giới hạn trong phạm vi 10 mét của lá chắn sóng điện nếu như họ bước ra khỏi phòng, thì cũng không còn cách nào. Hơn nữa, một khi sáng thế kỷ thực sự xây dựng được lớp che chắn để bảo vệ trung tâm dữ liệu của mình, thì vai trò của lá chắn sóng điện có thể sẽ rất thấp. Vì lý do này, Hoác Khải đã phải kéo thêm một số người từ tiểu đội tinh anh để tạo thành một đội đặc biệt riêng. Tên mã của đội này là S, và công việc duy nhất của họ là tìm ra sáng thế kỷ trên khắp thế giới và sau đó thì tiêu diệt nó. Đây là một nhiệm vụ lâu dài và gian khổ, các thành viên của tiểu đội S phải trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt, thậm chí là phải biến đổi cơ thể, để cho họ có khả năng chiến đấu với sáng thế kỷ. Công việc biến đổi cơ thể họ được giao cho đội công nghệ tái sinh, cao thủ vô danh cũng hợp tác với phòng vũ khí mới thành lập để thiết kế vũ khí công nghệ cao hơn. Vốn dĩ hy vọng mới không được sản xuất những loại vũ khí này vì sức sát thương quá lớn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, kéo theo xu thế hội nhập toàn cầu, để nước mình có thêm tiếng nói, thì việc nâng cao khả năng của vũ khí, trang bị cũng là điều cần thiết. Do đó, hy vọng mới đã được đặc biệt chấp thuận để tự thiết kế và sản xuất vũ khí, nhưng không được phép sử dụng khi chưa được cấp phép. Và quyền mua cũng phải là của chính quyền trong nước, nếu người ngoài nước muốn mua cần phải có được sự đồng ý của chính quyền. Hoác Khải không có gì phản đối, việc sản xuất vũ khí chỉ là để khống chế sáng thế kỷ, ngoài ra anh không có mục đích gì khác còn việc sau đó sẽ bán cho ai và không bán cho ai anh cũng không bận tâm lắm nhiều ngày trôi qua việc truy đuổi của tiểu đội s không phát huy nhiều tác dụng tất cả dữ liệu của con người trên thế giới đã được tập hợp lại với nhau bằng trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ mới được nâng cấp thông qua truy cập và giao tiếp sóng não sóng não của bất kỳ ai đột một biến mất thì nó sẽ biết ngay chỉ cần sóng não của ai đó đột nhiên biến mất Tiểu đội S sẽ lập tức vào cuộc để tìm hiểu xem có phải là do sáng thế kỷ làm hay không. Đáng tiếc là bọn họ đã vào cuộc hàng ngàn lần, nhưng cho đến nay vẫn không thu được một chút tin tức nào. Theo phân tích của cao thủ vô danh, thì sáng thế kỷ sẽ không lẩn trốn trong thành phố lớn nếu như nó đủ thông minh. Lựa chọn tốt nhất của nó phải là đi đến những vùng bản địa hoang sơ, nơi khoa học công nghệ còn kém phát triển, hoặc thậm chí không có sự tồn tại của khoa học công nghệ sẽ không có ai biết về những vụ giết người hàng loạt mà nó gây ra ở đó, và khi nó đã chiếm đoạt được đủ sức mạnh tinh thần, nó sẽ có thể quay lại để báo thù. Đương nhiên, cũng có thể phát sinh một khả năng tốt, đó là khi sáng thế kỷ hồi phục đầy đủ năng lượng thì nó sẽ không còn tiếp tục chiếm đoạt sức mạnh tinh thần của người khác nữa. Tuy nhiên, khả năng này là rất thấp, rõ ràng tổng hợp sức mạnh tinh thần của những người bị chiếm đoạt trong thế giới ảo đã vượt xa năng lượng thể nếu không thì Đông Hoàng Thái nhất hiện thân của cao thủ vô danh trong thế giới ảo, đã không phải chống trả một cách bất lực như vậy. Điều này cho thấy năng lượng thể khống chế sáng thế kỷ đã tiến hóa lên một cấp độ khác và có thể tiếp tục cải thiện lên một nước cao hơn. Mặt khác, công tác nghiên cứu năng lượng thể cũng đang được hy vọng mới đặt lên làm ưu tiên hàng đầu. Một lượng lớn quý hoạt động đã được đổ vào công cuộc nghiên cứu này, tất cả thiết bị và nhân sự đều có thể được huy động tùy ý, nhưng Hoác Khải cũng đã đưa ra yêu cầu rằng mỗi quý phải có ít nhất một phần của công nghệ được ra đời hoặc tìm thấy được thông tin đủ hữu ích. Nếu không, nhóm nghiên cứu sẽ bị trừng phạt, và thậm chí có thể bị công ty đâm đơn kiện. Audio điện tử võ tấn bền chương 716, Hắc Ma Thần Hela Dưới áp lực cao như vậy, đội kế hoạch tạo thần một mặt vẫn đang điên cuồng tăng cường thêm nhân sự, mặt khác thì tất cả các thành viên đều đang làm việc vô cùng nhiệt huyết. Không ai dám lơ là dù chỉ trong một giây phút làm tốt thì có tiền tiêu, còn nếu như không làm tốt thì có thể phải ngồi tù đến hết đời. Không ai biết tại sao công ty lại đột ngột đẩy nhanh nghiên cứu như vậy, nhưng họ thấy rằng bản thân Hoác Khải cũng đang vô cùng sốt ruột. Bị xếp lớn đốc thúc ngay sau lưng, hỏi ai còn dám lười biếng. Chưa kể, tinh thần làm việc đầy nhiệt huyết như vậy đã giúp cho đội kế hoạch tạo thần liên tục tạo ra nhiều kết quả gây chấn động thế giới chỉ trong vòng một năm. Trong số đó có hai kết quả gây bất ngờ và thú vị nhất một là dự án cải tiến sinh học của tiểu đội s sau khi nghiên cứu chung với đội công nghệ tái sinh việc nâng cấp thế hệ thứ hai đã được thực hiện thành công cải tiến sinh học thế hệ đầu tiên chỉ là sự kết hợp áo giáp hợp kim với cơ thể con người thông qua các phương tiện kỹ thuật dựa trên cơ sở này quá trình cải tiến sinh học thế hệ thứ hai đã được cải thiện bộ giáp hợp kim không chỉ có thể được điều khiển bằng ý thức mà thậm chí có thể kết hợp thành một số vũ khí và trang bị đặc biệt bao gồm các dây thần kinh của cơ thể và các đơn vị thần kinh cơ học thu nhỏ. Loại đơn vị thần kinh cơ học này có thể cho phép phản ứng của con người vượt qua giới hạn của cơ thể con người và đạt đến một cấp độ cao đến đáng kinh ngạc. Nhiều tổ chức vũ trang đã liên hệ với hy vọng mới thông qua nhiều phương tiện khác nhau để họ có thể có được công nghệ này một cách chi tiết. Họ đã nhìn thấy sức mạnh của các chiến binh cải tiến sinh học, nếu họ có thể thành lập một đội chiến binh như vậy với quy mô lớn, thì không biết sức mạnh chiến đấu của họ sẽ còn tăng vọt đến mức nào nhưng ràng buộc vẫn còn đó tất cả các thiết bị mới và công nghệ mới đều được ưu tiên cho chính quyền trong nước sử dụng không thể bán công nghệ cho người khác trước khi công nghệ này được áp dụng và quảng bá hoàn toàn trong nước mặt khác kế hoạch tạo thần cũng đã tạo nên thành tích đáng kể trong việc nâng cao sức mạnh tinh thần nhờ có sự tồn tại của vùng đất phước lành việc luyện tập sức mạnh tinh thần đã đạt được nhiều tiến bộ trong một năm qua đã có hai tình nguyện viên có tài năng xuất chúng có thể điều khiển chuyển động của vật thể nặng hàng chục cây di thông qua sức mạnh tinh thần. Đây có thể gọi là một chuyện vô cùng hư ảo, quá trình biến đổi và hoàn thiện của vùng đất phước lành vẫn đang diễn ra, dự kiến trong hai tháng nữa, mật độ năng lượng có thể được nâng lên thêm một tầng nữa. Khi đó, một năm tu luyện trong vùng đất phước lành cũng sẽ gần bằng 100 năm bên ngoài. Nghe nói trên thị trường chợ đen, Số tiền để một người có thể vào được vùng đất phước lành đã bị đội lên mức giá cao ngất trời, lên tới hàng chục tỷ. Hy vọng mới đã trở thành một tồn tại đáng sợ nhất trên thế giới về khả năng kiếm tiền, không công ty nào có thể so sánh được. Đối với việc nghiên cứu năng lượng thể, về cơ bản thì tất cả các kết quả đều thuộc về mức độ bảo mật cao nhất, sẽ không được công bố rộng rãi. Kể cả các cơ quan pháp luật cũng không có quyền can thiệp. Đáng tiếc là trong một năm qua thì tiểu đội S chỉ tìm thấy sáng thế kỷ một lần. Đúng như dự đoán của cao thủ vô danh, sáng thế kỷ đã rất khôn ngoan khi chọn đi đến vùng đất có dân cư thưa thớt. Trên thực tế cũng không phải là có quá ít người ở đó, chỉ là do vùng lãnh thổ quá rộng lớn, nhiều nơi chưa phát triển khiến cho vùng đất đó trở thành một nơi vô cùng hoang vắng. Nhiều người bản địa vẫn đang sống trong tình trạng tương đối nguyên thủy, họ cũng biết về sự phát triển của thế giới bên ngoài, nhưng rất khó để có thể theo kịp ở nơi đó, sáng thế kỷ giống như một vị thần. Dù đã chiếm đoạt sức mạnh tinh thần của rất nhiều người nhưng nó vẫn lấy được lòng tin của người bản địa và được gọi là hắc ma thần. Khi tiểu đội S lần đầu tiên biết được nơi trú ngụ của sáng thế kỷ, tất cả các thành viên đã được cử đi. Bọn họ mang theo nhiều loại vũ khí công nghệ cao mới phát triển, trong đó có nhiều loại trang bị sóng dao động cao tần thu nhỏ, nhưng tốc độ phát triển của sáng thế kỷ lúc đó cũng không hề yếu hơn hy vọng mới. Ngay cả ở hiệu quả chiến đấu của cá nhân, thì tốc độ tiến bộ của nó cũng nhanh hơn bất kỳ ai. Bản thân nó đã là một sinh vật đặc biệt với siêu năng lực tính toán, và nó hầu như không mắc phải bất kỳ sai lầm nào. Ngay cả khi tiểu đội S có lợi thế hơn về quân số và vũ khí, thì họ vẫn phải rẻ chừng trước hiệu quả chiến đấu đơn lẻ siêu hạng của nó. Trận chiến đầu tiên kết thúc với việc sáng thế kỷ bị thương và bỏ chạy, còn tiểu đội S thì gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Kết quả này là không thể chấp nhận được đối với Hoắc Khải. Phải mất một thời gian dài để chuẩn bị, kết quả là 15 người trong tiểu đội gần như đã bị xóa sổ hết, nhưng chỉ có thể làm cho sáng thế kỷ bị thương. Theo lời kể của thành viên duy nhất còn sống sót của tiểu đội S, thì toàn thân sáng thế kỷ được bao phủ bởi hợp kim Namia, những vũ khí thông thường khó có thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho nó. Chỉ có vũ khí laser siêu cấp mới có thể khiến cho nó phải kiêng sợ. Đối với bộ dao động tần số cao được chuẩn bị ban đầu, lá chắn sóng điện không có tác dụng gì đối với nó. Điều này cho thấy sáng thế kỷ đã hoàn thành việc tự bảo vệ trung tâm dữ liệu của nó và năng lượng thể được giấu dưới lớp áo giáp hợp kim không hề sợ sóng xung kích tần số cao. Điều quan trọng nhất là sức mạnh tinh thần của sáng thế kỷ đã đạt đến mức vô cùng khủng khiếp. Nó có thể dễ dàng nhấc một viên đá nặng vài ngàn cây di rồi ném về phía đối phương, hơn nữa đạn dược bình thường sẽ không thể di chuyển tiếp trước mặt của nó. Chỉ có tia laser mới có thể khiến cho nó không thể tránh được, dù sao thì đó cũng là phương thức tấn công nhanh nhất vũ trụ đã được tìm ra. Tin tức tiểu đội S gần như bị tiêu diệt hoàn toàn đã gây áp lực không nhỏ lên đội chịu trách nhiệm truy đuổi sáng thế kỷ, đó là lý do tại sao kế hoạch cải tiến sinh học thế hệ thứ hai đã được nâng cấp một cách nhanh chóng như vậy. Do nhiều phương pháp tấn công ban đầu đã không còn hiệu quả đối với sáng thế kỷ, cho nên nhóm nghiên cứu chủ yếu chọn tia laser làm phương hướng phát triển vũ khí tiếp theo. Ngôn tình hay. Ngoài ra, bọn họ cũng đang nghiên cứu phản vật chất và những thứ tương tự, nhưng điều đó có liên quan đến bí ẩn sâu nhất của vũ trụ, cho dù được trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ mới hỗ trợ thì cũng khó có thể tìm ra câu trả lời trong thời gian ngắn. Cho đến nay thì họ mới chỉ nghiên cứu thành công vấn đề phản trọng lực. Nhóm nghiên cứu đang cố gắng chế tạo một chiếc máy bay siêu tốc độ với động cơ phản trọng lực làm cốt lõi điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những lần truy đuổi tiếp theo đã một năm trôi qua danh tiếng của hắc ma thần càng ngày càng vang dội trong khu vực bản địa nhiều thế lực biết rằng có một vị thần đã xuất hiện trong khu vực bản địa vị thần này có siêu năng lực gần như bất khả chiến bại được vô số người bản xứ tôn thờ và tin tưởng ngoại trừ người dân bản địa sẽ không ai có thể bước vào khu vực này mà có thể sống sót để trở ra nơi đó đã trở thành vương quốc của cái chết một số người tin vào sự tồn tại của các vị thần thì coi hắc ma thần như là hiện thân của thần chết trong thế giới và gọi nó là hê la đúng vậy hình ảnh bên ngoài của hắc ma thần sáng thế kỷ là một phụ nữ phương tây cao giáo quyền lực và đầy quyến rũ có thể khiến cho chúng sinh điêu đứng khu vực bản địa còn được gọi là heo hai và sáng thế kỷ chính là nữ hoàng của heo hai hầu như mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều nhà thám hiểm táo bạo đến heo hai muốn bày tỏ lòng kính trọng trước dung nhan thật của hắc ma thần nhưng không ai trong số họ có cơ hội quay lại chỉ có một lần vô cùng tình cờ khi một bức ảnh xuất hiện trong ảnh một người phụ nữ quyến rũ mặc áo giáp hợp kim được bao quanh bởi một núi chất lên bằng vô số xác chết còn có rất nhiều khoáng chất những ống nghiệm khổng lồ sủi bọt theo phân tích của đội công nghệ tái sinh của hy vọng mới thì rõ ràng là nó đang thực hiện các thí nghiệm sinh học từ những chi tiết trong bức ảnh có thể nói đại khái rằng dường như nó đang muốn tạo thành một chỉnh thể bằng các xác chết được chất như núi đó tuy nhiên cũng không có quá nhiều manh mối trong bức ảnh nên không ai biết liệu những cái xác đó có đơn giản như vẻ bề ngoài hay không xét cho cùng trong lịch sử loài người thì đây là vị thần đầu tiên trở thành nền tảng là đức tin của một cộng đồng xuất hiện trong xã hội hiện đại tất nhiên những người đó không hề biết rằng nó chỉ là một trí tuệ nhân tạo trốn thoát khỏi trung tâm dữ liệu của hy vọng mới những người biết được điều này thì chỉ có thể nhìn vào bức ảnh rồi rơi vào trầm tư nó đã phát triển quá nhanh lại còn chọn hình tượng nữ. Rõ ràng là nó đã có ý thức và trí tuệ, có lẽ chúng ta không nên coi nó như một hệ thống mã nữa. Có thể nó đã trở thành một giống loài mới. Đây là đánh giá của cao thủ vô danh, tuy rằng trước đó anh ta suýt chút nữa đã bị sáng thế kỷ giết chết, nhưng anh ta vẫn rất trân trọng tuyệt tác do chính mình tạo ra này, cũng có thể nói là nó đã trở thành một con quái vật dù cho nó có trở thành gì đi chăng nữa thì nó cũng quá nguy hiểm và phải bị loại bỏ càng sớm càng tốt, Cổ Ngôn Tài nói. Đó sẽ là mất mát lớn nhất trong lịch sử loài người, cao thủ vô danh không vui nói. Anh ta biết rất ít về những gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài, cũng không cảm thấy bất kỳ thay đổi nào trong cuộc sống, vì vậy, sự chú ý của anh ta chỉ tập trung vào bản thân sự việc hơn là xem xét thảm họa hoặc sự thay đổi mà con quái vật này sẽ mang lại cho thế giới. Nhưng Cổ Ngôn Tài thì khác, anh ta suy nghĩ nhiều hơn cao thủ vô danh, rằng hắc ma thần Hela này nhất định phải chết. Nếu không, loài người có thể vì sự tồn tại của nó mà gặp phải khủng hoảng vô cùng lớn, hoặc tệ hơn nữa là sẽ diệt vong. Chương 717, Biển tinh tú. Tôi không quan tâm nó là gì hay anh mong đợi gì ở nó, chỉ cần nó không có lợi cho chúng ta thì đều nên loại bỏ. Nếu không, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thảm họa nào trong tương lai của nhân loại, cổ ngôn tài nói. Nhưng bây giờ nó vẫn chưa gây ra tai họa gì. Theo như tôi được biết thì nó không phải là kẻ tàn sát điên cuồng ở heo hai hay chiếm đoạt hết sức mạnh tinh thần của người khác, mà nó đã tập hợp được rất nhiều người dân bản địa, giúp họ dễ sống hơn cao thủ vô danh phản bác. Đó chỉ là vẻ bề ngoài, tôi nghĩ chắc chắn nó đang lên kế hoạch cho một điều gì đó tồi tệ hơn, giống như thí nghiệm cải tiến sinh học cho chính nó vậy. Có quỷ mới biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cổ ngôn tài nói. Cuộc tranh cãi giữa hai người cuối cùng cũng bị Hoắc Khải cắt ngang. Nói mấy điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì, bất kể là nó muốn làm gì, những sai lầm mà nó phạm phải trước đây thì nó sẽ luôn phải trả giá. Vì vậy, nó nhất định phải được kiểm soát, Hoắc Khải nhìn cao thủ vô danh và hỏi, "Còn chương trình của máy bay siêu tốc độ thì sao, đã làm tới đâu rồi?" Cho đến nay, hầu hết các động cơ phản trọng lực dành cho máy bay siêu tốc độ đều đã được phát triển. Sau khi hoàn thành thiết kế, việc chế tạo có thể bắt đầu. Tất cả các bộ phận đều do sáng thể kỷ sản xuất nên không có vấn đề gì. Tuy nhiên, bởi vì máy bay này có tốc độ quá nhanh, nên nếu để cho con người điều khiển, thì hiện tại khả năng phản ứng có thể không theo kịp. Xét cho cùng, tốc độ lý thuyết của loại máy bay này có thể đạt ít nhất 100 lần tốc độ âm thanh, tức là 120.000 km một giờ, cũng tương đương với việc nó có thể bay ba vòng quanh trái đất trong một giờ. Hơn nữa, đây mới chỉ là thiết kế ban đầu, theo lý thuyết thiết kế, tốc độ tối đa của động cơ phản trọng lực có thể đạt tới điểm rất gần với tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, nó cần diễn ra quá trình va chạm giữa các phần tử khác nhau trong một phạm vi nhỏ và sử dụng phản lực của gia tốc phân tử để tiến lên. Và điều này đòi hỏi máy gia tốc phân tử phải thu nhỏ kích thước, để ít nhất nó có thể nằm vào trong động cơ máy bay. Loại công việc này, ngay cả khi có thêm sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo và các thí nghiệm không giới hạn trong thế giới ảo, thì cũng không dễ dàng làm xong. Tuy nhiên, gấp 100 lần tốc độ âm thanh đã là tốc độ nhanh nhất trong lịch sử loài người, vì tốc độ tối đa của máy bay hiện nay chỉ có thể gấp hàng chục lần tốc độ âm thanh. Khi tốc độ ngày càng nhanh thì yêu cầu về thể lực của người điều khiển cũng ngày càng cao. Trừ khi có thể giải quyết được các khuyết điểm của quán tính và lực ly tâm khác trong cabin, còn không, nếu muốn dựa vào sự điều khiển của con người thì đoán chừng cả bộ não cũng sẽ bị văng ra ngoài. Do đó, Hoắc Khải hy vọng rằng cao thủ vô danh có thể tạo ra một trí thông minh nhân tạo dành riêng cho loại máy bay này, có thể được điều khiển bằng sóng não hoặc hoạt động độc lập. Đối với cao thủ vô danh thì đây cũng không phải là vấn đề. Chính anh ta đã tạo ra trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ, nên anh ta đã quá quen thuộc với nó. Chỉ cần viết một chương trình mới, tập trung hạn chế quyền hạn của trí tuệ nhân tạo ở mức độ cao để đảm bảo rằng nó không gây ra bất cứ điều gì khác thường. Đối với kinh nghiệm bay hay gì đó, thì cũng chỉ cần thông qua chuyến bay mô phỏng trong thế giới ảo, trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể luyện tập được siêu năng lực chiến đấu chỉ trong khoảng vài ngày. Thiết kế chương trình đã gần xong rồi, bây giờ tôi đang đợi viện thiết kế đưa cho tôi mẫu máy bay cuối cùng, sau đó tôi có thể bắt đầu để cho nó thực hiện chuyến bay mô phỏng. Tuy nhiên, viện thiết kế nói rằng máy bay phải được trang bị vũ khí laser và cả đại bác phần tử. Điều này có phải là quá vội vàng rồi không? Cao thủ vô danh hỏi anh ta là một vị thần trong thế giới công nghệ thông tin, nhưng anh ta không biết gì về thiết kế vũ khí. Đại bác phần tử là một loại vũ khí chỉ tồn tại trên lý thuyết, trước khi động cơ phản trọng lực được phát triển thì không ai có thể chế tạo ra một loại vũ khí như vậy. Bởi vì lý thuyết của nó cũng giống với lý thuyết của một động cơ phản trọng lực tiên tiến, nó đòi hỏi sự giải phóng động năng của các vụ va chạm giữa các phần tử phải đạt đến mức không thể ngăn cản được. Các vụ va chạm phần tử mà con người thực hiện được ngày nay đều là những va chạm đơn giản của một cặp phần tử, hơn nữa chúng phải được kiểm soát cẩn thận để ngăn ngừa những tai nạn lớn. Muốn giải phóng loại động năng này trong một điểm cố định là điều mà không ai dám làm. Theo cao thủ vô danh thì lắp đặt vũ khí laser là đủ rồi, còn đại bác phần tử thì thật sự rất đáng sợ. Đại bác phần tử đó chỉ cần bắn một phát thì đừng nói đến hắc ma thần Hela, ngay cả người bản địa cũng phải chịu trận. Hoắc Khải khẽ lắc đầu nói, đây là chuyện của viện thiết kế, anh không cần phải lo lắng. Về việc sau đó phải sử dụng như thế nào, tiểu đội S sẽ tự biết chừng mực. Viện thiết kế công nghệ tương lai của hy vọng mới mới thành lập được một năm, hiện đã được chia thành nhiều bộ phận, bao gồm nghiên cứu máy bay, vũ khí và cơ sở vật chất dân dụng. Cao thủ vô danh là một trong những nhà tư vấn cấp cao, chịu trách nhiệm chính về lập trình phần mềm. Viện thiết kế này đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, và chỉ riêng việc thiết kế ra được một động cơ phản trọng lực cũng đã đủ gây chấn động. Bản nâng cấp thế hệ thứ hai của chương trình cải tiến sinh học cũng do viện thiết kế sản xuất rồi sau đó được giao cho đội công nghệ tái sinh thực hiện. Người ta nói rằng hiện họ đã nghiên cứu được hướng phát triển chung của chương trình cải tiến sinh học thế hệ thứ ba, hơn nữa còn đang trong quá trình hoàn thiện. Phải nói rằng với sự ra đời của trí tuệ nhân tạo và thế giới ảo, tiến độ nghiên cứu khoa học thực sự đã diễn ra rất nhanh. Chỉ trong một hoặc hai năm, Tiến độ của họ đã vượt qua lịch sử nghiên cứu của mấy thập kỷ trước. Hoạt động kinh doanh chính của Hy vọng mới hiện nay không còn là sản phẩm giảm cân, mà là sản xuất ra nhiều loại thiết bị công nghệ cao. Hệ thống nhà thông minh của họ bây giờ đã có thể khám phá tâm trí của người dùng, người dùng không phải làm việc gì ở nhà, chỉ cần nghĩ đến một việc, lập tức sẽ có người máy quản gia giúp hoàn thành mọi việc. Chế độ lái tự động thông minh cho phép người dùng bước vào xe như một vị hoàng đế và ngồi rung đùi chờ đến nơi cần đến mà thậm chí còn không cần phải mở cửa. Việc học tập của trẻ em, giảng bài và sửa bài của giáo viên, cùng với sự giám sát của bố mẹ đều có thể dựa vào hệ thống thông minh để hoàn thành. Tất cả các loại sản phẩm công nghệ cao này đã làm điên đảo tất cả mọi người trên toàn thế giới, khiến cho họ biết rằng thế giới đã bước vào thời kỳ hoàng kim của khoa học. Hy vọng mới đã chắp cánh cho khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng cho phép con người tiếp cận thực sự với thế giới khoa học viễn tưởng. Những sản phẩm này đã mang lại vinh quang to lớn cho Hy vọng mới và cũng đã giúp Hy vọng mới thu về vô số tiền bạc. Hơn nữa, con người càng ít làm việc thì càng dễ tăng cân, vì thế mà doanh số bán sản phẩm giảm cân cũng tăng lên rất nhiều. Mỗi ngày, số tiền mà Hy vọng mới kiếm được đều đạt đến con số nằm ngoài sức tưởng tượng. Tính ra cả năm tổng doanh số của hy vọng mới gần như đã đuổi kịp tổng doanh số của hơn một phần ba tổng số công ty trên toàn thế giới. Bởi vì hy vọng mới đã giao rất nhiều bản quyền công nghệ cho các công ty khác để họ có cơ hội tồn tại, chứ nếu không thì tất cả các công ty đều sẽ bị hy vọng mới bức tử. Đây là ưu thế do khoa học kỹ thuật mang lại. Tôi cho các người ăn thịt thì các người mới được ăn, nếu tôi không muốn thì các người ngay cả cháo cũng không có mà hút. Không còn ai dám cùng hy vọng mới đối kháng, Hy vọng mới đã thật sự trở thành một kẻ khổng lồ, được người người ngưỡng vọng. Không cần biết hy vọng mới muốn làm gì, ngay cả những yêu cầu tưởng như vô lý nhất thì người khác cũng chỉ có thể đồng ý, không ai dám gây sự với hy vọng mới. Đương nhiên, cho dù có thực lực mạnh mẽ độc nhất vô nhị trên thế giới, thì người của hy vọng mới cũng không trở nên quá kiêu ngạo, ít nhất thì bọn họ cũng không hề hống hách. Nhóm đánh giá tác phong của Ninh Thần và Giản Tư Tư từ khi khởi nghiệp, hiện đã mở rộng lên hàng trăm người. Sự giám sát của họ đối với nhân viên của công ty rất nghiêm ngặt. Nếu có người thấy rằng bạn đã làm những điều hống hách gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của công ty thì xin lỗi trước, bạn không chỉ bị đuổi khỏi công ty mà còn phải đối mặt với những khoản tiền phạt rất lớn, thậm chí còn phải đi tù. Dưới sự giám sát chặt chẽ như thế thì mọi người chỉ có thể siêng năng làm cho tốt phần việc của mình. Đương nhiên, lòng tự hào thì sẽ không vì sự tồn tại của đội đánh giá tác phong mà biến mất đi một chút nào khi bất cứ ai xung quanh biết được rằng họ đang làm việc ở hy vọng mới, thì ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của những người đó luôn mang đến cho họ một niềm vui khó tả. Đây chính là hy vọng mới, một công ty khiến cả thế giới hài lòng và làm cho nhân viên hạnh phúc. Mà Hoác Khải và Ninh Thần, những người nắm giữ hơn 90% cổ phần của công ty, cũng đã trở thành những người đứng trên đỉnh thế giới. Về phần cố Phi Dương, lâu nay cũng không có ai nói ra nói vào thêm, vì mọi người đều chỉ nghĩ rằng đây là điều mà người giàu có nào cũng làm. Ngay cả khi Hoắc Khải lại đi tìm thêm hai cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp khác, thì mọi người cũng sẽ chỉ ghen tị thay vì phản đối. Đến thời điểm này, về cơ bản, Hoắc Khải đã hoàn thành được mục tiêu cuối cùng của mình, chính là tự tay xây dựng nên một hào môn mới. Hơn nữa, hào môn này là độc nhất vô nhị trên thế giới, không thứ gì có thể so sánh được. Nhưng khi đã hoàn thành mục tiêu này, Hoắc Khải vẫn còn những chăn trở khác. Mục tiêu của anh không nên chỉ giới hạn trong bầu khí quyển này, mà phải lao ra khỏi bầu khí quyển và chinh phục biển tinh tú như đã từng nói trước đây. Một vũ trụ rộng lớn như vậy, không biết sẽ còn có bao nhiêu thế giới, tại sao lại không thể xem qua một chút chứ? Chương 718 tặng lại cổ phần. Ý tưởng này đã phát triển thành một mục tiêu khác của Hắc Khải. Nhưng để làm được điều này, chỉ có một mình hy vọng mới thôi là chưa đủ. Dù hy vọng mới có lớn mạnh đến đâu thì dù sao nó cũng chỉ là một doanh nghiệp độc lập, không hơn không kém. Ngay cả khi có thể nắm trong tay thứ công nghệ mà không ai khác có thể tưởng tượng ra, vậy thì đã sao? Để chuyển đổi công nghệ này thành năng suất thực tế, đòi hỏi vô số khoáng thạch, nhân lực và vật lực. Mà tất cả mọi thứ trên trái đất bây giờ đều đã được sở hữu, nên nếu muốn làm ra bất cứ điều gì thì đều cần phải hợp tác với người khác. Hiện tại Chính quyền nhiều nơi đã bắt đầu thiết lập kiểm soát với hy vọng mới, chính vì hy vọng mới quá mạnh, mạnh đến mức khiến những người ở tầng lớp trên cảm thấy kiêng sợ. Họ phải để cho hy vọng mới hiểu rằng, hy vọng mới chỉ là một doanh nghiệp, thậm chí không thể sản xuất một con vít đơn lẻ mà không có sự cho phép của bọn họ. Bộ phận quan hệ công chúng thường xuyên nhận được những lời phàn nàn từ bộ phận mua hàng, sau đó phải ra mặt phối hợp. Xác suất xảy ra những chuyện này đang dần tăng lên khiến ninh thần và giản tư tư cảm thấy rất khó chịu. Khi hắc ma thần Hela xuất hiện vào ngày cuối cùng của năm thứ ba, Hoắc Khải đã triệu tập nhân sự từ cấp giám đốc trở lên của công ty cho một cuộc họp đặc biệt. Nội dung cuộc họp này khiến cho mọi người bất ngờ. Bởi vì Hoắc Khải đã đưa ra một ý tưởng, đó là tặng miễn phí 50% cổ phần của công ty cho toàn thế giới. Đề xuất này ngay lập tức bị phản đối và chất vấn. Ngay cả ninh thần cũng không thể hiểu được suy nghĩ của Hoắc Khải công ty đang phát triển tốt, bây giờ nó đã trở thành công ty hàng đầu thế giới, không một công ty nào có thể so sánh được với nó. Tại sao anh lại muốn đem cổ phần của nó tặng miễn phí cho người khác? Cần phải biết, tính theo quy mô hiện tại của hy vọng mới thì 50% cổ phần có trị giá lên đến hơn trăm ngàn tỷ. Những người từng bỏ ra 10.000 tệ để mua cổ phiếu bây giờ có thể cười đến ngẩn cả người, bởi vì cổ phiếu trong tay họ đã tăng giá gấp trăm lần. Trên thị trường chợ đen, Giá cổ phiếu còn có thể được tăng lên ít nhất 150 lần. Trong thời đại mà nền kinh tế thế giới đang không ổn định, thậm chí là suy giảm, ai có thể không hài lòng với những lợi ích thu được như vậy? Nhưng hiện tại, Hoắc Khải thực sự muốn tặng cổ phần miễn phí. Anh đang nghĩ rằng mình kiếm được quá nhiều tiền hay sao? Mọi người nên biết rằng việc thu mua nhiều nguyên vật liệu hiện tại của Hy Vọng Mới đang bị hạn chế. Bao gồm cả khu vực này, tất cả đều bị kẹt cứng. Ông chủ Ý anh là muốn dùng số cổ phần này để đổi lấy tài nguyên? Chưa nói đến việc số tài nguyên đó có đáng giá nhiều như vậy không, ngay cả khi chúng thật sự có giá trị đến như vậy thì cũng không cần phải bỏ ra 50% cổ phần ngay lập tức, Giản Tư Tư nói. Cô ấy luôn được coi là người trung thành nhất đối với Hoắc Khải, vậy mà bây giờ chính cô ấy cũng đã bắt đầu chất vấn, nên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được những người khác đang nghĩ gì. Hoắc Khải đã đoán trước điều này từ lâu. Anh nói, chính vì tôi biết rằng mọi người không thể chấp nhận điều đó trong thời điểm hiện tại, nên tôi đề xuất chỉ đưa ra 50%. Thực tế, theo ý tưởng của tôi, con số đó nên nằm ở mức ít nhất là 60%, hoặc thậm chí là 70% cổ phần. Ngay khi những lời này được thốt ra, trong phòng họp bắt đầu bàn luận ầm ý, Ninh Thần cũng không nhịn được mà phải nói anh đang muốn làm cái quái gì vậy. Điều mà anh muốn làm rất đơn giản, đó là thực sự đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa, Hoắc Khải cho biết, hiện tại, các sản phẩm của hy vọng mới đã được phân phối rộng khắp trên toàn thế giới. Trong mọi ngành công nghiệp, chúng ta đã trở thành một doanh nghiệp hàng đầu, không có thương hiệu nào đủ tiêu chuẩn để cạnh tranh với chúng ta. Những lời này đã được mọi người công nhận, vì sản phẩm của hy vọng mới quả thực rất nổi tiếng. Trong thời đại lấy thông minh hóa làm trọng tâm, có thể nói họ đã đi đầu trong tất cả các doanh nghiệp. Hơn nữa, hy vọng mới kiểm soát rất chặt chẽ chất lượng sản phẩm, thậm chí còn triển khai hệ thống giám sát ngược lại các nhà cung cấp. Nói một cách đơn giản, nếu nhà cung cấp đặt hàng 100 triệu nguyên liệu thô trong quý này thì cần phải đưa ra kế hoạch cụ thể để sản xuất sản phẩm nào. Nhà cung cấp có quyền cử người giám sát để giám sát việc tồn kho nguyên vật liệu trong một thời hạn và tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên sản phẩm. Nếu phát hiện ra vấn đề, nhà cung cấp có thể báo cáo trực tiếp với nhóm đánh giá tác phong. Nếu vấn đề nằm trong nội bộ hy vọng mới thì người phụ trách sẽ phải đối mặt với hình phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng nếu là do nguyên liệu của nhà cung cấp không đủ tốt thì phía đó cũng sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường rất lớn. Theo hệ thống giám sát này, không ai dám cắt xén, nguyên liệu thu mua lần nào cũng khá chính xác, không thừa không thiếu. Bằng cách này, chi phí cũng được kiểm soát từ nguồn, ít nhất họ không phải lo lắng về việc chi vượt mức trong vấn đề thu mua nguyên liệu. Tất nhiên, hy vọng mới hiện tại không thiếu tiền chút nào ngân hàng đã mở một kênh đặc biệt, lượng tiền gửi vào có thể còn nhiều hơn tổng tài sản của một số ngân hàng lớn. Đây là một con số quá khủng khiếp, và chính vì điều này, hy vọng mới đã khiến một số người dần dần muốn hạn chế sự phát triển của công ty. Hoác Khải đã nhìn thấy điều này và hiểu rằng đây là thời điểm tốt. Đối với anh mà nói, chưa bao giờ có cái gì gọi là khủng hoảng, mỗi một cuộc khủng hoảng chỉ là một cơ hội để đưa công ty phát triển lên một tầm cao mới. Và lần này, Việc bị hạn chế tài nguyên cũng chính là một cơ hội lớn. Mục tiêu của chúng ta phải là toàn cầu hóa. Tôi nghĩ sẽ không ai phản đối điều này, nhưng làm thế nào để có thể xây dựng hội nhập và làm thế nào để thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa? Mọi người có thể nghĩ đến những phương pháp nào, thông qua các mô hình kinh doanh nào? Bây giờ chúng ta có nguồn lực hạn chế, điều đó cho thấy rằng kinh doanh không phải là điều mà họ cần nhất. Chúng ta nên làm gì, vì họ e ngại về quy mô của hy vọng mới? nên chúng ta sẽ cho họ sự công bằng. Hãy để mọi người tham gia vào hệ thống này, mọi người đều có thể được chia sẻ lợi ích, hy vọng mới càng mạnh thì càng có nhiều lợi ích. Bằng cách này, tự nhiên sẽ không còn ai hạn chế chúng ta nữa, mọi mặt sẽ được trở lại thông suốt, Hoắc Khải nói. Những người có thể vào phòng họp này đều là những người từ cấp giám đốc từng bộ phận trở lên, nếu như họ làm ở những công ty khác chỉ có tài sản vào khoảng hàng tỷ đồng thì ít nhất cũng phải làm tới trước tổng giám đốc. Bọn họ đã có thể ngồi ở vị trí này, tất nhiên đều không phải là những kẻ ngu ngốc, nên lời nói của Hắc Khải bọn họ đều có thể hiểu được. Ý của anh là dựa vào cổ phần để thu mua toàn thế giới, sau đó sử dụng những lợi ích này để thúc đẩy sự hình thành của một tổng thể vì sự tiến bộ chung. Đây là một ý tưởng hay, nhưng vấn đề là ngay cả khi chúng ta đưa ra lợi ích, không phải ai cũng sẵn sàng hội nhập vào. Sự hội nhập mà chúng ta muốn chắc chắn không phải là kiểu mà họ muốn, một người khác đặt câu hỏi hoác khải gật đầu và nói anh nói đúng tôi muốn hội nhập nhưng họ có thể không thực sự muốn điều đó tuy nhiên điều quan trọng nhất là họ có thể thực hiện được đến bước đó hay không nếu như họ thậm chí còn không thể bước vào ngưỡng cửa của chúng ta thì còn nói về sự hội nhập làm gì nữa chúng ta đang nói đến vấn đề nếu các nguồn tài nguyên toàn cầu không thể được sử dụng và phát triển cùng nhau mọi người sẽ gì về việc lao ra khỏi bầu khí quyển và chinh phục biển tinh tú trên kia Quy mô của hy vọng mới là rất lớn, nên mặc dù mọi người đều sợ hãi nó, nhưng nó cũng cho phép họ thấy được những lợi ích của nó. Vì vậy, tôi đề xuất tặng đi cổ phần công ty ngay tại thời điểm này. Tôi có đầy đủ lý do và sự tự tin để tin rằng sau khi thực hiện xong biện pháp này, hy vọng mới sẽ càng có nhiều đất để phát triển hơn. Chỉ bằng cách từ bỏ thì chúng ta mới có thể đạt được nhiều hơn. Phòng họp trở nên im lặng, mọi người đều đang suy nghĩ về những gì mà Hoắc Khải nói chuyện này quá quan trọng khiến họ cần phải suy nghĩ về nó trong một thời gian qua một lúc ninh thần ngẩng đầu nhìn hoác khải hỏi anh thực sự nghĩ cái này có ích lợi gì sao nếu như tặng cổ phần đi rồi mà vẫn không làm được gì thì sao vẫn là câu nói cũ trước tiên hãy kéo tất cả mọi người lên tàu đợi đến khi con tàu rời cảng và lái ra ngoài vùng biển sâu chúng ta ắt có thể tự mình đưa ra các quy tắc ai không tuân theo quy tắc sẽ bị ném khỏi tàu ngay cả khi họ không chết đuối trên biển thì cũng sẽ phải chết đói. Anh không nghĩ có ai lại đi làm điều ngu ngốc vào thời điểm đó, Hoắc Khải nói, rồi quay sang mọi người, "Về kế hoạch cụ thể, tôi đã xây dựng chiến lược phát triển ban đầu và chính sách hành động trung hạn. Mọi người có thể mở email nội bộ ra xem, nhưng email này là bí mật nội bộ và sẽ tự động bị hủy sau khi sắp xếp xong xuôi. Hãy tranh thủ thời gian." Mọi người vội vàng bật máy tính, nói là máy tính nhưng thực tế đều đã được tích hợp vào điện thoại di động rồi thông qua phép chiếu ba chiều, người ta có thể thoải mái hiển thị bất kỳ kích thước màn hình nào. Và loại màn hình này có chức năng chống nhìn trộm, nó sẽ tự động phát hiện vị trí ống nhòm của người dùng. Ngoại trừ nơi tập trung của đôi mắt, ngay cả khi người dùng úp cả mặt vào màn hình nhưng là ở các vị trí khác, thì họ cũng không thể nhìn thấy gì. Ngoài ra, hệ thống thông minh sẽ thực hiện kích thích dây thần kinh trên bàn phím và chuột ảo theo thói quen của người dùng. Nói một cách đơn giản, nó là một con chuột và bàn phím ảo, nhưng có thể mang lại cho bạn cảm giác chạm rất thật. Công nghệ thực tế ảo cũng là một trong những niềm tự hào của Hy vọng mới. Chương 719, kết hợp lại. Trong khoảng thời gian 10 phút, mọi người đã đọc bản kế hoạch do Hắc Khải đưa ra. Kế hoạch được xây dựng dựa trên ý tưởng của Hắc Khải và những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện. Điều quan trọng nhất là Hy vọng mới có thể đạt được những lợi ích gì và những thay đổi nào sẽ xảy ra đối với toàn bộ nhân loại. Sau khi đọc xong bản kế hoạch, mọi người đều im lặng, tuy không nói nhưng trên mặt hầu hết đều đã lộ ra vẻ khâm phục. Chỉ có Hoắc Khải mới có thể lập ra được một kế hoạch kỳ vĩ như vậy. Tham vọng của anh không bao giờ là thứ mà người khác có thể tưởng tượng ra, nhưng lại lớn đến mức ngay cả hành tinh này cũng không thể trói buộc nổi nữa. Một lúc lâu sau, Ninh Thần mới ngẩng đầu nhìn anh, rồi nói: Em đồng ý với kế hoạch của anh. Ngay cả người nắm quyền kiểm soát đứng thứ hai của công ty cũng đã đồng ý thì những người khác còn có thể nói gì? Trong bản kế hoạch, Hoắc Khải đã nói rõ rằng số cổ phần được tặng ra chỉ có quyền được chia cổ tức, toàn bộ quyền quyết định vẫn nằm trong tay anh và Ninh Thần. Hơn nữa, số cổ phần này cũng không được chia theo bình quân đầu người, mà được phân bổ dựa trên sức mạnh toàn diện của đất đai và lượng tài nguyên khoáng sản mà họ có thể được chia sẻ. Nhìn vào bức tranh tổng thể, tất cả họ đều có thể hưởng lợi từ kế hoạch lần này. Bây giờ tất cả các thành viên đã nhất trí Cuộc họp này đương nhiên không còn gì phải bàn cãi, cho nên các cuộc họp tiếp theo sẽ bàn đến cách thực hiện kế hoạch này. Mặc dù Hot Khải đã lên kế hoạch chi tiết, nhưng làm thế nào để những người bên dưới thực hiện nó đến mức hoàn hảo vẫn là một nhiệm vụ vô cùng thách thức. Suy cho cùng, kế hoạch lần này là nhắm tới toàn thế giới, bất kể kế hoạch có chỉ ra một tương lai tươi sáng đến cỡ nào, thì chắc chắn vẫn sẽ gặp phải rất nhiều phản kháng. Nhất là ở địa phương, e rằng nơi đây sẽ trở thành nơi vấp phải sự chống đối nhiều nhất phải thuyết phục người dân địa phương như thế nào, điều đó tùy thuộc vào khả năng của mỗi người đang ngồi ở đây. Một ngày sau, tất cả các thành viên của Hy vọng mới đã được cử đi, và một thông báo chính thức đã được đăng trên trang web chính thức. Hy vọng mới sẽ tiến hành tặng cổ phần miễn phí cho đối tác, phân bổ số cổ phần này sẽ dựa trên việc phân tích các thế mạnh toàn diện của đối tác, như diện tích đất đai, tài nguyên khoáng sản và số lượng nhân tài. Đầu tiên họ sẽ phân bố 30% cổ phần, sau đó sẽ tiếp tục tăng lên 60%. Tin tức được tung ra khiến cho cả thế giới sôi sục. Là công ty lớn nhất thế giới, hy vọng mới đang muốn tặng cổ phần miễn phí. Hơn nữa còn tặng đi rất nhiều trong cùng một lúc, họ đã điên rồi sao? Đương nhiên, thông báo không nói rõ về lý do tại sao họ muốn tặng đi cổ phần, nhưng trong các cuộc thảo luận thực tế thì chắc họ cũng sẽ đề cập đến ít nhiều, vì vậy mọi người đều có thể cân nhắc trước khi tham gia vào. Đúng như dự đoán của Hoắc Khải, quốc gia đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ, các cơ quan ban ngành đã đến nói chuyện với Hoắc Khải và Ninh Thần, mong muốn họ sẽ rút lại tin tức. Cần phải biết, Hy vọng mới đang kiếm tiền với một tốc độ đáng kinh ngạc. Mỗi năm, chỉ tính riêng thuế thì số tiền đó cũng đã lên đến con số vô cùng khủng. Nếu mấy chục phần trăm cổ phần của Hy vọng mới bị tặng miễn phí thì cũng tương đương với việc tiền thuế thu được mỗi năm đã bị cắt giảm đến hơn một nửa. Đối với quốc gia mà nói, điều này dường như không có lợi ích gì cả. Đích thân Hoác Khải đã đứng ra làm người đàm phán, thảo luận với các cơ quan ban ngành để trình bày lý do của mình. Còn đối với những nơi khác thì họ rất quan tâm đến vấn đề này, vì mọi người đều muốn nhận được một phần của chiếc bánh lớn mà hy vọng mới đưa ra. Có những người tham lam còn tìm đến hy vọng mới để yêu cầu được nhận 20%, thậm chí là 30% cổ phần. Mấy người này chỉ đơn thuần là thích đòi hỏi, cũng sẽ chẳng có lợi ích gì thêm, vì Hoắc Khải đã sớm quyết định sẽ phân bố số cổ phần tặng ra như thế nào rồi. Căn cứ vào tình huống hiện tại, có thể sẽ có những thay đổi nhất định, nhưng độ chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Yêu cầu 20 đến 30% cổ phần như vậy chỉ đơn giản là mơ tưởng viễn vông. Có người sẵn sàng chấp nhận, nhưng cũng có một số kiên quyết từ chối. Trên đời này người thông minh không hề thiếu, họ dường như hiểu được ý định thực sự của Hoắc Khải, nên kiên quyết tỏ thái độ coi thường việc tặng miễn phí cổ phần này của Hoắc Khải. Chỉ cần tiếp tục hạn chế tài nguyên của các người, thì chúng tôi muốn có cái gì các người còn dám không cho hay sao? Trong những lần trao đổi trước, họ lúc nào cũng làm như vậy, vô cùng hiệu quả. Nhưng bây giờ thì khác, hy vọng mới đã dùng toàn lực để giảm cổ phần của mình xuống, chỉ trong vòng nửa năm họ đã tặng đi 30% cổ phần. Về cơ bản, các khu vực rộng lớn khác nhau đã thu được rất nhiều phần trăm cổ phần, trong đó thì tất nhiên địa phương chiếm hơn 10%, sau đó là khu vực của chú Sam chiếm 9%, rồi đến khu vực săn gấu cũng chiếm được 9%. 2% còn lại được phân bổ cho những nơi khác. Điều này đã khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng, ba khu vực lớn chiếm được nhiều cổ phần như vậy mà chúng ta chỉ nằm trong số rất nhiều nơi chia nhau 2% cổ phần. Nhưng Hoắc Khải đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, cũng như không đề cập đến việc phân chia cổ phần sau đó nữa. Điều này đã làm cho một số khu vực thậm chí còn hạn chế tài nguyên của Hy vọng mới nhiều hơn vì cảm thấy không hài lòng, hơn nữa còn tuyên bố rằng họ sẽ trừng phạt Hy vọng mới. Chỉ cần công ty có dính dáng đến Hy vọng mới đều không được phép đến để mua nguyên liệu. Trong quá khứ, điều này có thể làm cho Hy vọng mới trở nên rất thụ động, thậm chí rất khó để giải quyết. Nhưng bây giờ thì khác. Ba khu vực có nguồn tài nguyên mạnh nhất đã được giải quyết xong, cho nên nhiều chuyện khác đã trở nên rất dễ dàng. Ba khu vực này có hầu hết các tài nguyên trên thế giới. Nếu không có, họ có thể mua chúng ở nơi khác. Không có nơi nào dám cùng một lúc xúc phạm đến ba thế lực này. Sau khi họ mua nó, họ sẽ bán nó cho Hy vọng mới, nhưng họ thậm chí còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn với số nguyên liệu đó vì họ biết rằng Hy vọng mới không thể mua nó ở nơi khác. Trong quý đầu tiên sau khi tặng đi cổ phần, Hy vọng mới đã tiến hành chia cổ tức hàng quý cứ 1% cổ phần sở hữu sẽ nhận được gần 200 tỷ đồng tiền cổ tức. Giống như ở địa phương nơi chiếm tỷ lệ cổ phần lớn nhất, với 10% quyền cổ phần, tức là họ đã thu về 2.000 tỷ đồng, điều đó cũng tương đương với việc họ đã biến địa phương thành một nơi vô cùng hùng mạnh về kinh tế một cách hết sức dễ dàng. Hơn nữa, vì họ đã có được cổ phần của hy vọng mới, nên họ sẽ có nhiều khả năng hợp tác chiến lược sâu rộng hơn với hy vọng mới. Nhiều công nghệ không được bán ra bên ngoài, họ đều có thể cùng với hy vọng mới hợp tác phát triển. Thực ra số tiền nhận được cũng không phải là đặc biệt quan trọng, dù có thu được gần 10.000 tỷ một năm thì cũng chỉ bằng 10% của cả nước. Mặc dù không công ty nào có thể đạt đến quy mô như này, nhưng thứ họ thực sự coi trọng là công nghệ chứ không phải là tiền bạc. Đặc biệt, các công nghệ kỹ thuật cao khác nhau mà hy vọng mới đã làm chủ như động cơ phản trọng lực, đại bác phần tử, vũ khí laser, đều là những thứ mà họ rất muốn có được. Trên thế giới này chưa bao giờ tồn tại thứ gì gọi là hòa bình, chỉ là ai có vũ khí mạnh mẽ thì sẽ có thể tạo nên hòa bình. Dù bạn không đánh người khác thì cũng không ai dám đánh bạn, đây chính là sự giăn đe. Dưới sự chỉ đạo hóc khải, hy vọng mới đã cho phép họ hợp tác phát triển vũ khí. Tuy nhiên, dữ liệu kỹ thuật của vũ khí và quyền sáng chế cuối cùng vẫn thuộc về hy vọng mới. Nói một cách đơn giản, chúng ta có thể phát triển và sử dụng công nghệ cùng nhau nhưng bạn không thể cướp đoạt những thành tựu công nghệ của chúng tôi nhưng đây đã là một tiến bộ rất lớn trong quá trình phát triển cùng nhau những người khác có thể thu được rất nhiều thông tin kỹ thuật từ hy vọng mới chỉ cần đủ kín đáo thì sẽ không ai biết cho dù họ có bí mật lấy đi một ít thông tin suy cho cùng những thứ đã được lưu trong bộ não của con người thì không thể nào bị xóa hết được tất nhiên không hẳn là không thể xóa ký ức được đội công nghệ tái sinh đã tiến hành một nghiên cứu rất chuyên sâu về não người và với sự giúp đỡ của viện thiết kế vũ khí, họ đã cố gắng phát triển khả năng lấy đi trí nhớ của người khác. Hiện tại, máy xóa ký ức thế hệ đầu tiên ảnh hưởng đến thần kinh não bộ rất nhiều và có tác dụng phụ rất lớn nên tạm thời vẫn chưa được công bố. Nhưng nếu hy vọng mới thực sự muốn giữ bí mật, thì dù cho có gặp tác dụng phụ nào đi chăng nữa họ cũng sẽ sử dụng để ngăn chuyện bị đánh cắp thông tin. Chỉ có điều hy vọng mới đã không làm tới bước đó. Họ chỉ muốn sử dụng những tài liệu này để giữ cho mọi người chắc chắn trong tầm kiểm soát. Hơn nữa, những người khác có thể mượn công nghệ của Hy vọng mới và Hy vọng mới cũng đồng ý tiếp nhận một số công nghệ nhất định từ họ. Mặc dù Hy vọng mới đang dẫn đầu về nhiều công nghệ, nhưng vẫn còn một số công nghệ còn thiếu sót cần được bổ sung. Hơn nữa, đối với vấn đề tài nguyên, không có ai hạn chế Hy vọng mới nữa, Hy vọng mới muốn gì đều có thể mua được. Song phương đều nhận được những thứ mình muốn hợp tác vô cùng vui vẻ. Đồng thời, con số 1% cổ phần được chia 200 tỷ đồng của tức hàng quý đã khiến cả thế giới phải ghen tị. Đặc biệt ở những nơi có nguồn tài nguyên dồi dào nhưng kinh tế còn lạc hậu, người dân rất có nhu cầu hợp tác với hy vọng mới nên đã chủ động mở rộng cửa. Người ta đưa tới tận cửa nhiều tiền như vậy các người lại không muốn nhận, chỉ muốn hạn chế tài nguyên của người ta rồi thu lại được chút ít tiền phối hợp. Đúng là ngu xuẩn. Khi cổ tức hàng quý được tiến hành phân chia đến lần thứ ba, hy vọng mới cuối cùng đã thông báo rằng họ sẽ một lần nữa tặng ra thêm 30% cổ phần. Đây sẽ là lần phân phối cổ phần cuối cùng của hy vọng mới. Nếu bỏ qua thì sẽ không còn cơ hội. Lần phân phối cổ phần này tất nhiên thu hút vô số sự cạnh tranh của mọi người. Những người trước đây coi thường bây giờ cũng đã liều mạng lấy ra những thứ mình có trong tay, muốn đổi lấy cổ phần. chương 720, xây dựng thế lực mọi người đều biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng hy vọng mới tặng ra cổ phần. Hơn nữa xét theo tình hình hiện tại, hy vọng mới đã tặng miễn phí 60% cổ phần, trừ 10% cổ phần đã được mua hết trước đó thì giờ trong tay họ chỉ còn lại 30% cổ phần. Mặc dù 30% cổ phần này vẫn nắm 100% quyền quyết định công ty, nhưng điều khá khó hiểu là 70% lợi nhuận hàng năm của một công ty có quy mô lớn nhường đó đã được tặng đi hết. Như vậy, Việc hy vọng mới tiếp tục tặng cổ phần là điều khó có thể xảy ra. Nếu lợi nhuận riêng của công ty nhận được quá nhỏ thì họ sẽ không thể tiếp tục điều hành một công ty có quy mô như vậy. Tất nhiên, Hoắc Khải, người có quyền ra quyết định, có quyền ngăn chuyện này lại để dành tiền cho các dự án phát triển vì đây là chi phí vận hành cần thiết. Nhưng đối với câu hỏi kiếm được bao nhiêu tiền, thực ra anh đã không còn quan tâm nhiều nữa. Người giàu luôn nói rằng họ không còn quan tâm đến tiền bạc. Đối với họ thì tiền bạc chỉ là những con số. Câu nói này cũng không phải là một câu nói cường điệu. Khi việc kiếm tiền đã trở nên rất dễ dàng và có vô số tiền sẽ chảy vào túi của họ mỗi ngày, họ thực sự sẽ không còn coi trọng tiền bạc nữa. Cho dù có tiêu xài xa hoa đến đâu đi chăng nữa, thì một người cả đời có thể tiêu hết bao nhiêu tiền chứ? Cứ cho là tiêu 1 tỷ mỗi ngày thì mỗi năm cũng chỉ tiêu hết 300 tỷ mà một phần trăm cổ phần của hy vọng mới có thể kiếm được tận 800 tỷ lợi nhuận mỗi năm. 30% vốn cổ phần do Hoắc Khải và Ninh Thần nắm giữ tương đương với lợi nhuận 24.000 tỷ mỗi năm. Và con số này sẽ còn tăng lên khi quy mô của hy vọng mới tiếp tục được mở rộng. Số tài sản đó là một lý do quan trọng để Hoác Khải đưa ra quyết định này. Tiền nhiều như vậy cũng không tiêu hết được, nên dùng để mua lòng người thì tốt hơn lần thương nghị tặng cổ phần trước đó mất nửa năm mới hoàn thành nhưng lần này chỉ mất chưa đầy một tuần đã hoàn thành tất cả mọi người đều ồ ạt lao vào bao gồm cả ba khu vực lớn trước đây đã có được một lượng lớn cổ phần cũng muốn tham gia vào cuộc cạnh tranh bọn họ biết trong tay mình đã có nhiều cổ phần cho nên tình nguyện chia sẻ nhiều thêm một chút tài nguyên phải nói rằng ba khu vực này thực sự có lợi thế hơn những người khác khi tham gia cạnh tranh Nhóm đàm phán của Hy vọng mới đã sử dụng các ưu đãi chia sẻ thêm tài nguyên của ba khu vực lớn như một quân cờ để đàm phán với những người khác. Kết quả là không còn ai dám nói đến chuyện đòi tăng cổ phần nữa, hơn nữa họ còn hận không thể trực tiếp đồng ý ngay từ điều kiện đầu tiên của Hy vọng mới. Một tuần sau, tổng số 70% cổ phần chính thức được tất toán. 60% trong số đó nằm trong tay các khu vực lớn khác nhau trong khi 10% nằm giải rác trong khu vực tư nhân và được nắm giữ bởi các tổ chức đầu tư và một số người dân bình thường. Kết quả là sự hạn chế tài nguyên đối với hy vọng mới đã chính thức được dỡ bỏ. Nơi có diện tích càng nhỏ, kinh tế càng lạc hậu thì lại càng mong muốn hy vọng mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn, như vậy thì số cổ tức mà họ được chia sẽ tăng lên gấp 10 lần, gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Họ lấy ra tất cả những thứ mình có và đóng góp cho hy vọng mới một cách vô điều kiện, dù sao thì những thứ này không cho đi được cũng không biết để làm gì. Và vì hầu như tất cả các khu vực trên thế giới đều đã nhận được lợi ích từ hy vọng mới, nên bây giờ điểm thu mua của hy vọng mới trên toàn thế giới đã trở nên vô cùng nhiều. Điều này khiến hầu hết các vùng đều phải tìm cách nâng cao sức cạnh tranh, nếu không số tài nguyên mà họ có, muốn bán cũng không bán được. Mất chưa đầy một năm, từ sự khan hiếm tài nguyên ban đầu, hy vọng mới đã biến khó khăn thành cơ hội, Đến cuối cùng thì tài nguyên đều được dâng đến tận cửa. Mặc dù họ đã phải trả một cái giá bằng 60% cổ phần, nhưng lợi ích thu về được là rất lớn. Mọi công việc kinh doanh của Hy vọng mới hiện nay đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn tài nguyên có tài nguyên. Quy mô của Hy vọng mới lại một lần nữa mở rộng rầm rộ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ trong 6 tháng, quy mô tài sản đã tăng lên gấp mấy lần. Ở quy mô của họ Vốn dĩ đã rất khó để có thể tăng lên gấp đôi chứ đừng nói đến việc tăng gấp nhiều lần. Điều đó cũng có nghĩa là hiện nay trong quá trình mở rộng, chi phí đã tăng lên và lợi nhuận giảm xuống. Đợi đến khi lợi nhuận tăng lên, tổng lợi nhuận của Hy vọng mới sẽ lớn hơn một nửa tổng số của thế giới. Doanh nghiệp tư nhân có thể đạt tới quy mô này là chưa từng có trong lịch sử, đoán chừng những người đến sau cũng sẽ không thể vượt qua. Đây là một điều kỳ diệu trong quá trình phát triển của nhân loại ai cũng thấy được và công nhận khả năng của Hắc Khải. Nếu không có một lý tưởng rộng lớn có thể chứa đựng toàn bộ vũ trụ thì làm sao có thể làm được những chuyện như vậy? Khi cả thế giới chọn cách giữ mối quan hệ chặt chẽ với hy vọng mới, thì khu vực bản địa nơi có Hắc Ma Thần Hela đã bị phong tỏa chặt chẽ. Ngoại trừ 500 km bên trong Heo 2, các khu vực khác đều được bố trí đầy đủ các đội ngũ được vũ trang đến tận răng. Các đội này đều được trang bị vũ khí laser có thể tạo ra sát thương cực lớn. Từ đầu đến chân đều được bao bọc bởi một lớp lá chắn có thể ngăn chặn việc bị chiếm đoạt sức mạnh tinh thần. Qua nhiều năm nghiên cứu, đội kế hoạch tạo thần đã học được rất nhiều điều về năng lượng thể và biết cách đối phó với bọn chúng. Tuy nhiên, càng hiểu rõ, họ lại càng cảm nhận được sức mạnh của Hắc Ma Thần Hela kinh hoàng đến cỡ nào. Bởi vì năng lượng thể chỉ là một cá thể mạnh hơn người bình thường vài lần, không có ràng buộc về giới tính, tình cờ tồn tại độc lập trong thế giới này, vì vậy nó có thể phát huy năng lực của mình tốt hơn. Mà hắc ma thần Hela thì dường như không có giới hạn về năng lượng, nó có thể hấp thụ vô hạn mọi sức mạnh tinh thần để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Trong khoảng thời gian dài như vậy, cho dù mỗi tuần nó chỉ chiếm đoạt sức mạnh tinh thần của một người, thì nó cũng đã phát triển đến một trạng thái cực kỳ đáng sợ. Nhưng dường như nó không có bất kỳ kế hoạch nào để rời khỏi heo hai và tấn công xã hội loài người. Các tín hiệu vệ tinh hiện nay đã không còn có thể xuyên qua Heo 2, nơi một lớp bảo vệ khổng lồ đã được thiết lập. Không thể nhìn thấy gì ngoại trừ một màn sương mù dày đặc. Không ai biết Hắc Ma Thần Hela đang làm gì bên trong, chỉ những người ở gần ranh giới của Heo 2 thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy một con tàu con thoi bên trong. Điều này chứng tỏ những người bản địa bên trong vẫn chưa bị ăn thịt, đồng thời nó cũng cho thấy Hắc Ma Thần Hela đã dần chuyển hóa sang một dạng khác. Nói một cách chính xác, nó đã hình thành nên ý thức độc lập của riêng mình, biết rằng mục đích sống sót của nó không phải là sự giết chóc bất tận. Theo phân tích mô hình của đội kế hoạch tạo thần, Hắc Ma Thần Hela hiện tại ít nhất cũng phải sở hữu năng lực tu luyện như đã ở trong vùng đất phước lành hàng trăm năm. Và loại năng lực này đủ để khiến sức mạnh tinh thần của một người đạt đến mức có thể gây chấn động địa cầu. Chuyện dùng một quyền đập vỡ một ngọn núi trong truyền thuyết tưởng chừng như không thể, nhưng trên thực tế, với năng lực này mà có thể làm được điều đó cũng không còn là điều quá khó tin. Vì vậy, hắc ma thần Hela đã trở thành một thanh gươm sắc nhọn lơ lửng trên đầu con người. Không ai biết khi nào nó sẽ ra khỏi heo hai, nhưng tất cả đều biết rằng khi hắc ma thần Hela xuất hiện trong xã hội loài người thì nó sẽ là một thảm họa cho toàn nhân loại. May mắn thay, cho đến nay, không ai biết rằng hắc ma thần Hela là thứ đã tiến hóa từ thế hệ đầu tiên của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ nếu không, tòa nhà của hy vọng mới sợ là sẽ bị người ta phá nát. Vì vậy, nhân loại đã tập hợp tất cả nhân tài lại với nhau và thực hiện nhiều thí nghiệm trong phòng thí nghiệm cấp cao của hy vọng mới. Họ hy vọng sẽ xây dựng được một đội ngũ cực kỳ hùng mạnh để đối phó với những khủng hoảng trong tương lai trước khi thảm họa ập đến. Ba năm trước mắt đã trôi qua thật nhanh, sáng hôm nay, Hoác Khải đưa Ninh Thần và Cố Phi Dương đi dã ngoại trong một khu rừng nguyên sinh. Bữa ăn của họ làm từ thỏ rừng, nấm hoang dã, nấm cục và những thứ tương tự. Người máy vệ sĩ, vốn đã hoàn toàn được nhân bản hóa, được ban tặng trí thông minh nhân tạo và tư duy thần kinh của sáng thế kỷ, đã câu được vài con cá ngon lành từ dưới sông. Tất cả các loại gia vị tự nhiên nguyên chất được nghiền nhỏ, người máy dùng tia laser đốt lửa, giống như dùng đại bác để bắn mũi, dùng không đúng chỗ. Đường đường và nhạc văn văn giờ đã trưởng thành, đã trở thành những cô gái duyên dáng nhan sắc của hai người con gái nổi tiếng khắp thế giới chưa kể đến việc bố của họ là ông chủ lớn của hy vọng mới chỉ riêng lý lịch danh tính này thôi cũng đủ khiến vô số đấng mày dâu phải ngả mũ bái phục những người muốn theo đuổi họ có khi còn có thể xếp thành vòng tròn bao lấy toàn bộ hành tinh nhưng hai người con gái chưa bao giờ tỏ ra có ấn tượng tốt với bất kỳ chàng trai nào bởi vì trong trái tim họ chỉ có một người đàn ông tốt nhất trên đời đó chính là bố của họ lấy hoác khải làm hình mẫu để so sánh tất nhiên sẽ chẳng ai có thể vượt qua. Audio điện tử võ tấn bền. chương 721, xương đen tan hết. Mối quan hệ của hai người giống như ninh thần và cố phi dương vậy, càng ngày càng tốt lên. Vấn đề tiền bạc mà ban đầu ninh thần để tâm thì cố phi dương cũng đã thực hiện lời hứa của mình, lập một lời thề công khai trên giấy với nhạc văn văn rằng sẽ không bao giờ động vào tài sản của hy vọng mới. Dĩ nhiên công ty vũ đạo này của cố phi dương cũng đã phát triển cực kỳ tốt đẹp rồi cho dù không niêm yết thì vẫn có thể đạt một tỷ lợi nhuận mỗi năm. Hiện giờ công ty đang tiến quân thử sức tại thị trường nước ngoài. Cụ thể ra sao vẫn chưa rõ, nhưng điều có thể khẳng định là chỉ dựa vào thân phận liên quan đến hy vọng mới và người phụ nữ danh chính ngôn thuận của Hoác Khải thôi cũng đủ để thu hút nhiều người rồi. Cho nên nhạc văn văn cũng tính là con nhà giàu, không thiếu gì tiền. Khi tiền không còn là vấn đề thì cũng chẳng có quá nhiều chuyện xảy ra nữa mà con trai của hoác khải và ninh thần đã lên tiểu học cậu bé này rất mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ hai chị gái và bố đường đường và nhạc văn văn rảnh rỗi sẽ dạy cậu bé lấy hoác khải ra làm gương bắt cậu bé phải làm mọi thứ giống hệt bố khiến cậu bé vô cùng buồn bực bố đỉnh như thế thì em bằng thế nào được nhưng hai chị gái rất lợi hại cậu bé không đánh được mà dù có đánh được thì cũng không dám đánh vì hoác khải sẽ đánh nít cậu bé thật ra hoác khải cũng không đánh đập gì nhưng một ánh mắt của anh cũng đủ làm con trai run sợ rồi đây là khí thế của người thượng vị cả thế giới chẳng có mấy ai chịu đựng được giờ đây thỉnh thoảng hoác khải cũng đưa cả nhà đến vùng đất phước lành để tu luyện thậm chí còn lắp đặt cả thiết bị ép năng lượng trong nhà cho dù không tốt như của vùng đất phước lành nhưng ít ra vẫn hơn các nơi khác mấy chục lần cho nên chỉ trong vòng mấy năm mà cả nhà đều có tiến bộ không nhỏ Nhạc Văn Văn là kém nhất nhưng cũng đã dùng được sức mạnh tinh thần để khống chế cho cốc bay khắp nơi. Hoắc Khải có thiên phú tốt nhất, rồi đến con trai. Hai bố con tuy cách biệt tuổi tác nhưng thiên phú thì tương đương. Theo kết quả kiểm tra của đội ngũ kế hoạch tạo thần, hai bọn họ có thể coi là có thiên phú đỉnh nhất trong nhóm người tham gia kiểm tra. Con trai thì ở đó khổ luyện, hai đứa con gái lại đi khắp nơi hái hoa bắt bướm, còn Ninh Thần và Cố Phi Dương thì nói những chuyện thời sự đây là một gia đình hòa hợp, nhìn cảnh này, Hoác Khải cũng cảm thấy yên lòng. Nếu như không có những chuyện phiền não khác thì có lẽ đây là nơi khiến anh thích nhất. Lý Phong, ban nãy Phi Dương nói với em rằng tiến triển của công ty bọn họ khá tốt, em đang nghĩ xem có nên kết hợp với công ty mình để quảng cáo hay không, Ninh Thần nói. Chuyện nhỏ này các em cứ tự chốt đi, Hoác Khải lười biếng nằm trên mặt đất, người máy làm việc nhà đang giúp anh mát xa vai. Bố ơi, khi nào thì con được học máy bay ạ?" À? Đường Đường chạy tới hỏi. Máy bay siêu tốc độ do Hy vọng mới thiết kế đã được chính thức lên sàn, tốc độ cao nhất đạt được sẽ gấp 130 lần tốc độ âm thanh. Đồng thời, động cơ phản trọng lực V2 cũng đã được thiết kế xong và đang trong quá trình chế tạo. Chỉ cần có kết quả của máy bay V1 thì sẽ tiến hành thay đổi thiết kế cho máy bay V2. Theo lý luận thiết kế, tốc độ cao nhất của động cơ phản trọng lực V2 có thể nhanh gấp 200 lần tốc độ âm thanh thậm chí là hơn. Hơn nữa, bên trong máy bay cũng sẽ có thiết bị chống lại lực ly tâm, đảm bảo phi hành ra không bị ngăn trở. Máy V1 chạy theo phương thức phần trí tuệ nhân tạo nên vẫn khiến người ta không yên tâm cho lắm. Nếu không dùng đến trí tuệ nhân tạo, nhớ phần mềm điện tử có vấn đề thì sẽ rất rắc rối. Quan trọng nhất là thiết bị ly tâm là bắt buộc, nếu không thì ngồi trong đó sẽ rất khó chịu. Hiện giờ máy bay siêu tốc độ chủ yếu do tiểu đội S sử dụng, những người khác muốn cũng không được, vì tốt chất cơ thể không đạt yêu cầu. Mặc dù tiểu đội S đã trải qua cải tạo sinh vật V3 nhưng vẫn phải huấn luyện nghiêm khắc thì mới miễn cưỡng thích ứng được. Đường Đường luôn luôn yêu thích loại máy bay siêu tốc độ này, nên cực kỳ muốn thử. Cô bé rất gan dạ, muốn thử đủ thứ thử thách mới lạ chứ không giống Nhạc Văn Văn chỉ đứng hâm mộ từ xa. Tính cách của hai người khác biệt hoàn toàn. Nhưng lâu dần, tính cách của Nhạc Văn Văn cũng đã có điều thay đổi. Ít nhất khi đường đường nói muốn làm phi hành viên thì cô bé đã dám đứng bên cạnh, nhìn Hoác Khải với ánh mắt mong chờ. Tạm thời thì chưa đâu, máy bay V1 vẫn chưa được lắp đặt thiết bị ly tâm, con không chịu được tốc độ cao như thế đâu. Khi nào lắp đặt xong, máy bay V2 lên sàn thì con có thể thử, Hoác Khải đáp. Nguy hiểm bỏ xử chứ có gì hay mà thử, con gái con đứa, suốt ngày động vào mấy cái đó làm gì, ninh thần bất mãn nói. Mẹ, con đâu phải trẻ con nữa con lớn rồi mà, đường đường rầu môi. Lớn rồi thì làm sao, con có đến 7,80 tuổi thì cũng vẫn là trẻ con trong mắt mẹ, ninh thần đáp. Mẹ với dì cố mới là trẻ con ý, chẳng biết ai tối nào cũng đòi bố ôm cơ. Lớn như thế rồi, đường đường hừ mũi. Ninh thần và cố phi dương đỏ bừng mặt, cố phi dương lại tỏ vẻ muốn đánh, cái con bé này, đang yên đang lành lại lôi gì vào làm gì. Đường đường cười hi hí chạy đi, nhưng vẫn nói với hoắc khải, bố, khi nào có thì bố nhớ để con thử đầu tiên đấy. Tại anh chiều con quá đấy, xem con bé kia, sau này chẳng biết ai sẽ lấy nó mất, ninh thần oán trách hoắc khải. Sao phải cần người quản con bé chứ? Anh thấy vậy rất tốt mà, hoắc khải đáp. Hết cách với anh, ninh thần hừ rồi mặc kệ hoắc khải. hoắc khải mỉm cười, đây đều là những gia vị trong cuộc sống. Lúc này, máy giúp việc đột nhiên nhắc nhở có điện thoại từ tiểu đội S. Nhận, hoắc khải đáp người máy dùng hai mắt chiếu ra một màn chiếu chỉ thấy bên trong có một người đàn ông cao lớn mặc áo giáp nghiêm túc nói ông chủ xương đen của heo hai đã tan rồi ạ à, chúng ta nên làm gì đây bên cạnh người đàn ông lại hiện ra màn chiếu thứ hai là cảnh được truyền về từ vệ tinh chỉ thấy làn xương đen bao phủ heo hai quanh năm nay đã tiêu tan sạch sẽ vệ tinh quay lại toàn bộ cảnh tượng với độ sắc nét rất cao trong khu rừng rậm rạp đó có nơi thì hỗn loạn vô cùng Phần lớn cây cối đều bị cắt đứt hết, giống như bị sét đánh vậy. Sấm xét tầm thấp rõ ràng là bất thường, đi ngược lại với quy luật của vật lý. Tiểu đội S thành lập là để đối phó với những chuyện thế này, nhưng liên quan đến Hắc Ma thần Hela thì đều phải cẩn trọng hết. Bọn họ không dám làm gì bất cẩn, chỉ dám xin chỉ thị của Hoắc Khải. Hoắc Khải nói không chút do dự, dùng người máy để thăm dò, mọi người tạm thời giữ yên tư thế, chờ tôi qua đó. Rõ, đội trưởng tiểu đội S đáp lời. Sau đó, anh đứng dậy và nói với ninh thần cùng cố phi dương, hai người ở đây chơi, anh đi xử lý chút việc. Nguy hiểm lắm, em đi với anh, ninh thần nói. Thôi, anh sẽ không đến gần đâu, mà em đi thì cũng không giúp được gì, hoắc khải nói thẳng, nhưng rất có lý. Ninh thần không phải thành viên chiến đấu, đi cũng vô dụng, mà còn dễ liên lụy đến kết quả cuối cùng, Hoắc Khải không dài dòng nữa mà đi đến bãi đất trống nơi đặt một máy bay cỡ nhỏ. Đây cũng là sản phẩm mới ra của hy vọng mới, đều dùng động cơ phản trọng lực giống máy bay siêu tốc độ, nhưng chậm hơn nhiều, ít nhất thì có thể điều khiển được thoải mái. Nhưng dù thế thì tốc độ thấp nhất của nó là gấp 10 lần tốc độ âm thanh và nhanh nhất là 40 lần. Nhưng đó là tốc độ ở trạng thái cực đoan, không thể sử dụng nhiều, nếu không thì máy bay này sẽ khó có thể bảo vệ được mạng sống của người lái anh sử dụng máy bay cỡ nhỏ để bay đến heo hai khi đến nơi lần kiểm tra heo hai đầu tiên đã xong ông chủ đội trưởng tiểu đội s lên đón mở màn chiếu ra vừa đi vừa nói người máy vào được khoảng 50 km thì bị phục kích là một đám quái vật dù đã cố gắng đột phá sâu hơn nữa nhưng cũng không được vì gặp rất nhiều quái vật càng vào sâu càng mạnh bọn chúng thậm chí còn xé được cả áo giáp hợp kim chương 722 mở ra Dựa theo những bức ảnh cuối cùng mà người máy ghi lại thì đó là một con quái vật đang nhe nanh múa vuốt. Bọn chúng giống sói, cũng giống gấu, có con giống hổ, có con giống cả mãng xà. Nhưng chắc chắn là nó vô cùng mạnh mẽ và đột biến. Một con mãng xà trong đó đột nhiên có cánh, nhả ra dịch độc đến kim loại còn không che chắn được. Còn một con gấu cao gần 5 mét, đầu toàn gai nhọn, quạt một phát là người máy cũng bị nghiền nát. Đám quái vật này được các nhà sinh vật học phân tích ngay tại chỗ thì biết rằng đó là loại biến dị. Vì gen cơ bản của chúng vẫn còn đó nên không thay đổi nhiều về vẻ ngoài. Còn tại sao lại biến dị thì không nghĩ cũng biết. Ngoài chúng ra thì còn tin tức nào khác không, hoắc khải hỏi. Đội trưởng tiểu đội S nghĩ một lúc rồi đáp, ngoài ra, vị trí trung tâm của heo 2 có mật độ năng lượng không ngừng tăng cao và đã đạt đến gần 3.000 bét rồi. Điều bất thường là mật độ rừng xung quanh không hề bị phá hoại, Hiện giờ vẫn đang điều tra nguyên nhân. PESO là một đơn vị đo lường mới để đo mật độ năng lượng do Viện Nghiên cứu chế tạo ra. Một quả lựu đạn bình thường có thể sản sinh ra khoảng 10 PESO. Mà một viên hỏa tiến thì có 50 PESO, bắn ra một phát đạn tự vận hành thì khoảng 200 PESO. Muốn đạt 1.000 PESO thì ít nhất cũng phải là đạn tự vận hành cấp chiến lược. 3.000 PESO đã tương đương với vũ khí hạt nhân rồi. Theo lẽ thường thì các vật xung quanh năng lượng này sẽ bị phá hoại hết, không một sinh vật nào có thể tồn tại. Nhưng camera vệ tinh lại không thấy được cảnh tượng này. Chứng tỏ năng lượng kia tuy mật độ dày nhưng lại bị hạn chế bởi một vị trí cố định, sẽ không chạm đến vật khác được. Nhưng dù gì thì việc rừng rậm xuất hiện một thứ có mật độ cao như thế cũng cần được làm rõ. Nếu không một khi phát sinh cháy nổ thì các sinh vật trong bán kính 3 km sẽ chết hết. Nhưng đến cả người máy đột kích còn không vào được khu trung tâm thì người khác sao có thể? Cách tốt nhất hiện giờ là lợi dụng máy bay siêu tốc độ để tấn công tầm thấp, cố mở một con đường đi vào. Đám quái vật đó tuy có sức mạnh và ngoại hình đáng sợ nhưng lực phòng ngự của chúng vẫn nằm trong giới hạn công kích của vũ khí. Vũ khí laser siêu sát thương vẫn có thể làm chúng bị đau được. Mà máy bay siêu tốc độ đạt tốc độ gấp 100 lần thì cũng không một con nào đuổi theo được. Nhưng Hoắc Khải vẫn có dự cảm không lành, anh nghĩ một hồi rồi nói, tạm thời đừng cho người lên máy bay mà dùng trí tuệ nhân tạo điều khiển đi. Mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm thông tin nội bộ của heo 2 chứ không phải thương vong. Thành viên tiểu đội S đồng tình với sự thận trọng của Hoắc Khải. Mặc dù bọn họ đã trải qua 3 lần cải tiến sinh học thế nhưng bóng ma về việc đoàn diệt của tiểu đội S V1 vẫn đang lơ lửng trước mặt họ phải biết rằng tiểu đội SV1 đã có rất nhiều người tham gia cải tiến sinh học V2, dù kém V3 rất nhiều nhưng cũng không đến nỗi một trời một vực. Mà khi đó Hắc Ma Thần Hela còn chưa đạt đến trạng thái đỉnh cao đã có thể tiêu diệt toàn bộ đội ngũ đó. Vậy bây giờ nó tiêu diệt toàn bộ tiểu đội SV2 cũng là điều dễ dàng. Biết người biết ta là cái tốt, nên thành viên tiểu đội S đều yên lặng chờ đợi kết quả. Dĩ nhiên, nếu Hắc Khải muốn bọn họ xông vào thì bọn họ cũng sẽ không từ chối dù gì bối cảnh thành lập của họ cũng là để đối phó với sự uy hiếp của hắc ma thần Hela. Sau đó, một máy bay siêu tốc dài hơn 20 mét từ không trung vụt đi. Khi tiến vào heo hai, pháo laser ở bên trong cũng được khởi động, tạo thành hai cái hố sâu trong rừng. Rất nhiều quái vật đều kêu gào về phía không trung nhưng lại không làm gì được. Tốc độ gấp 100 lần tốc độ âm thanh này là thứ bọn chúng không thể đối phó nổi. Nhưng chỉ một giây sau, một làn khói đen bay ra từ trong rừng và đuổi theo máy bay. Tốc độ của khói đen rất nhanh, đến mức máy bay suýt thì không tránh kịp. Cũng may bên trong là trí tuệ nhân tạo nên phản ứng nhanh hơn con người và chịu đựng được độ lật bất ngờ. Sau khi thoát khỏi công kích đó một cách suýt soát, máy bay siêu tốc độ đã rời khỏi phạm vi của Hell 2. Mà bên trong camera vệ tinh đã hiển thị vị trí trung tâm Hell 2 chỉ thấy bên trong rừng sâu là hắc ma thần Hela quyến rũ đang đứng trên một bức tường năng lượng mật độ của bức tường này đã vượt quá ba m và còn đang dần dần mở rộng ra giống như một cánh cửa lớn vậy mặc dù không biết đằng sau cánh cửa có cái gì nhưng có thể nhìn thấy có bóng dáng đang di động qua những kẽ khói đen rõ ràng là có sinh vật phía sau bức tường cùng lúc đó kỹ thuật viên phụ trách giám sát năng lượng kêu lên thất thanh mật độ lại tăng cao rồi đang lên đến bốn m không, đã qua 4.000 rồi, vẫn còn đang tăng. Cùng với tiếng kêu đó, trung tâm heo hai bắt đầu tỏa ra những ánh sáng màu đen. Đúng vậy, rõ ràng là sánh sáng màu đen nhưng lại rất rõ ràng. Cảnh tượng khó hiểu này khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Một giây sau, đất trời rung chuyển, mật độ trong máy lại tăng cao không ngừng, nháy mắt đã đạt 8.000. 8.000 peso đã là một mật độ khổng lồ rồi, nhưng con số này vẫn đang tăng lên có lẽ nó sắp vượt qua 10.000 rồi. Không ai dám tưởng tượng 10.000 xô năng lượng mà bùng nổ thì sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ biết với vị trí hiện giờ của họ, nếu có nổ thì e là không ai còn sống sót được. Gió thổi điên cuồng, mặt đất rung chuyển, bắt đầu nứt ra. Mây đen dày đặc, sấm sét chớp nhoáng. Đội trưởng tiểu đội hét lên với Hoắc Khải, "Ông chủ, anh mau chạy đi." Mắt thấy tình hình quá sức nguy hiểm, bọn họ không dám để Hoắc Khải ở lại nếu không bọn họ không gánh nổi trách nhiệm nếu xảy ra sự cố. Nhưng Hoác Khải lại lắc đầu, tỏ ý không đi. Không phải anh không muốn đi, mà là không đi được. Mặc dù mới chỉ đạt 10.000 petso năng lượng và chưa phát nổ, nhưng uy lực của nó đã tạo ra trường điện tử ở khắp nơi. Đến cả máy đo đạc cũng đã bị nổ. Máy bay siêu tốc lắc lư trên không trung, suýt nữa thì rơi xuống. Cũng may trí tuệ nhân tạo kịp thời khống chế cho máy bay bay ra một đoạn thì mới thoát nạn được. Khi tất cả các loại máy móc đã bị hỏng, Hoắc Khải muốn đi thì chỉ có thể dựa vào hai chân thôi. Nhưng thế cũng vô dụng, vì nếu xảy ra nguy hiểm thì hai chân anh chạy thoát thế nào được. Lập tức đưa những đội viên không chiến đấu rời đi, những người khác lập trận hình chiến đấu, Hoắc Khải hét với một viên chỉ huy. Đội ngũ phụ trách phong tỏa heo 2 đều là liên hợp thể của các khu vực, bọn họ đã thống nhất chọn ra một viên chỉ huy. Viên chỉ huy dày dặn kinh nghiệm này đã dự đoán đến trường hợp máy móc bị hỏng. Hoác khải vừa nói anh ta đã rút ra một súng bắn tín hiệu màu đỏ đạn màu đỏ bay lên tức là tín hiệu của chiến đấu khi nhận được tín hiệu tất cả các đội ngũ phong tỏa đều bắt đầu tiến về hướng này bọn họ ở đó không xa chỉ hai phút sau là hoác khải đã thấy một lượng lớn đội viên xuất hiện hiện giờ ngoài hoác khải ra thì hầu hết các thành viên phi chiến đấu đều đã rời đi khi các đội ngũ này tập hợp năng lượng trung tâm của heo hai cũng đạt đến đỉnh chỉ thấy một ánh sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, sau đó mặt đất rung chuyển càng thêm tợn. Một loạt âm thanh inh tai nhức óc vang lên. Tất cả đều há hốc mồm nhìn thấy một người khổng lồ cao mấy chục mét đi ra từ làn khói đen. Người khổng lồ này hệt như ma quỷ trong truyện, có hai sừng, xung quanh là lửa đen, một cái đuôi rắn sắc nhọn, trong mắt thì tóe ra ánh sáng màu đỏ. Trước ngực còn có một phù hiệu lạ lùng, nhìn vô cùng kỳ dị. Chương 723: Tấn công đó là cái gì vậy có người kinh ngạc nói không một ai biết đó là gì đến cả hóc khải cũng vậy anh chỉ biết đó chắc chắn không phải thứ tốt lành gì hơn nữa không chỉ có người khổng lồ này xuất hiện mà phía sau nó còn có một con quái vật có hai sừng cao bốn năm mét từ trong ánh sáng đen chui ra đám quái vật này cao như nhau nhưng một số con có cánh có con thì chỉ nhìn thấy trong bóng tối ra ngoài sẽ trở nên tàng hình còn có một số con có thể tan biến trong làn khói đen rồi lại xuất hiện ở một nơi khác. ác quỷ khổng lồ sổ ra một tràng ngôn ngữ kỳ quái, vuốt của nó hướng về phía hắc ma thần Hela, nhưng chưa đến gần một mét thì đã dừng lại. không phải là không muốn tiếp tục mà là không thể. trước mặt hắc ma thần Hela có một bức tường năng lượng bán tàng hình, ngăn chặn công kích của nó. hắc ma thần Hela ở phía sau bức tường cũng tuôn ra một tràng ngôn ngữ quái dị. sau đó Ác quỷ khổng lồ nhìn về phía nhóm Hoắc Khải, ánh lửa đen trên người nó lại tăng lên một bậc, vô số quái vật bên cạnh cũng phát ra âm thanh chấn động, bay về phía họ. Cảnh tượng đó đã được camera vệ tinh truyền đến, sắc mặt Hoắc Khải biến đổi, lập tức hét lên, chuẩn bị chiến đấu. Vừa nói xong thì đã thấy con quái vật đầu tiên xuất hiện. Không cần viên chỉ huy ra lệnh, đã có người nổ súng. Vũ khí laser uy lực lớn trong nháy mắt xuyên qua thân thể con quái vật đó. Từ miệng vết thương, huyết dịch màu xanh lục ồ ạt chảy ra, rơi xuống mặt đất. Các loại hoa cỏ xung quanh liền bị ăn mòn sạch sẽ, khiến người ta sợ hãi. Cũng may có nhiều đội viên cùng nhau xả súng nên con quái vật này không có nổi cơ hội ra khỏi rừng mà bị tấn công bằng laser liên tục. Nhưng lại có thêm càng nhiều quái vật bay từ trong rừng ra, cảnh tượng đó khiến người ta lạnh lẽo không thôi. Xả súng, bắn chết chúng đi, viên chỉ huy ra lệnh. Tất cả cùng xả súng, ngăn chặn đám quái vật xông ra. Các loại pháo laser ở phía sau cũng được khởi động. Một phát pháo bắn qua khiến tất cả mọi thứ xung quanh ám đầy khí. Uy lực bậc này không phải quái vật nào cũng ngăn được. Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy, trong đám quái vật, có con còn tàng hình được, có con lại có thể di động trong nháy mắt. Lần đầu đối mặt với đám quái vật này khiến mọi người đều bối rối. Khi con quái vật tàng hình đầu tiên chém giết nhóm người thì tất cả đều sửng sốt, quên cả công kích mà hậu quả chính là bọn họ bị tiêu diệt. Càng ngày càng nhiều quái vật tàng hình và quái vật thuấn di xông vào nhóm người. Có người sợ đánh cho đồng đội bị thương nên không dám bắn. Có người thì hoảng quá bắn nhầm, khiến cho không ít người chưa bị quái vật giết chết thì đã bị đồng đội bắn trọng thương. Các đội viên đó khiến trận tuyến trở nên hỗn loạn, viên chỉ huy kêu gào thế nào cũng vô dụng. Ông chủ, anh phải rời khỏi đây ngay, đội trưởng tiểu đội S hét lên. Hoác Khải cũng biết thế, tình thế hiện tại cực kỳ nguy hiểm nếu cứ ở lại thì không phải là một lựa chọn thông minh hoác khải nhanh chóng rời khỏi lề rừng dưới sự bảo vệ của các thành viên tiểu đội s mà những người khác thì ở lại để chống quái vật hoác khải chạy ra cách đó mấy trăm mét thì nhìn thấy con quái vật khổng lồ kia cũng đi ra từ trong rừng nó sờ vào ngực mình phù hiệu kỳ dị không ngừng sáng lên sau đó vuốt của nó rút ra một cây côn sát từ trong ngực cây côn đó có vô số gai nhọn mỗi một gai chĩa ra đều đâm thủng được cả xe chiến đấu ai chạm phải sẽ bị tan biến ngay lập tức còn vũ khí laser thì có thể tạo thành thương tổn cho con ác ma đó nhưng lại chẳng có ích mấy dù là pháo laser cũng chỉ tạo được một lỗ thủng trên người nó mà thôi nhưng vết thương đó được chữa lành rất nhanh đây là một con quái vật không bao giờ chết khiến người ta không biết chống lại bằng cách nào đã có thành viên nhanh chóng tụt lùi bỏ chạy dù chỉ là một bộ phận nhỏ thì cũng khiến sĩ khí giảm đi rất nhiều. Các thành viên tiểu đội S trải qua lần cải tiến sinh học lần thứ ba thì chính là sức mạnh chủ yếu của đội ngũ. Tất cả những con quái vật đột phá vào vòng vây đều do họ xử lý. Các vũ khí laser tùy thân giúp họ giáp lá cả với mấy con quái vật đó, mà lần cải tiến sinh học thứ ba đã chạm đến hệ thần kinh phản xạ, khiến phản ứng của họ mạnh gấp mấy chục lần bình thường. Quan trọng nhất là tất cả các vị trí yếu hại của họ đều có áo giáp hợp kim mạnh nhất. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn lại được công kích của quái vật nhưng có thể giúp họ không chết nếu như rơi vào tay của quái vật. Nhưng tiểu đội S không thể quan sát được toàn cục được, quái vật vẫn rất nhiều, con người thì không có kinh nghiệm. Mắt thấy quái vật tiến vào ngày càng sâu, viên chỉ huy đành phải hạ lệnh rút lui. Rút lui còn hơn là ở lại chịu chết, vì sĩ khí đã giảm xuống cực thấp rồi cho nên quá trình rút lui chỉ có mấy trăm người chết thảm mà thôi. Số còn lại thì có gần một ngàn người bị thương, nặng nhẹ khác nhau. Nhưng đám quái vật đó vẫn không ngừng đuổi theo, bọn chúng xông ra đến tận mấy chục cây số. Cũng may lúc này máy bay cỡ lớn đã tới kịp, dáng những viên đạn pháo uy lực xuống để nổ banh sát dám quái vật đó. Kể cả là con ác ma khổng lồ kia gặp phải đạn dẫn như thế cũng phải kiêng kỵ. Mặc dù không tạo ra nhiều vết thương nhưng đám ác quỷ đàn em vẫn bị tổn thất nặng nề. Cuối cùng, dưới sự kết hợp của xe chiến đấu và xe chiến đấu trên cao thì đám ác ma mới chịu lùi sâu về heo 2. Nhưng có thể nhìn thấy từ hình ảnh mà chiến cơ truyền đến, hắc ma thần Hela đã ra khỏi địa giới của heo 2 lần đầu tiên. Nó đã xuất hiện tại địa bàn của nhân loại, đây là một thử thách không hay. Hoắc Khải quay đầu nhìn về phía heo 2, sắc mặt trầm trọng. Rất nhiều giờ sau, Hoắc Khải được máy bay đón đi, mà tin tức heo hai xuất hiện ác quỷ cũng đã bị phong tỏa, không một ai được phép vì tiện thông báo những tin tức đó. Nhưng không có nghĩa là mọi chuyện sẽ kết thúc. Trên chiến cơ, Hoắc Khải đã mở một cuộc họp khẩn cấp. Một vài học giả phân tích qua hình ảnh hiện trường và cho rằng ánh sáng màu đen mà Hắc Ma Thần Hela tạo ra là một loại giống như cổng không gian. Thật ra trong thế giới ảo đã có người thử nghiệm kiểu tương tự, muốn mở ra cánh cửa không gian. Nhưng kết quả cho thấy phải cần một lượng năng lượng mạnh mẽ mới công kích được. Mà phạm vi công kích của nó chắc chắn sẽ bị giới hạn. Không thể nói là 10.000 peso sẽ công kích được trong phạm vi 100 km. Nếu vậy thì năng lượng sẽ phân tái quá mức và không đủ để xé rách không zina. Mà các thiết bị của con người hiện tại đều không thể hoàn thành được việc đó. Chỉ nguyên việc buộc năng lượng lại một chỗ thôi cũng đã không đơn giản rồi. Chuyện ngôn tình, khống chế phản ứng nhiệt hạch chỉ là bước đầu cũng là một bước để tiếp cận mục tiêu. Xem ra hắc ma thần Hela đã đi nhanh hơn nhân loại rồi. Nó đã có sức mạnh to lớn và tự khống chế được những năng lượng đó rồi, cho nên nó có được ưu thế hơn. Lần này mở ra cánh cổng thời không và đem ác quỷ từ trong đó ra có lẽ là bước đầu nó phản kích nhân loại. Mở được lần một thì sẽ có lần hai, lần ba và vô số lần khác nữa. Còn đám ác quỷ kia, loại nhỏ sẽ bị tiêu diệt dưới vũ khí laser, nhưng loại to thì lại quá đáng sợ. Dựa theo tài liệu hiện tại để phân tích thì có lẽ cần một lần công kích đủ lớn và tiêu diệt trong nháy mắt thì mới ngăn ngừa bọn chúng tiếp tục sinh ra. Mà cường độ của năng lượng phải từ 3.000 peso trở lên. Nếu muốn ổn thỏa sẽ phải tốn ít nhất 5.000 peso. 5.000 peso đã mạnh hơn vũ khí hạt nhân bình thường rồi. Sau khi phân tích sơ bộ với các học giả, Hoắc Khải ngồi lên máy bay tại sân bay chuyên dụng. Bên trong phòng họp của sân bay đã có rất nhiều người, phần lớn đều là học giả và một số người phụ trách các đội ngũ. Ba khu vực mạnh nhất thế giới cũng đã phái các cao thủ đến tham gia họp. Hoắc Khải đi vào phòng thì tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào anh, chờ anh lên tiếng. Chương 724, hội nhập. Hoắc Khải không làm chậm trễ thời gian nữa, anh đi tới trước ghế ngồi của mình nhưng vẫn đứng đó, nghiêm nghị nói, tôi có thể nói một cách rõ ràng cho các vị biết loài người đã tới thời khắc quan trọng sinh tử tồn vong. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đương nhiên, cũng có nhiều người cảm thấy anh đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Tuy rằng cảnh tượng tại hiện trường có chút kinh hãi, nhưng lãnh thổ của loài người vô cùng rộng lớn cùng với vũ khí tối tân, sao có thể bị một đám ma quỷ hủy diệt. Hoác Khải biết họ không tin, tuy rằng lời nói của anh cũng mang chút ý vị dọa dẫm, nhưng anh vẫn kiên quyết giữ vững lập trường mà nói, có lẽ quý vị cho rằng, Vũ khí và nhân lực của chúng ta đều chiếm ưu thế. Nhưng đừng quên, lần này chỉ là nhóm kẻ địch thứ nhất. Sau này sẽ xuất hiện bao nhiêu nữa thì không ai biết được. Bây giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là khoanh tay chờ chết, đợi kẻ địch đánh tới cửa, hai là chủ động tiến đánh, lợi dụng vũ khí tối tân nhất, trực tiếp hủy diệt heo hai, để nơi nguy hiểm này cùng mọi thứ ở trên đó đều biến mất khỏi hành tinh. Thực ra, trước đây con người đã có thể làm được điều này chỉ cần ném một loạt vũ khí hạt nhân đến thì ngay cả hắc ma thần Hela cũng không có cách nào tồn tại. Nhưng vấn đề là, hắc ma thần Hela dường như đã sớm dự liệu được điều này, cho nên nó không giết hết những người dân bản địa kia mà cho họ đi lang thang khắp nơi, để chứng tỏ trong khu rừng rậm vẫn còn rất nhiều người đang sống. Kết quả của việc làm này là những tổ chức thích nói về chủ nghĩa nhân đạo đã đứng lên, kiên quyết phản đối việc cho heo hai bốc hơi trên thế giới. Họ cho rằng, còn rất nhiều đồng bào nhân loại ở đó, tiêu diệt heo hai cũng chính là giết chết đồng loại của mình. Đó là điều không được phép xảy ra. Xã hội hiện tại, ngay cả giết một con chó, một con mèo đều sẽ bị rất nhiều người lên án, huống hồ là giết nhiều người như thế. Mà ở các khu vực khác thì cho rằng giữ lại heo hai cũng có ích với nhân loại. Bằng cách phân tích một sinh vật đặc biệt, nói không chừng có thể tìm ra cách để đột phá cơ thể con người. Sức mạnh tinh thần và vùng đất phước lành do hy vọng mới nghiên cứu ra vẫn bị giới hạn rất lớn không phải là tính phát triển không tốt mà là những kỹ thuật này đều nằm trong tay hy vọng mới. Những người khác đương nhiên sẽ không hài lòng, họ hy vọng con đường tiến hóa có thể nằm trong tầm kiểm soát của mình, mà không phải là chuyện gì cũng phải nghe theo hy vọng mới. Trong hoàn cảnh phức tạp như thế, không có bất cứ bên nào sẵn sàng chủ động ra mặt tiêu diệt heo hai. Đến giờ Hoác Khải lại lần nữa đưa ra đề nghị này, mọi người đều lặng im không nói. Một số người không muốn hùa theo, còn một số người thì không có quyền quyết định. Đúng lúc này, bỗng có người xông vào phòng họp, kinh ngạc nói với Hoác Khải, không hay rồi, heo hai biến mất rồi. Cái gì, Hoác Khải cho người phát hình ảnh hiện trường, chỉ thấy khu vực heo 2 đã thành một cái hố sâu cực lớn và sâu. Cho dù là vệ tinh, không thể nhìn rõ tình hình bên trong cái hố sâu đó. Theo phản hồi của máy thăm dò laser, độ sâu của chiếc hố này ít nhất cũng đạt tới mấy ngàn mét trở lên nhưng dưới mấy ngàn mét lại không phát hiện tung tích của heo hai, cũng có thể nói, hắc ma thần Hela đã đem heo hai chìm xuống đất, sau đó di chuyển đến chỗ khác. Trong lòng Hoắc khải càng nặng nề, dựa vào uy lực vũ khí trước mắt của loài người, thì muốn tấn công và giết chết mục tiêu ẩn giấu dưới đất mấy cây em thì có độ khó cực lớn. Ngay cả khi có thể làm được thì những vũ khí sử dụng cũng có thể để lại nguy hại to lớn đối với trái đất. Điều quan trọng nhất là, anh đã để mất đi mục tiêu thì cho dù toàn nhân loại đồng ý cho anh sử dụng vũ khí như vậy thì cũng ném đi đâu được. Mà ở cảnh tượng cuối cùng, dưới hố sâu đó lại một lần nữa chiếu ra luồng sáng màu đen, sau đó, có thể nhìn thấy một cái móng vuốt khổng lồ thò ra từ dưới hố, vồ lấy chiếc máy bay chiến đấu đang bay trong không trung và bóp nát nó. Sau đó, cái chân đó nhanh chóng biến mất. Mà cái chân đó hoàn toàn không giống với cái chân của con quỷ khổng lồ từng thấy rõ ràng là hắc ma thần hê la lại mở cánh cửa không gian triệu hồi sinh vật đáng sợ tiếp theo hình ảnh tới đây thì dừng lại chiếc hố đen xì vẫn chiếm toàn bộ trên màn hình hoắc khải nhìn mọi người nói tôi không quan tâm quý vị nghĩ thế nào cũng không quan tâm quyền hạn của các vị lớn bao nhiêu bây giờ tôi chỉ hy vọng các vị cần làm một việc đó chính là tìm người có quyền quyết định nói cho anh ta biết những chuyện xảy ra ở đây và thúc giục anh ta đưa ra quyết định Nhân loại bắt buộc phải liên hiệp vô điều kiện, cùng nhau chống lại kẻ địch này. Nếu không thì cứ ngồi chờ đợi sự diệt vong ập tới. Nhớ kỹ, tôi nói là liên hiệp vô điều kiện, không phải là một nhóm người tâm tư khác biệt giả vờ ngồi lại cùng nhau để họp bàn, sau đó không đồng ý chuyện này, không đồng ý chuyện khác. Sau 6 giờ, tôi sẽ công bố tin tức này cho toàn thể nhân loại, nếu quý vị không đồng ý kế hoạch hội nhập vậy thì tôi sẽ tự thành lập một liên hiệp Hoàn nghênh tất cả các vùng lãnh thổ sẵn sàng tham gia và cùng chiến đấu vì vận mệnh của nhân loại. Mọi người vẫn im lặng, một lát sau, có vài người đứng lên, khom lưng chào Hoắc Khải sau đó rời khỏi đây. Tiếp theo đó có càng nhiều người rời khỏi đây. Cho dù kết quả như thế nào thì họ bắt buộc phải báo cáo lại rõ ràng tin tức này. Còn chuyện hội nhập có quan hệ quá lớn, Hoắc Khải đưa ra giới hạn 6 giờ rất khó để hoàn thành chuyện này. Cổ Ngôn Tài cũng chạy tới đây, đợi sau khi mọi người đi hết thì anh ta nhìn Hoác Khải, hỏi anh cảm thấy họ có đồng ý không? Không, Hoác Khải lắc đầu, nói tình hình bây giờ vẫn chưa nghiêm trọng tới mức có thể cảnh tỉnh họ. Trước khi thực sự bị đánh đau thì họ sẽ không đồng ý. Tôi chỉ vạch sẵn một con đường, đợi họ tự đến mà thôi. Cổ ngôn tài gật đầu, anh ta cũng đồng ý với suy nghĩ của Hoác Khải. Trước khi cảm thấy đau đớn thì ai cũng chỉ thấy hoa hồng nhìn đẹp mắt mà không để ý nó có gai nhưng khủng hoảng lần này cũng phù hợp với lý tưởng mà Hoác Khải luôn hướng đến, đó là sự hội nhập cuối cùng của toàn nhân loại. Trước đây anh từng tặng cổ phần, đó là bước đầu tiên, để đưa ngưỡng cửa hội nhập tới gần hơn những người này. Mà từ hiệu quả thực tế có thể thấy, tuy rằng trên nhiều ngành nghề, nhân loại thực sự đã có sự hội nhập cao hơn trước đây. Nhưng còn cách yêu cầu của Hoác Khải một khoảng cách không nhỏ. Lần này, Hắc Ma Thần Hela đột nhiên gây hấn cũng là lần thứ hai mà Hoác Khải gặp phải thậm chí anh bất giác nghĩ rằng, nếu hắc ma thần Hela tấn công với cường độ mạnh hơn một chút thì tốt, có thể trực tiếp tấn công những thành phố quan trọng nhất. Nhưng nếu như vậy, tuy có thể gia tăng tốc độ hội nhập nhưng lại không phù hợp với quan niệm đạo đức của nhân loại, cho nên Hoác Khải cũng chỉ nghĩ một lát rồi ném nó ra sau đầu. Vài tiếng sau, Hoác Khải làm theo những gì đã nói lúc trước, chuẩn bị phát biểu thông báo trực tuyến. Trong thời gian này đã có rất nhiều người khuyên nhủ, đều là những nhân vật cao cấp của các khu vực lớn, Họ hy vọng Hoắc Khải có thể xử lý chuyện này chậm rãi một chút, không cần gấp gáp như vậy. Quái vật mà Hắc Ma Thần Hela triệu hồi tới nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng không phải là không thể đối phó, không cần thiết phải khiến nhân loại hoảng loạn. Nhưng Hoắc Khải không quan tâm đến họ, cho dù những người này nói thế nào thì đều phải phát hành thông báo. Điều anh muốn chính là lợi dụng tâm lý hoảng loạn của con người để ép những người kia đồng ý với yêu cầu của mình. Mà những người kia có lẽ cũng hiểu được điều này. Có vài người còn trắng trợn nói rằng, nếu Hy vọng mới đưa ra thông báo như vậy thì chính là kẻ thù của họ, phải tiếp nhận sự kiểm soát và hạn chế nghiêm ngặt nhất. Nếu nghiêm trọng hơn thì có thể cắt đứt toàn bộ kinh doanh của Hy vọng mới trên lãnh thổ nước này. Nhưng Hoắc Khải không để tâm, sự nghiệp trước mắt của Hy vọng mới đã bao phủ toàn thế giới. Cho dù các ông cắt đứt cũng không sao, chỉ cần để toàn thế giới nhìn thấy thông báo này thì chắc chắn sẽ thu được lợi ích trong tương lai. Thời hạn 6 tiếng đã tới. Những khu vực có lực lượng yếu, còn có vài khu vực hiểu rõ sự việc này đều chủ động tới tìm Hoắc Khải, đưa ra lời mời thành lập liên hiệp. Hoắc Khải đưa họ đến trước camera ghi hình phát sóng trực tiếp công khai trên toàn thế giới. Thật không may khi phải nói với các vị, nhân loại đang đối mặt với thảm họa nguy hiểm nhất, khốc liệt nhất trong lịch sử. Hắc Ma Thần Hela đã mở chiếc hộp của Pandora và thả ác quỷ từ địa ngục. Có lẽ các vị không hiểu tôi đang nói gì, nhưng tiếp theo đây chúng tôi sẽ cùng trình chiếu hai video ghi lại hiện trường trận chiến. Với những video này, tin rằng quý vị có thể hiểu rõ hơn mọi chuyện. Mà trong khi xem video, tôi hy vọng các vị có thể đồng ý với lời mời của tôi, toàn nhân loại đều phải liên hiệp lại, không phân biệt, chung tay chống lại cuộc khủng hoảng này. chương 725, Mở Bản Quyền Trong khi Hoác Khải đang nói thì có một đoạn video cũng đồng thời được phát, là hình ảnh hắc ma thần Hela đang mở cánh cửa không gian, một con quỷ khổng lồ màu đen xuất hiện trước mắt mọi người bây giờ rất nhiều người đã lắp đặt thiết bị chiếu hình ảnh ba chiều trong nhà về cơ bản tv truyền thống đã bị loại bỏ loại hình ảnh ba chiều này không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng cũng không bị hạn chế bởi địa điểm có thể hiển thị chất lượng hình ảnh gốc tốt hơn mà điều này khiến cho mọi người đều sợ đến tái mặt khi con quỷ khổng lồ xuất hiện vội vàng lùi lại phía sau trong đời họ chưa từng nhìn thấy quái vật đáng sợ như vậy Thông báo bằng video của Hắc Khải được đồng thời phát trực tuyến và ngoại tuyến, bao gồm cả trong thế giới ảo. Mà thế giới đã được biến đổi ảo dựa trên số liệu thì có thể hiển thị những hình ảnh này càng chân thực hơn, để có thêm tính thuyết phục, thậm chí cao thủ vô danh còn phân tích video bằng số liệu rồi phát ra. Con quỷ cao mấy chục mét, hung hăng, vồ vập khắp nơi. Tựu trung lại khiến mọi người đều phải choáng váng. Giờ phút này, rốt cuộc rất nhiều người đã hiểu câu nói đó, cái gì gọi là cuộc sống tươi đẹp? Đó chỉ là có người đã thay bạn gánh vác trách nhiệm mà thôi. Họ chỉ biết trên đời này có một hắc ma thần Hela, nhưng chưa từng biết tới thứ gọi là hắc ma thần Hela đáng sợ thế nào. Mà bây giờ, họ đã nhìn thấy một trong những thảm họa mà hắc ma thần Hela tạo ra. Khi video thứ nhất phát xong thì video thứ hai cũng phát tiếp. Một móng vuốt khổng lồ dài hàng chục mét, chớp mắt đã bóp nổ máy bay chiến đấu cao tốc heo hai biến mất trở thành một cái hố đen dường như có thể hút đi linh hồn con người. Nhìn vào hố đen trong video, toàn thế giới đều im lặng vào giờ phút này. Giọng nói hoác khải vang lên, tôi biết rất nhiều người quan tâm đến lợi ích, họ không hiểu được ý nghĩa của chuyện này, nhưng tôi biết đây là thảm họa đối với nhân loại. Là nỗi kinh hoàng đủ để hủy diệt hoàn toàn chúng ta nếu coi thường nó. Chỉ khi nào loài người đoàn kết lại, hội nhập thành một chỉnh thể, mới có thể chống chọi với thảm họa. Cho nên, tôi hy vọng mọi người có thể cố gắng hết sức để thúc đẩy chuyện này. Mà để hợp tác nhân loại thêm vững mạnh, hy vọng mới sẽ mở tất cả bản quyền công nghệ. Chỉ cần cá nhân, đoàn thể tham gia vào kế hoạch hội nhập toàn nhân loại thì có thể sử dụng những công nghệ này vô điều kiện. Nhớ kỹ, tại thời điểm này, chúng ta không có quốc gia, không có chủng tộc, càng không có sự phân biệt giới tính. Chúng ta chỉ có một cái tên, đó là nhân loại. Lời nói của Hoác Khải khiến tất cả mọi người kinh ngạc kể cả những nhân viên trong nội bộ của hy vọng mới. Họ biết rằng Hoác Khải luôn muốn hội nhập toàn thể nhân loại, mà khủng hoảng lần này chính xác là một cơ hội để hội nhập. Nhưng họ không ngờ, Hoác Khải lại sẵn sàng mở tất cả các bản quyền công nghệ. Nếu đúng là như vậy thì hy vọng mới còn yêu thế nào nữa. Nhưng không ai có thể ngăn cản anh, cũng không kịp ngăn cản. Thông báo này được phát trực tuyến đến tất cả mọi người trên toàn thế giới, bất cứ người nào cũng đều có thể nhìn thấy cùng một thời điểm nghe được tất cả những gì anh nói. Những người đứng sau lưng Hoắc Khải cũng bắt đầu hoan hô. Họ chỉ là nhìn thấy khủng hoảng, cho nên muốn ôm chặt cái đùi của hy vọng mới để có cảm giác an toàn nhất định, nhưng lại không ngờ có thể đạt được lợi ích lớn như thế. Nếu thật sự có thể tùy ý sử dụng tất cả công nghệ của hy vọng mới vậy thì nền kinh tế, công nghệ của họ cũng đều được nâng cao. Cũng giống như công ty ASML năm đó, cho dù chỉ ở một nơi nhỏ bé nhưng dựa vào công nghệ có 102 trên toàn thế giới đã chiếm giữ 90% thị trường, trở thành bá chủ. Đó chính là sức mạnh của công nghệ, có thể vượt qua tất cả mọi vật cản. Những thế lực trước đây đã từ chối đề nghị của Hoác Khải hoặc đang cân nhắc từ chối đến giờ cũng sừng sốt. Họ không ngờ là Hoác Khải có thể đưa ra lợi ích lớn như thế, nếu lúc này còn từ chối thì sẽ tổn thất những gì. Có thể công nghệ của các quốc gia khác cao hơn nước mình ít nhất là hơn trăm năm, gần tương đương với một xã hội phong kiến lấy gươm giáo để thống trị thì những nước khác đã có súng máy đại bác hoàn chỉnh khoảng cách như vậy có thể gọi là một trên trời một dưới đất người phụ trách các cơ quan ở địa phương lập tức tới tổng bộ của hy vọng mới yêu cầu hoác khải phải hủy bỏ những lời vừa nói nhưng không ai cho anh ta câu trả lời còn hoác khải thì càng không có khả năng đồng ý nếu đối phương cố chấp như thế thì anh ta chỉ đành rời đi trong xu thế chung không ai có thể ngăn cản bánh xe lịch sử Thông báo đã kết thúc, nhưng hai đoạn video đó vẫn không ngừng được phát lần lượt, hơn nữa còn đặt ở trang chủ website chính thức của Hy vọng mới, bất cứ ai đều có thể tùy ý tải xuống. Đồng thời, website chính thức của Hy vọng mới cũng không ngừng phát sóng các hiệp định hội nhập đã ký với các lực lượng trong một số khu vực. Mỗi vùng lãnh thổ sẵn sàng gia nhập vào kế hoạch hội nhập đều được Hy vọng mới phát hình ảnh trên website, đồng thời nhân viên kỹ thuật của Hy vọng mới sẽ đến địa điểm chỉ định để kết nối mạng nội bộ cho họ. Hoắc Khải không phải cầm cờ hiệu này để thu hút mọi người, càng không phải là dùng thủ đoạn để bịp bợm, mà là thật tâm thành ý mở tất cả bản quyền công nghệ. Anh đã nghĩ rất kỹ càng, nếu toàn nhân loại thật sự muốn hội nhập, không phân biệt của anh của tôi, vậy thì chỉ tặng cổ phần là không đủ. Nếu đã là người một nhà thì đương nhiên phải chia sẻ tất cả mọi công nghệ. Cho nên, công nghệ của Hy vọng mới có thể cho họ, nhưng họ cũng phải mở khóa tất cả những cơ sở dữ liệu kỹ thuật vô điều kiện. Đối với rất nhiều người đây chắc chắc là một câu hỏi rất khó để lựa chọn. Nhưng Hoác Khải cũng không vội vàng, anh có đủ lý do để tin tưởng, hắc ma thần Hela sẽ không chỉ triệu hồi những ma quỷ kia tới mà không có động tĩnh gì. Nó gây ra một sự xáo trộn lớn như vậy, nhất định là đang lên kế hoạch tấn công nhân loại. Chỉ cần biên độ tấn công của hắc ma thần Hela đủ mạnh thì kế hoạch hội nhập nhất định sẽ thực hiện một cách suôn sẻ. Trước đó, Hoác Khải cần phải làm là gắng sức lôi kéo phe trung lập giai đoạn đầu thế lực hội nhập càng nhiều thì giai đoạn giữa và sau càng dễ thành công trong mấy ngày này tất cả mọi người ở hy vọng mới đều bận đến nỗi chân không chạm đất nguyên nhân chính là vì thông báo của hoác khải đã thu hút sự ủng hộ từ đông đảo quần chúng mà vài nhân vật cấp cao lại vì thế mà không vui cho rằng hoác khải đang vượt quá giới hạn họ muốn phong tỏa tất cả mọi thứ của hy vọng mới nhưng chỉ là lực bất tòng tâm máy chủ của hy vọng mới chủ yếu đặt ở đáy biển dưới núi tuyết ở đó không bị sự cản trở của bất kỳ thế lực nào. Ngay cả khi trụ sở ở trong nước bị đóng cửa thì vẫn còn trụ sở nước ngoài dự phòng. Những gì họ có thể làm được là hạn chế nhân viên rời đi. Nhưng Hoắc Khải không cần đi đâu, anh chỉ cần ngồi ở trong nhà, họp bàn thông qua hình chiếu 3D. Dù sao, với công nghệ hiện tại của Hy vọng mới, không có bất kỳ ai ngăn cản được thiết bị liên lạc của anh. Một tuần sau, các thế lực đồng ý tham gia vào kế hoạch hội nhập hy vọng mới đã lên tới mười mấy nước, đều là những nơi nhỏ cách Heo Hai không xa. Họ sợ bị tấn công và hy vọng có được sự bảo vệ ở đây. Hoắc Khải bố trí người giám sát năng lượng ở những chỗ đó, nếu Hắc Ma Thần Hela thật sự lựa chọn những nơi này để tấn công thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Bất kể là không ngăn được thì ít nhất cũng kịp thời nhận được thông tin, cũng có thể trì hoãn thời gian cho những nơi khác. Mà nếu như những gì Hoắc Khải dự liệu Hắc Ma Thần Hela không có tính nhẫn nại. Đến tuần thứ hai thì đã phát động tấn công. Một số lượng lớn quái vật lao ra từ mặt đất tấn công con người. Những người dân thường tay không tấc thép làm thế nào mà ngăn cản được những ma quỷ này? Phần lớn đều bị giết. Ngay cả khi quân đội được trang bị đầy đủ vũ trang tới cũng vô ích. Đám ma quỷ khổng lồ đông như kiến cỏ, ngay cả chiến xa cũng bị đập nát bét như cái bánh sắt. Hơn nữa, mục tiêu tấn công của Hắc Ma Thần Hela không phải là một nơi mà là hai nơi. Một nơi chịu sự tấn công của những con quỷ này, mà nơi khác thì do quái vật tiến đánh. Những con quái vật giống như trùng tộc trong trò chơi khoa học viễn tưởng chiến tranh giữa các vì sao, kích thước khổng lồ, mỗi loại lại có một đặc điểm khác nhau. Nhưng chúng có một đặc điểm chung đó là, con người bình thường không có cách nào ngăn cản được nó. Điều quan trọng nhất là, hai địa điểm bị tấn công lại không phải là thành viên của kế hoạch hội nhập, mà là nơi cách heo hai khoảng 2.000 km. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, chúng đã đi 2.000 km dưới lòng đất, tốc độ này quả thật quá kinh hoàng. Ngay cả những thiết bị khoan ngầm tiên tiến nhất trên thế giới cũng không thể làm được. Nơi này là một vùng đất thuộc thế lực tầm trung, một mảnh hỗn loạn, quân đội đến phụ trách hỗ trợ cũng bị quét sạch toàn bộ. Số người còn tồn tại là một con số vô cùng ít ỏi. Audio điện tử võ tấn bền